Theo đó là hôm nay bên shop về cho bác cái lô dây điện vàng nhé. Các bác lên cho em là dây điện vàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Lô này về thì cái kích thước của nó chiều dài thì sẽ là từ 20 đến 30 mét nhá. Hàng về theo lô và cái giá thì rất là tốt cho các bác rồi. Đấy. Đợt này thì hàng về cho bác giá chỉ còn là 190.000 thôi, 190.000 cho một cuộn dây điện như này. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Hàng của Nhật nhá. Dây của nó thì nó sẽ là dây 1.5 nhá, dây 1.5 và dây siêu mềm luôn, dây 1.5 dây siêu mềm. Chiều dài của nó thì nó sẽ là từ 20 đến 30 mét, hàng về tùy theo lô. Đấy, hàng về tùy theo lô và từ 20 đến 30 mét. Và giá thì sẽ là 190.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là dây điện vàng. Dây điện vàng này. Dây điện vàng. Dây điện vàng. Lõi là 1,5 ly nhá, 1,5 ly. Chiều dài thì từ 20 đến 30 mét, hàng về tùy theo lô. Giá sẽ là 190.000 nhá, 190.000. Đó, 190.000 cho một cuộn dây điện vàng như này thôi. Đấy. Đầu kết nối của nó thì có đèn báo này, có đèn báo nhá. Đấy, và có 5 ổ cắm luôn, có 5 ổ cắm như này. Đấy, phần kết nối thì đều bằng đồng hết nhá. Giá rất hợp lý, chỉ có cho các bác là đây, đầu ổ cắm đây. Giá chỉ có cho các bác là 190.000 thôi, 190.000 cho một cuộn dây điện vàng như này. Giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dây câu bình nhá. Các bác lên cho em là dây câu bình thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là hai dây, một dây màu đen, một dây màu đỏ. Các cái phần kết nối này đều là bằng ấy hết này, đều bằng đồng hết này, bằng đồng kẹp cực kỳ chặt luôn. Kẹp rất là chặt các bác nhá. Thì các bác kết nối nó không bị mo ve. Và chiều dài thì từ 2 đến 3 mét, từ 2 đến 3 mét. Đó, đựng trong một cái túi như này, rất chất lượng cho các bác luôn. Và các bác có thể mua để bỏ lên ô tô, mình đề phòng khi mà ô tô bị hết ắp quy nhá, hết ắp quy thì các bác có thể câu từ xe nọ sang xe kia. Lên cho em là dây câu bình nhá, dây câu bình. Đấy, dây câu bình giá thì chỉ có cho bác là 180.000 thôi. 180.000 cho một cái sợi dây câu bình như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là các cái mẫu dép đi trong nhà nhá. Đấy, dép đi trong nhà đây. Các bác lên cho em là dép đi trong nhà. Đấy, thì cái này nó sẽ là free size, nam nữ đều đi được hết, màu nào cũng ok hết nhá. Và giá thì chỉ có 35.000 cho một đôi dép đi trong nhà như này thôi. Đấy, đế lót nhung này, đế lót nhung và bằng cao su. Cao su có dập phân chống trơn trượt nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Taniru U này. Đấy. Hàng rất đẹp và rất chất lượng cho các bác luôn. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng nhá. Và cái giá thì sẽ là 35.000. 35.000 cho một con dép đi trong nhà như này. Bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, dép đi trong nhà nam nữ đều đi được cả, thế nên là các bác yên tâm. Đó, lên cho em là dép trong nhà nhá. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng vải này. Đấy, đi mùa đông thì rất là tuyệt vời luôn, ấm chân và rất là sạch sẽ nhá, nhẹ nhàng, sạch sẽ, siêu nhẹ luôn. Giá chỉ có 35.000 thôi. Lên cho em là dép đi trong nhà nhá. Giá sẽ là 35.000, rất tiện ích luôn. Đấy, các bác có thể mua về cho cả nhà mỗi người một đôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái cốc tự khuấy nhá. Giá sẽ là 90.000. Về nhà thì các bác lắp pin vào cho em là mình sử dụng thôi. Đấy, nó sẽ sử dụng một cái dòng pin con thỏ loại nhỏ đây. Các bác lắp vào đít này cho em. Đấy, lắp vào đít này cho em. Đó. Lắp vào đít này là mình sử dụng nhá. Đấy, các bác tháo cái gioăng cao su đi ra, lắp pin vào đít này cho em là mình sử dụng thôi. Đấy, và ở đây nó sẽ có cái hạt nam châm từ trường này. Các bác bỏ vào là nó sẽ đẩy vào giữa này và nó sẽ tự quay nhá. Đấy, có pin vào, lắp pin vào nó tự quay thôi. Lên cho em là cốc tự khuấy nhá. Các bác dùng để pha cà phê, pha ngũ cốc, pha các loại hạt cũng rất là ok. Cốc tự khuấy nhá. Cốc tự khuấy này. Cốc tự khuấy giá của nó sẽ là 90.000 nhá, 90.000 cho con cốc tự khuấy như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây. Đấy, các bác thấy không? Đấy. Đấy, các bác thấy không? Nó khuấy rất là ngon luôn. Rất là tuyệt vời các nhá. Đó, để khuấy cà phê rồi các loại khác rất là ngon luôn. Lên cho em là cốc tự khuấy. Giá thì chỉ có 90.000 thôi. Ở đây họ đang bán 100.000 thôi nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thế này thì giá sẽ là 140.000 và các bác lên cho em là bộ 5 cái nồi nhá. Bộ 5 nồi như này. Giá chỉ có 140.000 thôi. 140.000 mà các bác nhận được tới là 5 cái nồi liền. Đấy. Dòng này của nó thì nó sẽ là vừa phải thôi, không quá dày đâu. Đấy, không dày cũng không mỏng, nói chung là vừa phải. Thì nó sẽ là nồi nào vung đấy như này, nồi nào vung đấy như này các bác này. Rất là tiện ích luôn, các bác có thể dùng để mình đựng đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết nhá. Cái này thì em chỉ khuyến khích các bác là để đựng thực phẩm, đựng thức ăn thôi.
đấy, đựng thực phẩm, đựng thức ăn thôi, chứ còn nấu thì không nên nấu, tại vì là cái đít của nó không được dày lắm thì các bác nấu là sợ nó bén. Đấy, sợ nó bén thì kích thước của nó là từ 24 đến 16 nhá. Đấy, từ 24 đến 16, nồi nào vung đấy chị em. Và khi các bác sắp vào thì nó rất là gọn. Đấy thì mình sử dụng để đựng đồ ăn này, đồ ăn thức uống này, thực phẩm trong nhà này, rất là ok luôn, chế biến thực phẩm thức ăn. Cái này của nó là đang bọc túi bóng nhá, còn khi các bác giở túi bóng ra là nó rất là đẹp luôn. Đó, đây sẽ là con to nhất này, là 24 này, 24 nhá, nồi nào vung đấy luôn. Đấy, tiếp theo là con này nó sẽ là 22 này. Đấy, 22, tiếp theo nữa nó sẽ là một con 20 này, 20 cho đến con 18 này và đến con 16 này. Nồi nào vung đấy luôn. Ưu điểm của dòng này thì cất đi nó rất là gọn, các bác chỉ cần sắp vào thành bộ như này thôi là mình cất đi cho em. Lúc nào cần dùng thì mình giở ra. Đấy. Liên cho em là bộ cái này là cái gì nhỉ? Bộ nồi 5 món nhá, bộ nồi 5 món. Bộ nồi 5 món giá bao nhiêu? 140k nhá, 140k cho cái bộ nồi 5 món như này. Đấy. Các bác có thể đựng thực phẩm, đựng đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết. Còn cái này thì không nên nấu bếp nhá, còn nấu bếp thì cũng nấu được thôi. Nhưng mà không nên, tại vì cái độ dày của nó là vừa phải thôi. 140.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái con máy thái rau nhá. Đấy, máy thái rau thì đây nó sẽ là một con máy như này, rất là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình thái rau này rồi chế biến rau các thứ đều ok hết. Ở đây thì sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy như này, một thân máy như này, và các bác lắp cái lưỡi vào đây xem, lắp cái lưỡi vào đây. Sau đó thì mình xoay như này. Đấy, và ở đây thì khi các bác cho vào thì mình sẽ dùng cái này mình đẩy nó xuống, rất là tiện ích luôn. Lên thì em là máy thái rau nhá. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Tay công như này, con này thì thái bằng tay thôi chứ không phải dùng bằng máy đâu. Đây em sẽ có máy thái rau bằng tay nhá. Đấy, giá thì sẽ là 100.000 tròn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cái cách sử dụng, nó rất là dễ dàng và tiện ích luôn. Máy thái rau bằng tay giá sẽ là 100k. Đấy. Máy thái rau này, thái rau bằng tay giá sẽ là 100k nhá. Con này trước em bán 80.000. Lô này hàng về thì cao cấp hơn, chất lượng hơn cho nên là giá sẽ tốt hơn một chút, là 100.000 các bác nhá. Đó. Máy thái rau bằng tay, đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác này. Dễ dàng đến vậy, chỉ cần cho món cần thái vào máy, sau đó dùng tay nắm đè cũng đồng thời quay phần trục tay là những lát đồ ăn đều tăm tắp được cho ra lò. Sản phẩm còn có thể bào sợi và thái nhỏ rau củ rất nhanh chóng. Sản phẩm đã có ở TikTok Top, việc thái lát, thái sợi rau củ. Mọi người ơi. Nếu có ai đó hỏi mình. Mọi người ơi. Đấy, rất là tiện ích luôn các bác nhá. Đó, máy thay rau bằng tay. Rau củ của đa năng. 100.000 các bác nhá. Ok. Hello. Vâng, lại là em Huấn Phạm đây các bác nhá. Chào các bác. Chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình và thân người các bác nhá. Đó. Em Phạm Huấn lại quay trở lại. Lợi hại hơn xưa, giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 ship nữa các bác nhé. Đó, sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ cưa kéo nhá. Bộ cưa kéo cứ bỏ lên kia cho anh kiểm tra xong ấy. Bộ cưa kéo như này thì bên em bán theo combo nhá. Combo là 4 món như này sẽ là 160.000 các bác này. Đấy, combo 4 món 160.000 cho các bác luôn. 160.000 cho 4 món như này. Đấy, và em sẽ giới thiệu chi tiết từng món một và cũng có bán lẻ luôn nhá. Đấy. Thì đầu tiên các bác lên mã giúp cho em cái con này, nó sẽ là kéo cành cam này, kéo cành cam. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác sẽ là 70.000 cho một con kéo cành cam như này nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng này đều hàng của Nhật hết nhá, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Hàng made in Japan con này, made in Japan. Chuyên để con này chuyên để các bác cắt cây, cắt cành, tỉa cây, tỉa cành, tỉa răm cực kỳ là ngon luôn. Cắt rất là ngọt nhá. Kéo sắc, cắt đằm, kéo rất là ngon luôn nhá. Đó, đây các bác này. Con này thì các bác lên cho em là kéo cành cam, hàng thép SK5 made in Japan con này, made in Japan. Thép SK5 không gỉ nhá. Con này thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 nhá. 70.000 cho một con kéo cành cam như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là kéo cành cam, giá của nó sẽ là 70k. Đó. Lên cho em là kéo cành cam nhá. Kéo cành cam này, giá sẽ là 70k cho một chiếc kéo cành cam như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái kéo tỉa này. Đấy, cũng hàng made in Japan luôn, hàng nội địa của Nhật nhá, made in Japan. Đấy thì con này các bác mua lẻ thì giá của nó sẽ là 50.000. 50.000. Các bác lên cho em là kéo tỉa inox nhá. Đấy, nó sẽ là màu inox sáng bóng đẹp như này. Mua lẻ thì con kéo tỉa inox này sẽ là 50.000 nhá.
hàng made in Japan con này. Đấy, chữ made in Japan khắc chìm luôn các bác nhá. Đó. Giá con này sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Con này thì các bác dùng để tỉa răm này. Đấy, tỉa răm rất là ngon luôn con nhá. Đó, tỉa răm. Đây con này. Đấy, tỉa răm rất là ngon luôn. Đấy. Cắt tỉa răm thì con này rất tuyệt vời luôn. Con này thì giá nó sẽ là 50.000 nhá. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là kéo tỉa inox nhá, kéo tỉa inox. Hàng made in Japan con này. Đấy. Lên cho em là kéo tỉa inox nhá. Kéo tỉa inox giá của nó sẽ là 50.000 này, 50.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là cái con cưa lách này. Đấy, hàng made in Japan nhá, made in Japan. Đây. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác một con cưa lách như này. Giá của nó sẽ là con cưa lách này là bao nhiêu nhỉ? 40.000 nhá. 40.000 cho một con cưa lách như này. Đấy, các bác lên cho em là cưa lách nhá, cưa lách. Giá sẽ là 40.000. Hàng của nó cực kỳ chất thép của nó hơi bị ngon luôn các bác này. Đấy, uốn cong thoải mái luôn. Không sợ bị gãy gập nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 40.000 cho một con cưa lách như này. Lên cho em là cưa lách nhá, cưa lách giá sẽ là 40.000. Đó, các bác lên mã giúp cho em đó là cưa lách này. Cưa lách này. Giá sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho con cưa lách như này. Đấy. Tiếp theo thì các bác lên cho em là con cưa gấp này. Đấy, con cưa gấp. Hàng cũng của Nhật nhá, Japan này. Đó, made in Japan như này. Con này thì nó sẽ về theo lô, có lô thì dài là 25 cm, có lô là 30 cm nhá. Đấy thì hàng về lô nào em gửi lô đấy thôi. Giá con này thì sẽ là con cưa gấp này là bao nhiêu? 50.000 nhá, 50.000 cho một con cưa gấp như này. Đây. Đấy các bác thấy không? Đấy, rất là ngon luôn các bác này. Đấy, uốn cong thoải mái luôn các bác thấy không? Chất thép của nó cực kỳ tuyệt vời luôn. Uốn cong thoải mái các bác này. Đấy, vặn ngược vặn xuôi thoải mái nhá. Đấy, không dùng nữa các bác, gấp gọn vào cho em. Cực kỳ chất lượng luôn, tanh tách luôn các bác nhá, rất là ngon. Cưa mở hình hạt bòng như này, khi các bác sử dụng thì nó rất là tuyệt vời nhá. Đấy, cưa mở hình hạt bòng như này. Đó, khi các bác dùng thì nó rất là tuyệt vời, rất là dễ cưa. Đấy, hình hạt bòng như này nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000. Con này thì các bác lên cho em là cưa gấp trắng đen nhá, cưa gấp này. Lên cho em là cưa gấp. Cưa gấp giá của nó sẽ là 50.000 cho một con cưa gấp như này nhá. 50 cành cho một con cưa gấp như này. Đó, thì combo cho các bác bao gồm là 4 món như này nhá. Đấy, nếu các bác mua 4 món như này thì giá của nó sẽ là 160.000, 160.000 cho 4 món như này. Đấy, giá sẽ là 160.000. Các bác lên cho em là bộ cưa kéo nhá, bộ cưa kéo. Bộ cưa kéo. Bộ 4 món cưa kéo này, 4 món cưa kéo, 2 cưa và 2 kéo. Giá sẽ là 160 cành nhá. 160.000 cho bộ 4 món cưa kéo. Rồi ok. Nha. Đó, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship cho em và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái con sản phẩm đó là cái con đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Con này thì chức năng của nó thứ nhất là làm đèn ngủ, thứ hai là có tính năng đuổi muỗi luôn. Đấy, rất là đơn giản về nhà các bác, chỉ việc là cắm vào điện là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện ích nhá. Đấy, cắm trực tiếp điện 220 này cho em này. Đấy. Đây. Thì nó sẽ có chức năng là vừa làm đèn ngủ vừa làm đèn đuổi muỗi nhá. Đấy, vừa làm đèn ngủ làm đèn đuổi muỗi luôn. Con này thì nó sẽ là cảm biến nhá. Ban đêm thì nó với sáng không nhá. Ban đêm thì nó với sáng, còn là ban ngày thì nó không sáng đâu. Lưu ý các bác như vậy cho em. Không, về nhà các bác bảo sao lại không thấy đèn ngủ lên, thì các bác cắm ban ngày thì nó chỉ lên cái đèn báo như này thôi. Đấy, còn ban đêm thì cảm biến nó sẽ lên thì nó sẽ đèn ngủ nó sẽ sáng nhá. Đấy. Thì lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi. Con này thì giá của nó sẽ là 45.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Rất là tiện luôn. Vừa làm đèn ngủ vừa làm đèn đuổi muỗi luôn. Đó. Đèn ngủ đuổi muỗi này, đèn ngủ này. Đó. Đuổi muỗi luôn, có chức năng đuổi muỗi luôn nhá, đuổi muỗi. Giá của nó sẽ là 45.000 nhá. 45.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Đèn ngủ thông minh. Đây là giải pháp hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có 2 chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời mà không phải lo lắng. Đừng để muỗi làm phiền giấc ngủ của bạn, hãy đặt mua đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh ngay hôm nay. Chuẩn bị cho mùa hè đầy muỗi với đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh. Đây là giải pháp hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có 2 chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời mà không phải lo lắng. Đó. Đừng để muỗi làm phiền giấc ngủ. Giá chỉ có 45.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái các bác lên đã giúp cho em đó là cái kéo cắt may nhá. Các bác lên cho em là kéo may. Con này thì chiều dài của nó sẽ là vào khoảng là phần lưỡi này thì vào khoảng là 13 cm. Và con này chiều dài tổng thể của nó vào khoảng là hơn 30 cm. Và kích thước của nó là 12 inch. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật đây. Made in Japan con này. Đó, made in Japan.
hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đây các bạn này, đấy, con này dùng để cắt may thì tuyệt vời luôn đấy. Bác nào làm thợ may này, làm nghề này, dùng con này rất là chấm hết luôn các nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới quý cô bác anh chị cái giá rất là hợp lý rồi. Chỉ có cho các bác là một cái con kéo cắt may như này, chỉ có cho các bác là 160.000 thôi nhá, 160.000 cho một con kéo cắt may như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là kéo may nhá. Kéo may, giá của nó sẽ là 160k. Đó. Kéo may này, giá của nó sẽ là 160k cho một con kéo may như này nhá. 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là keo dán giày. Đấy, con này thì rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 15.000 cho một lọ keo này thôi. Dòng này của nó sẽ là dòng keo tan chậm như này nhá, keo tan chậm như này. Thì khi các bác sử dụng thì nó rất là dễ dàng. Đó, à, keo khô chậm thì các bác sử dụng là không sợ bị dính tay này. Và khi các bác bôi lên như này, đấy, cho bôi vào các cái phần của giày của dép này. Đó, và nó sẽ là khô từ từ và nó bám dính rất là tốt luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái lọ keo dán giày như này. Các bác lên cho em là keo dán giày nhá. Keo giày giá của nó sẽ là keo dán giày này. Keo dán giày giá của nó sẽ là 15k một 15k cho một lọ keo dán giày nhá. 15.000 cho một lọ keo dán giày. Đó. Đây các bác này. Đấy, nó sẽ là một cái dòng keo siêu dính luôn các bác nhá. Đó. Đây, các bác thấy không? Đây. Giỏ vào này. Giày dép này. Đấy, rất là dính luôn. Cực kỳ là tốt luôn nhá. Đó, các bác bị bong giày, bong dép này. Các cái bề mặt đồ giày đồ da bị bong chốc các bác dán vào cho em rất tuyệt vời luôn. Đó, rất là hữu ích nha, và nó khô chậm cho nên là nó rất là dai. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có 15.000 cho một lọ keo dán giày như này thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã cho em là miếng dán thải độc chân nhá, miếng dán thải độc chân. Đó thì một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là một hộp này sẽ có cho các bác là đi đấy, có cho các bác là một hộp này là 50 miếng nhá, 50 miếng. Đó, hàng thì của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Bao gồm cho các bác là 50 miếng dán như này và 50 gói thuốc nhá. 50 gói thuốc về nhà các bác cứ thế là mình dán lên cái gan bàn chân cho em. Đấy, lên cho em là miếng dán thải độc chân nhá. Miếng dán thải độc chân giá thì chỉ bằng một bát bún thôi. Thải độc chân. Đấy, mùa đông như này các bác nên dùng rất là tốt luôn, giá chỉ có 40k thôi nhá. Miếng dán thải độc chân 40.000. Giá chỉ bằng một bát bún thôi và rất là hữu ích luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho bác xem. Cái này thì khi các bác dán để qua đêm, đấy, dán vào cái gan mặt chân ấy, sau đó mình đi ngủ để qua đêm thì các cái phần độc tố nó sẽ thẩm thấu ra, nó hút ra các bác nhá. Rất nhiều thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre, với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trông kinh như mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đó, rất là ok các bác nhá. Đấy, giá thì chỉ có 40.000 cho một hộp miếng dán thải độc chân thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái búa vàng nhá. Đấy thì đây nó sẽ là một con búa vàng như này. Giá thì sẽ là các bác lên mã giúp cho em đó là búa vàng nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 60.000. Đấy, nó sẽ làm con búa như này. Chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 17-18 cm. Đó. Tầm đấy, tầm 17-18 cm thì đấy các bác nhá. Đấy, và nó sẽ là một con búa như này. Cái thân búa này thì nó sẽ là bằng ngón tay như này nhá. Bằng ngón tay như này, và con này thì cực kỳ là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 60.000 thôi. Khi các bác xoáy ra thì nó sẽ là một con tô vít như này. Đấy, một con tô vít này rất là tiện luôn. Xoáy tiếp ra nữa thì nó sẽ lại có cho các bác là một cái con tô vít nữa này. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác một con tô vít nữa này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là thêm hai cái đầu tô vít như này. Hai cái đầu tô vít này rất là tiện luôn này. Đó. Đây. Đấy, nói chung là nó rất là nhiều các cái đầu tô vít luôn, to nhỏ lớn bé đầy đủ cả, các bác cứ thế là mình xoáy ra là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện ích nhá, rất tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý. Chỉ có cho các bác là một cái con búa vàng như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. Đấy, nó sẽ có rất là nhiều tính năng trong một cái con búa như này. Đấy, vừa làm búa để mình có thể là sửa chữa nhẹ nhàng này. Đấy, và có sẵn tô vít, tích hợp tô vít cho các bác luôn để mình sử dụng luôn. Lên cho em là búa vàng, giá của nó sẽ là 60k nhá. Đấy, các bác lên cho em là búa vàng này. Búa vàng giá của nó sẽ là 60k cho một con búa vàng như này nhá, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái búa nhá, thì nó sẽ có cho các bác là búa A1 này. Đấy, con này sẽ là búa A1 như này.
Đó, búa A1 thì lên cho em là búa A1 bé nhá. A1 bé, con này thì sẽ là búa A1 bé, giá sẽ là 80.000 nhá, 80.000. Đấy, búa A1 này, giá sẽ là 80k cho một con búa A1 như này. Con này thì chiều dài của nó vào khoảng là 25 cm và nặng khoảng 3 lạng. Con này có chức năng cả đóng cả nhổ đinh luôn. Tiếp theo là con búa A2 to. Hàng thì đều là hàng của thương hiệu Asaki của Nhật đây. Đấy, Asaki như này. Đó, rất là ngon các bác luôn. Đó. Con to này thì cũng là cán bằng thép, bọc nhựa, có chức năng đóng và nhổ đinh và sử dụng như một cái búa bình thường. Con này lên trên là búa A2, giá sẽ là 130k, 130k nhá. Con búa A2 này là búa to, nặng khoảng 6-7 lạng, nặng 6-7 lạng dùng cực kỳ là ngon luôn. Đó, đây, rất là ngon như này nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn, chỉ có cho các bác là các bác lên cho em là búa A2 to nhá, búa A2 to, giá sẽ là 130.000, A1 nhỏ là 80.000 các bác nhá. Đấy, các bác muốn lấy búa nào thì lấy. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop cập nhật các cái mẫu hàng Tết về la liệt để gửi tới các bác luôn. Đó, thì hôm nay bên shop về cho các bác các cái mẫu khay mứt Tết rất là đẹp. Thì bên shop về sẽ có 3 mẫu chủ đạo để gửi tới các bác nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc bom hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Đó, cầm bỏ tranh ghế này. Bên em thì ship quốc toàn quốc, ship code toàn quốc. Các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Đó. Và em lên cho các bác các cái mẫu khay mứt Tết của bên em thì bên em sẽ chia ra làm các cái mẫu theo kiểu là K1, K2, K3. Đó thì con mẫu này đầu tiên nó sẽ là con mẫu K1 này. Đấy, con này thì các bác cứ xoay này, nhấp vào là nó nhấp xuống, xoay này nó sẽ vào này. Đấy, mở lên nó sẽ ra này. Đấy, nhấp xuống như này xoay phát là vào luôn. Rất ngon nhá. Đó, nhấp xuống này trước. Đấy, khi các bác mở ra nhá, lưu ý các bác khi mở ra này. Mở ra thì nó sẽ khóa lẫy này thì các bác nhấp xuống này cho em, sau đó sập phát là nó vào luôn. Đấy, mở ra thì bình thường, còn khi cho xuống thì ấn cái này xuống trước này, sau đó thì mình sập lẫy vào này. Rất là ngon nhá. Con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 5 ngăn bên trên và 5 ngăn bên dưới, tổng nó sẽ có là 10 ngăn. Đây, đấy, rất là ngon lành cho bác luôn. Thì con này anh em các bác lên mã giúp cho em đó là khay K1 nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100 trăm mấy mình nhỉ? Các bác lên cho em là khay K1 nhá. Khay K1 giá nó sẽ là 160k nhá. 160.000 cho con khay K1 như này. Con này thì các bác lên cho em là K1, giá sẽ là 160k. Đó, rất là ngon lành các bác này. Đấy, rất ngon lành cho bác luôn. Nó sẽ có 5 ngăn bên trên, 5 ngăn bên dưới nhá. Đấy. Con này thì lên mã giúp cho em đó là khay K1, giá của nó sẽ là 160.000. Đó, 160.000. Lên cho em là khay K1 nhá, 160k này. 160.000 cho con khay K1 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã khay mới, đó là cái mẫu K2 nhá. Con này thì các bác lên cho em là mẫu K2. Đấy, mẫu K2 con này thì cũng rất là đẹp luôn. Đấy, con này thì các bác sập lẫy bằng tay vào như này. Đấy. Và nó cũng có cho các bác là 1 2 3 4 5 6 ngăn. 6 ngăn rất là to luôn, 6 ngăn rất là to luôn các bác nhá. Đấy. Khi các bác mở thì các bác nhấn này là nó sẽ mở ra này. Đấy, nhấn này cho em là nó sẽ mở ra. Đó thì các bác sẽ nhấn như này hoặc là nhấn lần lượt này là nó sẽ mở ra các bác nhá. Đấy. Nhấn này cái lẫy này nó sẽ mở ra này. Đấy. Cái này thì nó sẽ là bằng lò xo nên các bác nhấn lẫy này là nó sẽ mở ra cho em. Đấy, nó rất là tiện ích và nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 5 6 ngăn như này, 6 ngăn như này các bác nhá. Đấy. Con này thì khá là sâu luôn, cái ngăn này của nó là nó có 6 ngăn thôi nhưng rất là sâu nhá. Rất là sâu ngăn và có thêm một ngăn bên trên nữa là 7 ngăn. Đó, có sẽ có một cái ngăn nhỏ trên này. Đấy là 7 ngăn các bác nhá, rất là tiện ích luôn. Đấy, màu sắc rất là đẹp, màu hồng rất là đẹp, đúng không khí ngày Tết luôn. Con này thì các bác lên cho em là khay K2 nhá. Con này thì giá siêu tốt cho bác luôn. Đó, lên cho em là khay K2 này. Đó, khay K2, giá của nó chỉ có cho các bác là 95k thôi nhá. 95.000 cho con khay K2 như này. Giá sẽ là 95k. Con này thì rất là chắc chắn, bền đẹp. Con này thì nó bằng lẫy tay như này thì các bác yên tâm, không bao giờ lo bị hỏng hóc nhá. Đấy, rất là chắc chắn cho các bác luôn. Đây, và nó sẽ có một cái nắp bên trên như này. Đấy, thì nó sẽ có 6 ngăn tất cả. Thì lên cho em là khay K2 nhá. K2 giá của nó sẽ là 95k nhá. 95.000 cho một cái khay K2 như này. Rất vừa vặn và xinh xắn cho các bác luôn. Đấy. Các bác chỉ cần nhấp như này là nó sẽ bật ra này. Đấy, nhấp này cho em là nó sẽ bật ra thôi. Đó, các bác nhấp này cho em. Nhấp đẩy tay một chút nhá. Đấy, nó có cái lẫy ở đây. Nó có cái lẫy cá ở đây cho nên khi các bác nhấp thì nhấp đẩy tay một chút là nó sẽ bật ra. Đấy, nhấp đẩy tay một chút nhá. Nhấp mạnh một chút là nó sẽ bật ra thôi. Đấy, đây các bác này. Đấy. Đẩy vào này, nhấp mạnh một chút nó sẽ bật ra này. Đấy. Rất là tiện ích các bác nhá, rất tiện ích luôn. Và con này thì
nó đậy kín như này thì khi các bác để thì không sợ bị ruồi muỗi kiến dán rồi mất vệ sinh thôi nhá. Đấy, khi các bác mở thì các bác nhấp đậy tay cho em, đấy nhấp ở trên này hoặc là các bác nhấp trực tiếp vào đây nhá, nhấp trực tiếp vào đây là cái lò xo này nó sẽ bật ra, đấy nó sẽ bật ra cho các bác nhá, nhấp đậy tay một chút là nó sẽ bật ra thôi các bác nhá. Đấy, đây thì nó sẽ có cho các bác một cái hệ thống lò xo, đấy có lò xo ở đây, đấy cho nên là khi các bác dùng thì mình lưu ý giúp cho em, đấy có 6 ngăn bên ngoài và một ngăn bên trong là 7 ngăn, đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái khay, một cái khay rất là đẹp đây, các bác lên cho em cái khay này thì các bác lên cho em là khay K3 nhá, khay K3, đó thì hoặc là lên cho em cái khay này nó sẽ là khay sen đi, khay sen đi cho nó dễ. Đó, tại vì là nhiều ca quá thì các bác lại không nhớ được. Cái này thì nó sẽ là khay 2 tầng hình bông sen này, rất là đẹp và có thể xoay tròn như này nhá. Đấy, thì lên cho em là khay sen vàng nhá, khay sen vàng. Đấy, nó sẽ là bằng nhựa và mạ vàng rất là đẹp như này. Thì lên cho em là khay sen vàng. Con này thì giá cũng rất hợp lý nhá, chỉ có cho các bác là 150.000 thôi, 150.000 cho con khay sen vàng như này. Lên mã giúp cho em đó là khay sen vàng này. Khay sen vàng giá của nó sẽ là 150k nhá, 150.000 cho con khay sen vàng như này. Đó, con này của nó thì bỏ cho anh cái hộp vào đây. Hàng khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là hàng rời nhá, lấy cái đẹp ấy. Khi các bác nhận được hàng thì lấy cái hộp đẹp ấy. Đây, chán quá. Nó sẽ là hàng nguyên trong hộp như này con này, nguyên trong hộp như này và nó sẽ rời hết nhá, rời hết các bộ phận đó, chứ nó không có lắp nguyên như này đâu. Và nó sẽ rời hết các bộ phận như này. Và trong hộp thì nó sẽ đầy đủ trọn bộ cho các bác và có cả giấy hướng dẫn nhá. Đấy, có cả giấy hướng dẫn đây các bác này. Đây. Đấy. Về nhà thì các bác cứ lắp đặt từng bộ phận một theo giấy hướng dẫn này cho em. Đấy, có cả mã QR các bác này. Các bác lên các bác quét cái mã QR này là nó sẽ ra có cả video hướng dẫn luôn. Hoặc các bác lên TikTok hoặc lên YouTube các bác gõ là cách lắp khay mứt sen nhá, khay mứt sen là nó sẽ ra. Đó, khay mứt sen vàng là nó sẽ ra. Và con này thì giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. Đây, đấy các cái bộ phận này, các cái chi tiết lắp này, 1 này, đấy, 2 3 các thứ này. Đây, người ta hướng dẫn rất là chi tiết này, có cả tiếng Anh luôn nhá. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. Khi bên em gửi đến cho các bác thì nó sẽ là hàng rời như này nhá. Hàng rời trong hộp như này. Đấy, về nhà thì các bác tự các bác lắp vào giúp cho em nhá, lắp vào giúp cho em. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là khay sen vàng nhá, khay sen vàng giá sẽ là 150.000. Rồi ok. Chào các bác nhá. Đấy, hôm nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục cập nhật các mã hàng thêm này lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, các bác cứ mua đủ 200 là ok. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái sách quý song ngữ nhá. Các bác lên cho em là sách nói. Con này thì giá của nó sẽ là 100k cho một con sách nói như này. Về nhà các bác mua cái pin con thỏ nhỏ đấy. Nó sẽ là sử dụng 3 viên pin con thỏ nhỏ. Về nhà các bác lắp vào cho em là mình sử dụng thôi. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái trang với các cái chủ đề như này các bác nhá. Đó, các trang các chủ đề như này. Đấy, chủ đề toán học, chủ đề về thực phẩm này, cây cối này, đồ dùng hoa quả trái cây, xe cộ các thứ luôn. Và nó sẽ có song ngữ cho các bác luôn, cả tiếng Anh, cả tiếng Việt. Về nhà các bác mua pin lắp vào là mình sử dụng thôi, để cho các em nó vui chơi và sáng tạo các bác nhé. Giá thì sẽ là 100.000. Lên mã giúp cho em đó là sách nói, giá sẽ là 100k. Đây là một cái dòng sách điện tử rất là hay luôn, để cho các em nó vui chơi, sáng tạo, rất là thoải mái các bác nhé. Lên cho em là sách nói này. Sách nói, giá của nó sẽ là 100k một quyển, 100.000 các bác này. Thích hợp để ba mẹ bắt đầu dạy cho bé. Sách song ngữ điện tử Anh Việt với 24 trang gồm nhiều chủ đề khác nhau trong cuộc sống như chữ cái, số học, dạy bé phân biệt các sự vật quanh mình. Sách được thiết kế chuẩn theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giọng đọc Anh Việt chuẩn phiên âm bản xứ. Thêm tính năng kể chuyện, phát nhạc thiếu nhi, hình ảnh minh họa sinh động, mới vừa chơi vừa học, việc học trở nên thú vị và chủ động hơn. Hãy giúp con phát triển toàn diện từ sớm ba mẹ nhé. Em trai, chị gái. Đấy, rất nhiều ngôn ngữ với các chủ đề khác nhau các bác nhá. Giá thì chỉ có 100.000 thôi. Ngoài ra thì bên shop tiếp tục về cho bác sản phẩm đó là cái máy đọc thẻ nhá. Con này thì nó cũng là dòng song ngữ cả tiếng Anh cả tiếng Việt. Và cái này thì nó cũng có các chủ đề giống như quyển sách nói kia, nhưng mà nó lại thuộc dòng là thẻ như này. Thì để cho các em nó vui chơi, sáng tạo và cũng là tìm ra những cái phần nào mình yêu thích đi các bạn. Đấy, nó sẽ có là 112 thẻ với các cái chủ đề khác nhau nhá. Bố mẹ ông bà này, quần áo này, cây cối này, động vật khủng long này, xe cộ này các bạn này. Đấy, đây thì em sẽ test thử cho các bác xem.
Các bác về, các bác bật nguồn lên cho em này, bật nguồn này lên này. Đấy. Sau đó thì bắt đầu này, đấy, đút vào này. Đó. Rất là nhiều chủ đề khác nhau các bác nhá. Đây, tàu hỏa này. Xe lửa. Train. Đấy, có cả tiếng động luôn các bác nhá. Đó, rất là tiện ích luôn. Đây. Xe tưới nước. Watering cart. Đó, rất là nhiều các cái chủ đề các bác nhá. Rất nhiều các cái chủ đề và song ngữ luôn. Xe cảnh sát. Police car. Đấy, có cả còi hú các thứ luôn, rất là chuyên nghiệp các bác này. Đấy, xe cứu thương này. Xe cứu thương. Ambulance. Đó thì thế này thì nó sẽ là thuộc dạng là máy đọc thẻ. Các em sẽ chọn các cái mẫu thẻ mình thích và thỏa sức sáng tạo. Và mình đây, nó sẽ có 112 thẻ với các cái chủ đề khác nhau. Tha hồ vui chơi sáng tạo thoải mái cho các em nó. Cái này có thể chơi nhiều bé một lúc được, rất là tiện ích. Giá thì sẽ là 95.000 nhá, 95k cho một con máy đọc thẻ như này. Có lên cho em là máy đọc thẻ, giá sẽ là 95k nhá, rất tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là máy đọc thẻ này. Máy đọc thẻ, giá của nó sẽ là 95k. Còn cái kia nó là sách nói nhá, giá sẽ là 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sạc. Các bác lên mã giúp cho em đó là sạc béo nhá. Đấy, sạc béo. Thì ở đây nó sẽ là một con sạc như này. Kèm thêm cho các bác là sẽ có cho các bác là 3 đầu nhá. Và có đèn báo cho các bác luôn. Có đèn báo ở đầu này, nó sẽ có đèn báo nhá. Về nhà các bác cắm vào mình sạc thôi. Rất là tiện ích. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là 50.000 cho một cái sạc béo như này. Đấy, con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là sạc béo, giá sẽ là 50k nhá. Sạc béo, giá của nó sẽ là 50k một chiếc như này. Dài thì tầm khoảng 1 mét nhá. Dài khoảng 1 mét các bạn. Đấy, chiều dài của nó thì khoảng 1 mét, từ 90cm đến 1 mét. Dây của nó thì khá là to luôn, mà thuộc dạng là dây cao su mềm, rất là chắc chắn các bác này. Đó, rất chắc chắn luôn. Đầu thì có báo đèn và có 3 loại chân Samsung iPhone Type C, rất tiện ích luôn. Giá chỉ có 50.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là kéo hộp đỏ nhá. Đấy, một cái kéo đựng trong cái hộp màu đỏ như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là kéo hộp đỏ. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái kéo hộp đỏ như này. Giá của nó sẽ là 160.000 cho cái kéo hộp đỏ như này nhá, 160k. Đấy, con này các bác dùng để chuyên để cắt cây cắt cành này. Đấy, cắt cây cắt cành tỉa răm rất là ngon luôn. Kéo bền đẹp chắc chắn nhá. Hàng thì của nó sẽ là hàng thép này, thép. Đấy, hàng của Nhật đây, made in Japan này, thép như này. Và hàng đúc liền thân nhá, rất chất lượng cho bác luôn. Đây, đúc liền thân ốp gỗ như này, hàng rất cao cấp các nhá, hàng rất cao cấp, thép không gì, cực kỳ chất lượng luôn. Đây, cắt rất là ngon quá này. Đấy, cắt rất là ngon luôn các bác thấy không? Đây, cắt rất ngon quá này. Đấy, cắt rất ngon luôn các bác nhá. Đó, các bác thấy không? Cắt cây tỉa cành các thứ. Đấy, cắt cây tỉa dành tỉa răm các thứ rất là ngon luôn nhá. Đấy, các bác thấy không? Giá thì sẽ là 160.000. Lên mã giúp cho em đó là kéo hộp đỏ nhá. Đấy, nó đựng trong cái hộp màu đỏ như này. Lên cho em là kéo hộp đỏ này. Kéo hộp đỏ, giá sẽ là 160k. 160k cho một con kéo hộp đỏ như này. Giá rất hợp lý cho bác luôn, 160.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái bộ khẩu 12 chi tiết này. Đây nó sẽ là một cái bộ khẩu như này, bao gồm cho các bác là 12 chi tiết nhá, 12 chi tiết. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật và bên em thanh lý được trong các hệ thống siêu thị, mới tinh, chưa qua sử dụng. Hàng siêu đẹp, siêu chất cho các bác luôn. Các bác chả đi đâu mà mua được, ra cửa hàng mà mua được một cái hàng sản phẩm chất lượng như này mà giá hợp lý như này các bác nhá. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 10 đầu khẩu từ 8 đến 24, một tay công và một tay nối dài. Đây, các bác có thể sử dụng trực tiếp như này, rất là tiện này các bác này. Đấy, các bác có thể cho trực tiếp như này cho em. Đấy. Cho trực tiếp như này các bác nhá. Đấy, hoặc là các bác có thể dùng qua cái tay nối dài. Con này thì nó sẽ là một cái tay công loại cỡ lớn nhá, có đảo chiều cho các bác luôn. Có xoay nhanh qua đảo chiều này. Các bác không dùng trực tiếp thì mình có thể dùng qua cái con nối dài này cho em này. Đấy, qua con nối dài này cũng rất là ok luôn. Đấy các bác nhá. Đó, dùng qua con nối dài này cho em. Đó, đây, qua con nối dài này rất là tiện này. Giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Lên mã giúp cho em nó là bộ khẩu 12 chi tiết nhá. Đấy. Bộ này thì sẽ có cho các bác là 12 chi tiết. Bao gồm là 10 đầu khẩu, một tay công và một tay nối dài. 10 đầu khẩu này, một tay công và một tay nối dài như này. Đấy, bộ khẩu 12 nhá. Lên cho em là bộ khẩu 12. Bộ khẩu 12 này. Bộ khẩu 12. Khẩu 12 giá của nó sẽ là 160k nhá. 160.000 cho cái bộ khẩu 12 này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là con máy thổi bụi điện nhá, thổi bụi bằng điện.
Con này thì nó sử dụng bằng điện và rất là khỏe luôn. Con này thì nó là cả chức năng là cả hút cả thổi luôn. Đấy, đầu tiên là chức năng thổi này, thổi các bác lắp vào đây chị em. Thổi cực kỳ là mạnh luôn. Con này thì sử dụng điện 220V nhá, điện 220V. Và nó thổi rất là mạnh luôn, công suất của nó thì khoảng 700W nhá, thổi rất mạnh luôn các bác này. Các bác thấy không? Đấy, thổi này, các bác xem nó thổi này. Thổi kinh khủng luôn các bác. Thổi khủng khiếp luôn. Các bác thấy chưa? Đây, thổi này. Các bác thấy không? Đây, đấy. Cho cái chiếc bóng này thổi thử cho bác xem nhá. Các bác này. Đấy. Thổi rách chiếc bóng luôn các bác này. Đấy. Thổi thùng chiếc bóng luôn rồi nhá. Ngoài chức năng thổi thì nó sẽ có chức năng là hút này. Hút thì các bác đảo qua chiều này cho em. Đấy, đảo chiều này cho em là nó sẽ chuyển sang hút này. Đấy, đảo cái này là chuyển sang hút nhá. Đây. Hút rất là mạnh rồi các bác này. Đấy. Hút này. Hút rất là mạnh rồi các bác này. Đấy, thì hút thì nó sẽ có cho các bác là cái phần cái ấy như này. Cái phần cái đầu này các bác lắp vào đây cho em này. Hút bụi, hút rác này. Con này các bác chuyên dùng để mình thổi bụi thì cực kỳ là ok luôn. Công suất của nó thì khoảng 700W nhé. Con này thì rất là mạnh luôn, chuyên để hút thổi bụi. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có... Các bác lên cho em là hút thổi bụi điện nhá. Hút thổi bụi này. Đấy, thổi bụi chạy bằng điện nhá. Chạy bằng điện giá sẽ là 260 cành nhá. 260.000 cho con hút thổi bụi điện như này. Rồi ok. Cảm nó đi. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Chào các bác, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra công ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên hôm nay bên shop về cho bác đó là cái nồi cơm nhá. Thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, nồi của Cúc Cu và nồi của Sáp. Thì nồi của Sáp thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan và nồi Cúc Cu thì nó sẽ là hàng sản xuất của Hàn Quốc nhá. Nồi Cúc Cu của Hàn Quốc. Thì đầu tiên em lên cho bác cái nồi của Sáp trước các bác này. Đấy. Đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác cứ mua đủ 200.000 là được bao ship thôi. Nó đơn giản với tôi các bác nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái nồi của Sáp này. Đấy, nồi của Sáp các bác nhá. Đó, nồi của Sáp đây. Và rất chất lượng cho các bác luôn. Con nồi của Sáp này thì đây là cái vỏ của nó này. Đấy. Của nó sẽ là 900W này. 900W sử dụng là điện 220V. Công suất của nó là 1,8 lít nhá. 1,8 lít. Hàng thì nó sẽ là hàng của Sáp nhá. Hàng của Sáp. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là nồi Sáp nhá. Giá của nó sẽ là 500.000 và bao ship này. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp nhá. Nồi cơm Sáp này, giá của nó sẽ là 500k nhá. 500k và bao ship tận nhà cho bác luôn. 500.000 trong con nồi cơm như này. Bao ship đến tận nhà, các bác có thể là nhận hàng, kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Thì sản phẩm nó sẽ là một cái mẫu nồi. Nồi như này và màu của nó sẽ là màu đen nhá. Màu của nó là màu đen. Đây. Đấy, đây các bạn này. 900W 1.8 sử dụng điện 220V. Màu là màu đen nhá. Rất là đẹp các bạn này. Các bác nhấn lấy ra cho em này, mở ra này. Ở trong thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái khay như này. Một cái khay hấp này. Một khay hấp này. Tiếp theo là đến cho các bác là một cái môi này, một cái môi rất là đẹp luôn. Con này thì rất là đẹp, môi rất là đẹp nhá, cứng cáp và chống dính nhá. Tiếp theo là một cái ô đong gạo này, một ô đong gạo này. Tiếp theo nữa là cái dây cắm này, dây cắm nguồn này. Đấy, rồi nó sẽ là một con mâm rất là dày luôn nhá. Dày cong cong này các bác này. Đấy. Khá là dày luôn, dày cong cong này các bác này. Đấy. Con này các bác nấu cơm thì cực kỳ là ngon luôn nhá. Đấy. Nồi của nó là sẽ thuộc dạng là nồi kiểu nồi niêu như này. Nồi niêu ôm vòm như này thì giữ nhiệt tốt này, giữ nhiệt tốt. Mâm thì rất là dày luôn. Đấy. Nồi bằng nhôm nhá. Nồi bằng nhôm rất là dày luôn. Và mâm của nó cũng khá là chắc chắn và dày dẫn nhá. Đấy, mâm khá chắc chắn dày dẫn này. Mâm của nó là khá chắc chắn và dày dẫn cho các bác luôn. Đấy. Và của nó là dòng quai sách như này thì các bác yên tâm sử dụng nhá. Quai sách này, hàng thương hiệu Sáp này. Đấy, hàng thương hiệu Sáp nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Các bác chỉ cần kéo lẫy này cho em là xong này. Kéo lẫy này là xong. Đó, nồi của Sáp rất là ngon lành như này, hàng có thương hiệu. Đây, mở nắp ra các bác này. Đấy. Giòn giết cực kỳ là ngon luôn. Khi dùng thì chỉ cần nhấn lẫy này cho em là xong. Đó, chín thì nó sẽ dơ le, nó sẽ tự nảy nhá. Đó. Dung tích của nó thì sẽ là 1.8 lít nhá, 1.8 lít. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý thôi. Lên mã giúp cho em đó là nồi cơm Sáp nhá. Nồi cơm Sáp. Giá của nó sẽ là 500.000. 500.000 cho một em nồi cơm Sáp như này. Rất là ngon lành, cành đào cho các bác sử dụng để mình nấu nướng trong cái sinh hoạt hàng ngày nhá. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp. Vỏ của nó thì bằng nhựa ABS nhá. Bằng nhựa ABS giữ nhiệt tốt và rất là bền chắc chắn cho bác luôn. Màu đen. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu nồi Cúc Cu nhá. Hàng thương hiệu Cúc Cu. Và hàng này thì nó sẽ là sản xuất tại Hàn Quốc nhá. Made in Korea này.
Đấy, made in Korea, hàng sản xuất tại Hàn Quốc. Đấy, và con này thì nó sẽ là 1 lít 8 nhá, 1,8 lít này. Đấy, nó cũng giống như con nồi ấy thôi, giống như con nồi cúc, con nồi sáp thôi. Đấy, nhưng mà dòng này thì nó sẽ là nồi của Cúc Cu nhá, nồi của Cúc Cu. Đó, và cũng là dòng lẫy đóng ngắt này các bạn này, lẫy đóng ngắt này. Rất đẹp cho các bác luôn, hàng của thương hiệu Cúc Cu của Hàn Quốc nhá. Sản xuất tại Hàn Quốc, cũng sử dụng điện 220V. Đấy, ở đây mâm miếc của nó cũng khá là dày luôn. Con này mâm rất là dày và con này thì nó sẽ không có cái đây, rất là dày các bạn này. Đấy. Rất là dày luôn. Rất dày nhá. Đấy, tiếng kêu của nó rất là đã luôn, cũng có mồi nhá. Con này thì nó sẽ không có khay hấp đâu. Đấy, con nồi của thằng Cúc Cu này thì không có khay hấp nhá. Và khá là dày dẫn luôn, mâm cũng rất là ôm như này các bạn này. Đấy, mâm rất là ôm. Đấy, nói chung là cũng là khá là dày dẫn và đẹp. Và cũng như cái mẫu bên kia, đấy, mẫu của Sáp, nhưng mà nó hàng này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc nhá. Còn con Sáp thì nó sẽ là nồi của Nhật. Đấy, nồi của Nhật, còn con này thì của Hàn Quốc. Cũng quay sách quay đeo như này, rất đẹp cho các bác luôn. Đây, Korea các bác đây. Đấy, Korea nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã cho em là nồi cơm Cúc Cu nhá. Đấy, nồi cơm Cúc Cu, giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Nồi Sáp thì sẽ là nồi Sáp là 500, còn nồi Cúc Cu, lên cho em là nồi Cúc Cu nhá, nồi Cúc Cu này. Nồi Cúc Cu giá của nó sẽ là 495k nhá, 495k cho con nồi Cúc Cu. Đấy, còn con nồi Sáp thì giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Hai con này thì chỉ lệch nhau có 5.000 thôi. Thì các bác lấy con nào thì lấy các bác nhá. Đó, con nồi của Sáp đây. Phát lên cho em là nồi của Sáp nhá. Nồi Sáp thì sẽ là 500, và nồi Cúc Cu này thì sẽ là 495.000 các bác nhá. 495.000. Đó, thì các bác muốn lấy mã nào thì lấy. Hello, vâng, lại là em Huấn Phạm đây các bác nhá. Chào các bác. Chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui hạnh phúc bên gia đình và thân người các bác nhá. Đó, em Phạm Huấn lại quay trở lại. Lợi hại hơn xưa, giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc bom hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 ship nữa các bác nhá. Đó. Sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ cưa kéo nhá, bộ cưa kéo. Cứ bỏ lên kia cho anh kiểm tra xong đi. Bộ cưa kéo như này thì bên em bán theo combo nhá, combo là 4 món như này sẽ là 160.000 các bác này. Đấy, combo 4 món 160.000 cho các bác luôn. 160.000 cho 4 món như này. Đấy, và em sẽ giới thiệu chi tiết từng món một và cũng có bán lẻ luôn nhá. Đấy. Thì đầu tiên các bác lên mã giúp cho em cái con này, nó sẽ là kéo cành cam này, kéo cành cam. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác sẽ là 70.000 cho một con kéo cành cam như này nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng này đều hàng của Nhật hết nhá, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Hàng made in Japan con này, made in Japan. Chuyên để con này chuyên để các bác cắt cây, cắt cành, tỉa cây, tỉa cành, tỉa dăm cực kỳ là ngon luôn, cắt rất là ngọt nhá. Kéo sắc, cắt nằm kéo rất là ngon luôn nhá. Đó, đây các bác này. Con này thì các bác lên cho em là kéo cành cam, hàng thép SK5 made in Japan con này, made in Japan. Thép SK5 không gỉ nhá. Con này thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 nhá. 70.000 cho một con kéo cành cam như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là kéo cành cam, giá của nó sẽ là 70k. Đó. Lên cho em là kéo cành cam nhá. Kéo cành cam này, giá sẽ là 70k cho một chiếc kéo cành cam như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái kéo tỉa này. Đấy, cũng hàng made in Japan luôn, hàng nội địa của Nhật nhá, made in Japan. Đấy, thì con này các bác mua lẻ thì giá của nó sẽ là 50.000. Các bác lên cho em là kéo tỉa inox nhá. Đấy, nó sẽ là màu inox sáng bóng đẹp như này. Mua lẻ thì con kéo tỉa inox này sẽ là 50.000 nhá. Hàng made in Japan con này. Đấy, chữ made in Japan khắc chìm luôn các bác nhá. Đó. Giá con này sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Con này thì các bác dùng để tỉa dăm này. Đấy, tỉa dăm rất là ngon luôn các bác nhá. Đó, tỉa dăm. Đây con này. Đấy, tỉa dăm rất là ngon luôn. Đấy. Cắt tỉa dăm thì con này rất tuyệt vời luôn. Con này thì giá nó sẽ là 50.000 nhá. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là kéo tỉa inox nhá, kéo tỉa inox. Hàng made in Japan con này. Đấy. Lên cho em là kéo tỉa inox nhá. Kéo tỉa inox giá của nó sẽ là 50k này, 50k. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là cái con cưa lách này. Đấy, hàng made in Japan nhá, made in Japan. Đây. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác một con cưa lách như này. Giá của nó sẽ là con cưa lách này là bao nhiêu nhỉ? 40.000 nhá. 40.000 cho một con cưa lách như này. Đấy, các bác lên cho em là cưa lách nhá, cưa lách.
giá sẽ là 40k. Hàng của nó cực kỳ chất thép, của nó hơi bị ngon luôn các bạn. Đấy, uốn cong thoải mái luôn, không sợ bị gãy gập nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 40.000 cho một con cưa lách như này. Lên cho em là cưa lách nhá, cưa lách giá sẽ là 40k. Đó, các bác lên mã giúp cho em đó là cưa lách này. Cưa lách này. Giá sẽ là 40k nhá. 40.000 cho con cưa lách như này. Đấy. Tiếp theo thì các bác lên cho em là con cưa gấp này. Đấy, con cưa gấp. Hàng cũng của Nhật nhá, Japan này. Đó, made in Japan như này. Con này thì nó sẽ về theo lô, có lô thì dài là 25 sen, có lô là 30 sen nhá. Đấy thì hàng về lô nào em gửi lô đấy thôi. Giá con này thì sẽ là, con cưa gấp này là bao nhiêu? 50.000 nhá. 50.000 cho một con cưa gấp như này. Đây. Đấy các bác theo. Đấy, rất là ngon luôn các bác này. Đấy. Uốn cong thoải mái luôn các bác theo. Chất thép của nó cực kỳ tuyệt vời luôn. Uốn cong thoải mái các bác này. Đấy. Vặn ngược vặn xuôi thoải mái nhá. Đấy, không dùng nữa các bác, gấp gọn vào cho em. Cực kỳ chất lượng luôn, tanh tách luôn các bác nhá, rất là ngon. Cưa mở hình hạt bòng như này, khi các bác sử dụng thì nó rất là tuyệt vời nhá. Đấy, cưa mở hình hạt bòng như này. Đó, khi các bác dùng thì nó rất là tuyệt vời, rất là dễ cưa. Đấy, hình hạt bòng như này nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k. Con này thì các bác lên cho em là cưa gấp trắng đen nhá, cưa gấp này. Lên cho em là cưa gấp. Cưa gấp giá của nó sẽ là 50k cho một con cưa gấp như này nhá. 50 cành cho một con cưa gấp như này. Đó, thì combo cho các bác bao gồm là 4 món như này nhá. Đấy, nếu các bác mua 4 món như này thì giá của nó sẽ là 160.000, 160.000 cho 4 món như này. Đấy, giá sẽ là 160.000. Các bác lên cho em là bộ cưa kéo nhá, bộ cưa kéo. Bộ cưa kéo. Bộ 4 món cưa kéo này, 4 món cưa kéo, 2 cưa và 2 kéo. Giá sẽ là 160 cành nhá. 160.000 cho bộ 4 món cưa kéo. Rồi ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về cho bác cái lô chăn ga. Chăn ga 5 món của Nhật và chiếu mây, hàng chiếu mây cao cấp các bác nhá. Đấy, thì nó sẽ là dòng chiếu mây điều hòa, các bác nằm mùa đông mùa hè đều được hết. Hàng rất là tuyệt vời để cho các bác sử dụng. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác là đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Thì bên shop đã về cho các bác các cái mặt hàng rất là thông dụng và hữu ích. Đầu tiên em lên cho bác đó là cái chiếu mây nhá. Chiếu mây thì dòng bên em về nó sẽ là chiếu hàng của thương hiệu Muji của Nhật các bác này. Đấy, hàng thương hiệu Muji đây. Chiếu của thương hiệu Muji, made in Japan các bác này. Đấy, Muji made in Japan. Dòng này của nó thì nó sẽ là bằng sợi mây tự nhiên và nó sẽ có cho các bác là tính năng là điều hòa nhá. Đấy, điều hòa thì các bác nằm thì mùa đông thì sẽ là rất là ấm và mùa hè thì nó sẽ là rất là thông thoáng và mát. Đấy. Cái dệt của nó thì nó sẽ là cái dòng theo kiểu dệt 5D như này. Thì khi các bác nằm thì mùa đông nó rất là êm và ấm và mùa hè thì lại rất là mát các bạn. Đấy, rất là thoáng khí và rất là mát như này. Đó, và ở đây thì nó sẽ có cho các bác những cái phần đai đây. Đấy, những phần đai này các bạn này. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng sợi mây tự nhiên nhá. Màu sắc thì rất là đẹp luôn. Đấy, màu sắc rất là đẹp luôn. Và bên shop thì có hai mẫu, một mẫu 1m6 và một mẫu 1m8 đều là nhân 2m nhá. 1m6 2m và 1m8 2m. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 cho một con chiếu mây như này. Đấy, mép miếc được trần máy cực kỳ là đẹp và kỹ luôn. Đó, và cái chất của nó thì nó sẽ là sợi mây tự nhiên các bác này. Đấy, sợi mây tự nhiên như này. Thì khi các bác dùng ấy thì nó rất là êm nhá, êm. Và mình nằm thì nó rất là êm, mà khi các bác nằm thì không bị đau lưng. Đấy, đau lưng, đau cột sống quá nhá, đau xương sống. Đó, và hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật. Hàng thương hiệu Muji đây. Muji made in Japan. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con chiếu mây như này thì giá của nó sẽ là 180.000. Các bác lên cho em là chiếu mây nhá, chiếu mây Nhật. Giá sẽ là 180k. Bỏ tranh tờ giấy nào. Tươi. Bỏ tranh tờ giấy. Chiếu mây Nhật đây, bỏ tranh tờ giấy. 180.000 cho con chiếu mây như này các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là chiếu mây, giá sẽ là 180.000. Bên shop có cho các bác là dòng 1m6 và dòng 1m8 nhá, chiếu mây. Giá sẽ là 180k. Đó. Nó sẽ có là 1,6m này và 1,8m. Nhân với lại 2m nhá, nhân với 2m, chiều dài là 2m thì nó là 2m, nó là cái kích thước cố định rồi. Còn nó sẽ có giường 1m6 và giường 1m8 nhá, thì tùy theo các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái chăn ga Nhật 5 món nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, đó là màu Chanel và màu xanh nhá. Màu Chanel và màu xanh như này. Đấy, đây có hai màu. Hai màu như này thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đây nó sẽ là màu xanh này. Màu xanh cũng rất là nhã nhặn và lịch sự, sạch đẹp nhá. Chất liệu của nó thì 100% là sợi bông tự nhiên nhá, sợi bông tự nhiên. Đó. Dệt từ sợi bông tự nhiên.
và màu này là màu Chanel này. Đấy. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái chăn như này. Một cái chăn như này các bác nhá. Đấy, một cái chăn. Một cái chăn này thì kích thước của nó cũng vào khoảng là 1m 2 các bạn, rất là rộng luôn. Đây. Con này của nó là bên trong là nó có trần bông nhá, có trần bông thì các bác đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết nhá, đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết. Đó. Kích thước của nó là 1m7 x 2m nhá, 1m7 x 2m các bác nhá. Đó, đây các bác này. Đấy. Máy trần cực kỳ là kỹ luôn. Đấy, và bên trong thì có trần thêm bông nhá, có trần thêm bông như này, nên là dùng rất là đã. Đó. Dùng rất là đã luôn. Đó. Và có hai màu, màu xanh và màu Chanel nhá. Hai màu này đều siêu sạch luôn. Hai màu này đều siêu sạch luôn nhá. Đây, hàng được trần máy cực kỳ là kỹ luôn các bác nhá. Trần máy cực kỳ là kỹ luôn, và bên trong nó sẽ có cho các bác một cái lớp bông tự nhiên. Đấy. Chiều dày của nó thì nó sẽ vào khoảng 1 phân đến 1 phân rưỡi. Các bác có thể đắp mùa đông, mùa hè đều được hết, rất là ấm luôn. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái ga này. Đây sẽ là một cái ga nhá, một ga này. Đấy. Và tiếp theo là nó sẽ là có cho các bác là hai cái vỏ gối và một cái gối ôm. Đây. Đây nó sẽ là hai cái vỏ gối này. Vỏ gối kích thước của nó sẽ là 40 x 60 nhá. 40 x 60 các bác này. Đấy. Và một cái gối ôm nữa. Một gối ôm thì chiều dài của nó vào khoảng là 1 mét nhá. Một gối ôm chiều dài 1 mét. Như vậy là các bác mua là combo cho các bác là được hẳn 5 món luôn. Đấy, combo cho các bác là 5 món luôn. Hai vỏ gối thường, một vỏ gối ôm, một ga và một chăn. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là chăn ga Nhật 5 món nhá. Chăn ga này. Chăn ga Nhật này. Chăn ga Nhật 5 món. Giá của nó sẽ là 260k nhá, 260.000 và 3 ship tận nhà cho các bác luôn. Rồi ok. Vâng, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng các bác nhá. Bỏ tranh cái pin này. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Đấy. Thì mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái đây có đây. Qua lên mã giúp cho em đó là cân sức khỏe nhá. Đấy thì bên shop về cho bác cái mẫu cân sức khỏe, hay còn gọi là các bác gọi cho em là cân người đi cho nó dễ. Đấy. Cân sức khỏe, cân người. Thì đây sẽ có kèm cho các bác là một đôi pin luôn. Về nhà các bác lắp cho em cái đôi pin này vào này. Đó. Con này thì các bác chuyên dùng để cân người thôi. Đấy. Và hàng thì cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Mặt kính cường lực nhá. Con này nó có thể cân được lên tới 180 kg. Thì về nhà các bác chỉ việc là lắp pin vào cho em. Đấy, có sẵn kèm cho các bác một đôi pin rồi, lắp pin vào. Sau đó thì các bác ấn cái lẫy này lên này. Đấy, ấn cái lẫy này lên thì số nó sẽ lên. Con này thì vừa là cập nhật nhiệt độ, vừa là cân luôn coi nhá. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là chế độ là kg và chế độ cân của Nhật này, cân của Nhật và chế độ là kg. Thì các bác để cho em chế độ kg này là xong. Đấy, nhiệt độ thì bây giờ đang là 27 độ C. Miền Bắc thì có vẻ vào mùa đông rồi nhưng mà cũng chưa lạnh lắm các bác nhá. Đó. Vẫn còn rất là nóng. Đây. Em cân thử cho bác xem này. Đấy. Em hiện tại bây giờ đang là 66,9 kg. Đấy. 66,9 kg các bác này. Đó. Cái này thì nó sẽ có nhớ số cho các bác trong vòng là 30 giây thì nó sẽ lại tự nhảy về số 0 các bác nhá. Đấy, và con này của nó thì nó sẽ là cân được 180 kg, mà cân của nó là kính cường lực nhá, kính cường lực. Khi các bác sử dụng thì nếu mà nó tắt nguồn thì các bác nhấn cái nút nguồn này lên cho em này, nhấn cái nút nguồn này lên và có điều chỉnh kg. Đấy, và có báo pin các thứ đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy, thì một cái con cân sức khỏe cân người như này. Các bác lên cho em là cân sức khỏe cân người nhá. Đấy. Cân sức khỏe này, đó, cân sức khỏe cân người. Cân người, giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k cho một con cân như này thôi. Giá chỉ có 100.000 cho một con cân sức khỏe cân người như này thôi. Rất tiện dụng cho bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái cân treo cầm tay nhá. Đấy, các bác lên cho em là cân treo cầm tay. Con này thì nó cũng có sẵn pin cho các bác luôn, và về nhà thì các bác có thể mua thêm pin. Mua thêm pin ở cửa hàng được các bác nhá. Mua thêm pin ở cửa hàng, ví dụ như là các cái cửa hàng đồ như là đồ bán về đồ học sinh cái thứ đều có cái pin này hết nhá. Nó rất là tiện, thì các bác có thể mua về, nếu nó hết pin thì mua thêm cho em. Đó, và các bác lắp pin vào cho em này. Con này thì nó cũng có chế độ là kg và cập nhật nhiệt độ luôn. Thì con này các bác lên mã giúp cho em là cân treo cầm tay nhá, cân treo cầm tay. Đấy. Có cả kg này và cập nhật nhiệt độ luôn nhá. Đấy, nhiệt độ bây giờ đang là đây. Đấy, và 29 độ này, và có chế độ cân như này. Đấy. Thì đây em sẽ cân thử cho anh xem luôn. Và con này thì nó sẽ cân được là 50 cân nhá. Cân được 50 cân. Đó. Con này nó sẽ cân được 50 cân. Thì đây. Em sẽ cân thử cho các bác xem này. Đó. Nó rất là tiện luôn nhá. Đây. Thì các bác ví dụ như là mình cân thì mình có thể quặc vào như này. Quặc vào như này hoặc các bác đeo trực tiếp luôn. Đây.
Đấy thì con này các bác để cho em về chế độ là kg nhé. Đây, con này của nó thì nó sẽ là 0,10 kg này. Đấy. Và các bác có thể điều chỉnh cho em. Đó. Thì khi cân thì các bác cứ cho về chế độ kg như này, sau đó các bác cân này, đó là ok. Đấy. Thì nó rất là đơn giản vậy thôi các bác nhá. Đó. Đây. Và các bác bắt đầu cân nhá. Đây, 0,10 kg các bác này, rất là tiện ích nhá. Và giá thì bên shop nó có sẽ có nhớ nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Giá rất là tốt luôn các bác nhá. Đó. Và giá rất là tốt luôn. Đây, đấy, các bác để về không như này nhá. Các bác nhấn cái nút nguồn cho nó về không như này, sau đó thì các bác bắt đầu cân cho em. Con này thì các bác có thể cân đây, con này của nó sẽ là 0,40 kg nhá, 0,40 kg. Đấy, tức là 4 lạng. Và các bác có thể cân được cân nặng lên tới 50 cân nhá. Mắc của nó là 50 cân. Đấy, còn khi cân thì khuyến khích các bác là cân khoảng 2 30 cân là sẽ là ok. Đấy, tại vì 50 cân thì sợ là cái đầu đai này nó không chịu được nổi các bác nhá. Đó, mặc định của nhà sản xuất thì như vậy. Còn là khi cân thì các bác tùy theo thực tế để mình cân thôi, làm sao cho nó hợp lý nhá. Lên cho em là cân treo cầm tay nhá, giá của nó sẽ là 90.000 này. Lên cho em là cân treo cầm tay, giá của nó sẽ là 90k đó. Các bác lên cho em là cân treo cầm tay này đó, cân treo cầm tay 70.000 các bác nhá, cân treo cầm tay đó, cân treo cầm tay giá của nó sẽ là 70k thôi, 70.000 trong cái mã cân treo cầm tay như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác hai cái mã cân, đó là cái mã cân 5 và cân 10. Đấy, cân 5 và cân 10. Thì con này các bác chuyên dùng trong nhà bếp hoặc là các bác buôn bán hàng hóa thì các bác dùng cái con này nó cũng rất là tiện các nhá. Đấy, dùng nó rất là tiện và đều có tính năng trừ bì hết nhá, đều có tính năng trừ bì hết. Con này thì các bác lên cho em là cân 5, nó sẽ là cân được 5 kg nhá, cân được 5 kg. Và giá này chỉ có 50k thôi, 50.000 cho con cân 5 như này. Đấy, các bác lên cho em là cân 5 này, cân 5. Đấy, và sẽ là 50k. Và nó sẽ cân được là 5 kg, 5 kg thôi nhá. Và đều có tính năng trừ bì luôn. Về nhà thì các bác lắp cho em hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây nhá. Cái này thì không có pin đâu nhá. Đấy, cái này thì không có pin. Đấy, không pin nhá, không pin. Về nhà các bác tự mua thôi, về nhà các bác tự mua pin nhá. Tự mua pin về mình lắp vào cho em. Đó, con này sẽ là cân 5, cân được 5 cân. Và tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái mẫu cân 10 đây. Đấy, cân 10 thì con này nó sẽ là cân được 10 kg. Và cái này cũng không có pin luôn. Về nhà các bác, đấy, về nhà các bác tự mua pin các bác lắp vào cho em nhá. Đây, em sẽ cân thử cho bác xem này. Đấy, các bác bật nguồn lên cho em này. Đấy. Bật nguồn lên nhá. Sau đó thì mình để cho em là chế độ là gam như này. Đây, sau đó thì bây giờ em đặt cái cân treo này lên này. Đấy, còn cân treo này của nó sẽ là 106 gam này, 106 gam nhá. Và các bác muốn sử dụng tính năng trừ bì thì các bác nhấn cái nút nguồn này cho em này. Đấy, là nó sẽ về không. Và đấy, các bác lại cân các thứ khác bình thường. Đây, em lại đặt cái cân 5 này lên. Thì con cân 5 này của nó sẽ là 160 gam nhá, 160 gam. Đấy, 160 gram các bác này. Đấy, khi các bác cân thì để cho em cái môi trường không có gió nhá. Đấy, ở đây thì em có gió là cân nó sẽ nhảy đấy. Đấy, ở đây là em có gió thì cân nó sẽ nhảy. Và cái này nó tính bằng gram cho nên là mình để cái môi trường không có gió nó sẽ tốt hơn. Đó, sau đó thì các bác bỏ ra thì nó lại về không. Và các bác bỏ ra thì nó sẽ lại về cái này. Về cái cân của con này thì các bác lại nhấn nút nguồn này nó sẽ về không. Đó, thì con cân 5 và cân 10 thì đều sử dụng như nhau. Đấy, con cân 10 này thì nó sẽ là hàng của Đức này, Made in Germany nhá. Con cân 10 này sẽ là hàng của Đức, hàng Made in Germany. Đó, con này thì giá của nó sẽ là 160.000 cho một con cân 10 như này nhá. Đấy. Còn cân 5 thì sẽ là 50.000. Đấy, còn các bác lên cho em là cân 10 giá sẽ là 160k nhá. 160k cho mã cân 10 như này. Thì tùy theo các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Đấy, bên shop về cho các bác thì nó sẽ có cho các bác là 4 cái mẫu cân như này. 4 cái mẫu cân để cho các bác sử dụng nó cũng rất là tiện ích nhá. Đó, cân 5, cân 10. Rồi đầy đủ cho các bác luôn. Giá thì rất hợp lý. Rồi ok. Đây rồi, em Phạm Huấn lại quay trở lại các bác nhá. Đó, và các cái mã hàng của bên em thì cũng vẫn lai dai gửi tới các bác đầy đủ các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng giúp cho em để tránh cái việc không nhận hàng. Thì hôm nay em sẽ về một số các mã hàng công nghệ để gửi tới các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Đó. Đầu tiên thì em lên cho bác đó là cái tai nghe hàng của thương hiệu iPhone nhá, tai nghe của iPhone như này. Đấy, EarPods Pro này, hàng của thương hiệu iPhone. Con này thì đặt này hàng về cho các bác cái giá siêu tốt luôn. Đó. Giá siêu tốt cho bác luôn nhá. Hàng thì nó sẽ là sản xuất ở Nhật nhá, sản xuất ở Nhật và giá cực kỳ là ưu đãi cho anh em các bác luôn, chỉ có 150.000 cho một cái con tai nghe không dây iPhone như này. Đó, 150k nhá, 150.000 các bác này. Giá rất tốt cho bác luôn. Đấy. Khi anh em các bác nhận được hàng thì nó sẽ là hàng nguyên siêu nhá. Đấy, bác nào mà nhận được cái hàng mà em bóc rồi thì các bác cũng hết sức thông cảm thôi. Đây. Đấy. Design by in California nhá. Đó.
và hàng thì công nghệ của Mỹ và sản xuất ở Nhật Bản nhá. Đây, Made in Japan các bạn này. Đó, Made in Japan các bạn này. Đó, đây. California này, Made in Japan này. Đó, đây các bạn nhá. Đó, Made in Japan. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó, hàng của Nhật. Và đây nó sẽ có cho các bác là hai con tai nghe như này, tai bên trái, tai bên phải, một đốc sạc này, và kèm thêm cho các bác là bốn cái miếng lót này, bốn cái miếng lót như này để các bác cho vào phù hợp cái loại tai nào, tai to, tai nhỏ. Đấy, cho các bác lắp vào cho em. Đó, bốn miếng lót này, một cái cáp sạc này, đó, một cáp sạc như này. Bây giờ nếu các bác mua một cái cáp chính hãng này thôi cũng đã phải là tiền trăm rồi. Thế mà đây combo cho bác này, một tai nghe này, bốn miếng lót, một cáp sạc như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất ưu đãi luôn. Đó, đây, về nhà các bác có đầu cắm như này, về nhà các bác cắm cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi, rất ngon lành cho các bác luôn. Made in Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn nhá. Đó, đốc sạc luôn. Giá thì chỉ có cho anh em các bác là đây, nguyên cái sách hướng dẫn của nó cũng đã dày cả tệp rồi các bác này. Đấy, giá chỉ có 150 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là tai nghe iPhone không dây nhá. Đấy, tai nghe iPhone không dây. Giá sẽ là 150.000. Đó, tai nghe này. Tai nghe iPhone này không dây này. Giá sẽ là 150k nhá. 150k cho tai nghe iPhone không dây như này. Tiếp theo thì nay bên shop sẽ về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là các cái mã điện thoại. Thì bên em đang có 3 mã. Thứ nhất là điện thoại một sim. Đấy, dòng này của nó sẽ là của thương hiệu Nokia. Một sim thì combo cho bác sẽ bao gồm cho các bác là một điện thoại, một cục pin và một cục sạc đầy đủ cho bác như này. Đấy, đầy đủ cho bác như này. Đây, chân sạc của nó đây các bác này. Đấy, chân sạc đây, cắm vào cho em. Đó, đây chân sạc đây nhá. Đấy, cắm vào đây này. Đấy, combo cho bác luôn, một điện thoại, một cục sạc và một quả pin như này. Về nhà các bác lắp pin vào cho em là mình sử dụng thôi. Đấy, lắp pin vào đây cho em là xong. Đó, lắp pin, lắp sim vào. Hàng của thương hiệu Nokia nhá, Nokia. Đó, và cái giá thì sẽ là 150.000 cho con điện thoại một sim như này nhá. 150k, bật nguồn lên cho em là xong. Đó, Nokia các bác này. Đó, rất là ngon luôn nhá. Đó, điện thoại một sim của Nokia, giá sẽ là 150.000. Đó, 150k nhá. Tiếp theo thì con này thì các bác lên cho em là điện thoại một sim nhá, điện thoại một sim. Giá của nó sẽ là 150k thôi. Giá siêu tốt cho bác luôn, 150k cho con điện thoại một sim như này. Điện thoại một sim 150.000. Tiếp theo là sẽ là con điện thoại hai sim nhá. Con này thì nó sẽ là dòng điện thoại hai sim. Đó. Con này sẽ là dòng của Nokia 105 và dòng hai sim. Thì nó sẽ bao gồm cho bác là một điện thoại. Đấy, một điện thoại nó sẽ to hơn một chút. Một điện thoại. Đây, một cục pin như này, pin của Nokia này. Đấy, một pin của Nokia và một cục sạc như này. Đấy, combo cho bác là 3 món như này, một điện thoại, một pin và một sạc. Giá sẽ là 230.000 nhá. 230.000 cho một cái bộ, một cái combo như này. Và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng, lắp sim và thanh toán. Con này nó sẽ là dòng 2 sim. Thì lên mã giúp cho em đó là điện thoại 2 sim nhá. Giá sẽ là 230k nhá, 230k và bao ship cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một cái mã rất là hot, đó là con điện thoại 4 sim. Đấy, 4 sim, hàng rất là đẹp luôn. Con này thì các bác có thể dùng thoải mái luôn. Đây. Đấy. Và dòng này nó sẽ là dòng bàn phím nhá. Đấy, bàn phím như này. Và có kèm cho các bác một cái cáp sạc như này nhá, một cáp sạc như này. Đấy. Và một cái ốp luôn. Lô này thì về có ốp nhá, có lô thì không có ốp đâu. Em cũng nói thẳng thế luôn để các bác khỏi phải lan tan. Lô này cũng có ốp luôn, rất là đẹp này. Đấy, có ốp, các bác lắp cái ốp này vào cho em này. Đấy, các bác thấy không? Đấy, lắp ốp vào này, rất đẹp luôn nhá. Lắp ốp vào vừa vặn xinh luôn. Đấy, điện thoại rất là đẹp luôn. Và về nhà thì các bác lắp sim vào cho em. Ở đây nó sẽ có kèm cho các bác một cái cáp sạc rất là to như này. Và đây là cái khay sim của nó này. Lắp một phát 4 sim luôn. Bác nào nhiều sim lắp vào cho em, một phát 4 sim luôn nhá. Đó. Ok. Quả táo các bác này. Đấy, rất đẹp luôn. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 sim nhá. Đấy, bật lên các bác này. Đó. Bật lên cho em, rất là ngon luôn. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 sim. Đó. Giá sẽ là 450.000 nhá, 450.000 cho một con điện thoại 4 sim như này, 1 2 3 4 sim này. Đấy, rất tiện ích luôn nhá. Đó, con này thì pin của nó rất là trâu luôn, cho nên các bác dùng rất là thích luôn, pin trâu lắm các bạn, dùng cho nên dùng thoải mái luôn. Đó, và giá thì sẽ là 450.000. Ở đây nó sẽ có thêm cho các bác là một con đèn pin nhá, con đèn pin này. Đấy,
Đây nó là một con đèn pin luôn chứ không phải là đèn led đâu. Đấy, một con đầu dọi như này có đèn pin này. Các bác có thể dùng để ban đêm mình sử dụng này. Đó, rất sáng nhá, sáng lắm luôn các bạn. Đây, sáng chói chang luôn, nó sẽ là một con đèn pin như này. Đấy, một con đèn pin nhá, nó có cái độ dọi nhất định luôn chứ không phải đèn led đâu. Giá sẽ là 450 nghìn nhá, 450 nghìn. Đó. 450 nghìn. Đó. Thì lên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 sim. Con này là có tới 4 sim cho anh em các bác luôn. Đó. Điện thoại 4 sim. Giá sẽ là 450k nhá, 450k cho con điện thoại 4 sim như này. Đó. Các bác lên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 sim này. Giá sẽ là 450k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vòi cam xanh. Thì nó sẽ có hai màu, màu cam và màu xanh như này, cho nên là bên em lên mã nó là vòi cam xanh. Đó, màu cam màu xanh như này, lên lên mã là vòi cam xanh luôn. Và cái giá thì chỉ có 50 cành thôi. 50 cành cho một em như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là hai vòi. Đấy, vòi đằng trước, vòi đằng sau kết nối bằng đồng như này, rất đẹp này. Đó, và có cái phần gen này để các bác xoáy ra xoáy vào để kết nối với các cái hệ thống vòi khác, nó cũng rất là tiện ích. Giá thì sẽ là 50k. Giá rất hợp lý các bác luôn. Lên cho em vòi cam xanh nhá. Giá sẽ là 50k. 50.000 cho một con vòi cam xanh như này. Đấy, đây các bác này. Rất tiện ích luôn. Vòi cam xanh, giá sẽ là 50k cho một chiếc vòi cam xanh như này. Rất ok luôn. Tiếp theo thì hai bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chảo ốp la nhá, chảo ốp la. Thì khi bên em gửi hàng cho các bác là nó rời như này về nhà, các bác tự lắp vào cho em và có sẵn ốc đây rồi. Có sẵn ốc rồi nhá. Chỉ cần xoáy ốc ra lắp cái này vào là xong. Đó. Xoáy cái ốc này ra cho em, sau đó thì mình lắp vào cho em là xong, lắp cán vào cho em là xong. Chảo thì đường kính của nó vào khoảng là 25-27 cm. Và nó sẽ có cho các bác là tráng đá chống dính này. Đấy, tráng đá. Tráng đá chống dính thì các bác biết rồi, cái công nghệ tráng đá chống dính là một trong những công nghệ siêu hiện đại bây giờ rồi. Để chống dính cực kỳ là tốt luôn. Tráng đá chống dính này. Đấy, và sẽ có cho các bác là 4 cái ô như này. Để các bác buổi sáng này mình tráng trứng nó rất là tiện, nó không bị văng, bị bẩn này. Đấy, thích hình tròn thì cho hình tròn, thích hình màu trái tim cho trái tim, và các bác chỉ cần cho dầu vào cái ô này thôi. Sau đó ví dụ các bác tráng hai quả thì cho hai ô này thôi nhá. Đấy, thứ nhất là nó không lãng phí dầu này, rửa ráy vệ sinh nó tiện này. Và sẽ có cho các bác là quai như này, cầm rất là ngon luôn, quai bằng nhựa, chống nóng rất là tốt. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? 80.000 thôi. Đấy, giá cực kỳ là hạt rẻ luôn. Lên mã giúp cho em đó là chảo ốp la 80.000 nhá. Đó. Chảo ốp la, giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bàn là hơi nước mini. Đó, hàng của Nhật và sử dụng điện 220V. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bàn là hơi nước mini nhá. Giá sẽ là 135.000. Gang của nó cực kỳ dày luôn, nóng siêu nhanh luôn. Chỉ bật một tí cái là nóng luôn. Đó, và đây cái phần này là cái phần để các bác chiết nước vào đây. Tháo cái nắp này ra cho em, tháo cái lẫy này ra, cho nước vào cái quai này. Sau đó thì mình cho vào, đậy vào cho em. Đấy, khi mình bơm thì mình ở đây ấn như này, bóp này là hơi nước nó sẽ ra. Con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Dây rất là dài và dây vải an toàn nhá. Có điều chỉnh tăng giảm nhiệt độ nhá. Bàn là mini thôi nhưng mà đầy đủ công năng, tính năng sử dụng luôn. Tăng giảm nhiệt độ rồi, nói chung là đầy đủ các tính năng như này. Mà giá thì chỉ có cho các bác là 135.000. Đấy, 135.000 cho một con bàn là hơi nước mini như này. Con này thì siêu tiện dụng luôn, sử dụng điện 220V. Công suất của nó thì nó sẽ vào khoảng là 700W nhá, 700W. Nóng rất là nhanh và rất là tiện để cho các bác sử dụng. Đây, đấy các bác nhá, nóng rất là nhanh luôn. Đây. Con này thì hàng xuất đi khá là nhiều nước luôn này, Anh, Pháp, Mỹ này. Đấy, Italia, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha. Đấy, xuất đi rất là nhiều nước luôn. Và cái giá thì rất là hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là bàn là hơi nước mini. Giá sẽ là 135k. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại. Thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa phanh đĩa nhá. Đấy, khóa phanh đĩa, con này nó rất là tiện luôn. Đấy. Thì các bác sử dụng nó rất là đơn giản thôi. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái củ khóa như này. Nó chỉ dài to độ khoảng bằng hai ngón tay như này thôi nhưng mà rất là hữu ích luôn. Đặc biệt là những cái xe dòng xe đắt tiền thì các bác nên có một cái khóa như này. Đấy, các bác chỉ cần là sập vào cái phanh đĩa của mình là xong. Rút ra này, sập vào này. Đấy, con này các bác có thể bỏ túi quần, túi áo này, bao lô này hoặc là
đi học đi làm đi đâu cũng được, các bác chỉ cần sập vào này cho em là xong. Đó, sập vào như này là chấm hết luôn nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn. Đấy, các bác chỉ cần khóa vào cái xe, phanh xe của mình là xong. Giá thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là khóa phanh đĩa nhá. Giá hả? Giá chỉ có 55.000 cho một con khóa phanh đĩa như này thôi. Giá siêu hạt rẻ luôn, và cái công năng của nó thì ứng dụng được rất là nhiều, cho nên là các bác nên mua. Lên mã giúp cho em, đó là khóa phanh đĩa, giá sẽ là 55.000 nhá. Đây em sẽ có video thực tế. Nghe này đi mua cái khóa này về review xong lại còn làm mất cả chìa khóa nữa. Cái khóa này cũng mới hơn 50.000 thôi, mình thấy khá là tiện và tốt, lên mới đăng clip review cho mọi người coi. Đây này, phải mất tiền mua mà anh em lại còn bảo tôi quảng cáo. Nhìn qua thì trông như cái cục sắt bé tí đúng không? Nhưng mà không, nó lại là ổ khóa để khóa đĩa xe. Tầm này ở miền Bắc mình trộm cắp nhiều lắm, không giống như ở trong miền Nam các bạn kể với mình đâu. Chỉ cần khóa vào đĩa phát một như này là xong rồi. Đây này, đúng không nào, rất là xe đi đấy. Nhưng như thế này dễ quá, mình sẽ dùng búa tạ đập thật mạnh vào cái khóa này. Nào cầm búa tạ đập vỡ cái bê tông như này mà cũng chẳng xi nhê gì. Mình đã tính đến trường hợp thử cưa rồi, nhưng cái khe ở quán này nhỏ quá, không có cái cưa nào vừa được đâu. Mà cái này tiện phết, nhỏ gọn, đi đâu nhét vào túi được luôn. So với những con khóa càng cồng kềnh tốn diện tích thì mình thấy cái khóa này nhỏ gọn hơn nhiều. Nếu như mọi người cũng thích cái khóa này thì có thể bấm vào giỏ hàng góc bên tay trái mà đấy các bạn nha. Chỉ có 55.000 thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái vòi nối này các bạn này. Đấy, con này nó sẽ là một con vòi như này, có điều chỉnh cho các bác các cái chế độ là vòi hoa sen và vòi tự động, rất đơn giản thôi. Về nhà các bác cắm trực tiếp vào cái đầu cái các cái kết nối các cái đầu vòi cho em, sau đó thì mình điều chỉnh này chế độ nước thẳng và chế độ nước hoa sen, có thể ngoắt nghéo như này để các bác có thể rửa ráy vệ sinh rất là ok nhá. Đó, lên mã giúp cho em là vòi nối, con này thì bao nhiêu nhỉ? Giá của nó sẽ là 40.000 nhá, 40.000 cho một con vòi nối như này. Đó, các bác cũng thông cảm với em, giờ đợt này nó đãng trí rồi cho nên là không nhớ được giá, cho nên là phải hỏi các bác nhá. Đó, còn các bác bảo hỏi nhiều đừng quay nữa. Đấy, đây thì con này giá của nó sẽ là 40.000 nhá, 40.000 cho một con vòi nối như này. Đấy, về nhà các bác nối vào mình rửa bát rửa đũa rất là tiện luôn rồi. Ok, hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái nước hoa hàng của Gucci và Chanel nhé. Đó, Gucci và Chanel như này, hai cái dòng nước hoa cực kỳ là ưa chuộng và bên shop thanh lý được trong các cái hệ thống siêu thị, giá siêu tốt cho các bác luôn. Đó, đây bên shop có hai mẫu hàng Gucci và hàng Chanel, dung tích đều là 100ml các bác nhá, 100ml các bác này. Đấy, con này thì hàng nó sẽ là hàng của Chanel, hàng sản xuất tại đây, con này nó sẽ là made in France nhá, hàng sản xuất tại Pháp nhá, hàng sản xuất tại Pháp. Đó, hàng khi em gửi đến cho các bác là nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này, cho nên là em cũng không tiện dở ra. Đấy, thì em chỉ quay cho các bác cái bên ngoài thôi, nguyên siêu, nguyên đai, nguyên kiện như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là, cầm cho bố cái quyển sách, lên mã giúp cho em đó là nước hoa Chanel nhá, nước hoa Chanel, nước hoa Chanel, giá của nó sẽ là 130.000, 130.000 cho cái lọ nước hoa Chanel như này, giá sẽ là 130.000 nhé. Đấy, và tiếp theo là lọ nước hoa Gucci, con này thì nó sẽ là dòng sản xuất ở Anh các bạn này. Đây, made in UK các bạn này. Đấy, UK, đấy tức là tại là Anh các bạn nhá. Đấy, dòng này thì nó sẽ là có dòng ở Mỹ và dòng của Anh. Đấy, thì Gucci và Chanel này thì nó đều là hàng sản xuất ở Mỹ và của Anh hết các bác nhá. Đó, đây New York các bạn này. Đó, thì con Gucci này cũng là 130.000 và con Chanel này cũng là 130.000 luôn. Đó, thì các bác lên cho em là nước hoa Chanel này, Chanel giá của nó sẽ là 130.000 nhá, và nước hoa Gucci này, đó, Gucci giá cũng là 130.000 luôn, 130.000 cho một lọ nhá. Đó, tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác sản phẩm, đó là cái con máy sấy tóc hàng của thương hiệu Philips này, hàng thương hiệu Philips, hàng Philips nhá. Công suất của nó là 3.000W và cái giá thì cực kỳ hợp lý cho bác luôn. Độ nóng cực kỳ là nhanh, dây dài khoảng 1,5m nhá. Đây em cắm thử cho bác xem này. Nóng rất nhanh luôn các bác này. Đấy, nóng rất là nhanh luôn. Đấy, các bác bật phát là nóng luôn các bác. Chỉ cần khoảng là 10 giây là nó đã nóng bỏng rồi các bác nhá. Đấy. Và con này thì nó sẽ có cho các bác là hai chế độ này. Đấy. Và có cả tia gọi là khử khuẩn này. Đấy, có cả tia diệt khuẩn luôn nhá. Đó. Tia cực tím này. Đấy, có cả tia cực tím diệt khuẩn luôn, rất là an toàn, nóng cực kỳ là nhanh. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là giá của nó sẽ là 130.000 thôi, hàng của thương hiệu Philips. Con này thì bền đẹp chắc chắn, bảo hành cho các bác luôn, bên em bán rất là nhiều rồi.
lên cho em là sấy tóc Philips nhá. Đấy, sấy tóc Philips giá của nó sẽ là 130k. 130.000 cho một con máy sấy tóc Philips như này. Giá rất hợp lý luôn các bác nhá. Giá rất hợp lý cho anh em và các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác găng tay lao động thì nó sẽ có cho các bác là màu đen, màu xanh và màu ghi. Đấy, có 3 màu, các bác muốn lấy màu nào thì lấy hoặc bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên. Hàng thì nó sẽ là thuộc cái dòng găng tay dệt 5D nhá. Co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt luôn. Và đặc biệt là rất là thoáng khí. Và có các cái hạt cao su như này thì các bác dùng nó rất là êm và chống trơn trượt rất là tốt luôn. Kể cả em cầm bút này, cầm bút ghi cũng rất là ok luôn nhá. Cái bút rất là trơn như này cầm rất là ok. Lên cho em là găng tay lao động nhá. Găng tay lao động này, bên shop sẽ bán theo combo 5 đôi thì sẽ là bằng 40k. Đó. Và một bịch là 12 đôi thì sẽ là 70.000. 12 đôi 70.000 nhá. 12 đôi 70.000. Còn mua lẻ thì bên em bán từ 5 đôi trở lên nhá. 5 đôi thì sẽ là 40.000 các bạn. 5 đôi sẽ là 40.000. Còn 12 đôi, 12 đôi thì chỉ có 70.000 thôi. Cực kỳ là ôm tay luôn và rất là giãn quá này, rất là giãn nhá. Tay to, tay nhỏ, tay lớn, tay bé, tay mẹ, tay con, tay ông, tay cháu vừa hết luôn các bác nhá. Đó. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Chỉ có cho các bác là một vỉ như này, một túi như này bao gồm là 12 đôi thì chỉ có 70.000 thôi. 12 đôi. Mua về dùng cả năm luôn. Đấy. 12 đôi như này, mua về dùng cả năm luôn nhá, dùng vài năm luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dòng điện thoại Nokia. Dòng này của nó sẽ là Nokia 1 SIM, mang lên nhà luôn. Nokia 1 SIM như này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. Hàng của thương hiệu Nokia nhá, Nokia. Đấy. Thì các bác biết rồi, Nokia nó là một cái dòng cực kỳ là thương hiệu rồi. Đó. Nokia thì nó là một cái dòng cực kỳ là thương hiệu rồi. Và hàng của nó thì dùng thì rất là chất lượng. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới anh em các bác cái giá rất hợp lý luôn. Đấy, một con điện thoại của Nokia như này. Con này của nó thì nó sẽ là cái dòng điện thoại 1 SIM. Đấy, Nokia 1 SIM như này. Đấy, màu rất là đẹp luôn này. Có màu xanh, có màu đen. 1 SIM nhá. 1 SIM, 1 cục sạc và 1 quả pin như này. Đấy, hàng của thương hiệu Nokia. Nokia. Thế giá thì chỉ có 150.000 thôi. Bên em bán rất là nhiều rồi. Đó, bán rất là nhiều rồi và dùng rất là ngon luôn. Chỉ có 150.000 thôi. Em đố các bác giờ đi đâu ra cửa hàng điện thoại mà mua được cái điện thoại Nokia như này mà 150.000. Không có đâu các bác nhá. Đó. Giá này là giá rất là tốt cho bác luôn. Bây giờ các bác ra cửa hàng mua là tầm khoảng 200 đến 250. Chứ không có 150.000 cho một con điện thoại Nokia này đâu. Đó. Giá rất là tốt rồi các bác nhá. Đấy, 150.000 cho một con điện thoại Nokia như này. Đó. Và con này nó sẽ là dòng 1 SIM nhá. Đấy, thì lên mã giúp cho em đó là điện thoại 1 SIM. Điện thoại 1 SIM giá sẽ là 150k. 150.000 con điện thoại 1 SIM như này. Rất ok. Sản phẩm tiếp theo đó là con dao lọc này là bao nhiêu nhỉ? Bên shop về cho bác cái con dao lọc nhá. Con này thì nó sẽ là dao lọc như này các bác này. Hàng của thương hiệu Kai. Kai made in Japan nhá. Đó. Hàng thương hiệu Kai made in Japan như này. Lên mã giúp cho em đó là dao lọc nhá. Dao lọc con này dùng để thái lọc rất là ok. Bao nhiêu nhỉ? Đây các bạn này. Đấy. Dao thì rất là bén luôn. Dao rất là bén luôn các bạn này. Đó. Rất là bén luôn. Các bác nhỉ? Đấy, rất là bén luôn. Ra hỏi xem này. Đấy. Và đựng trong một cái bao da nhá. Đựng trong một cái bao da. Mình của nó rất là dày luôn và có quai đeo như này. Có quai đeo như này. Có lỗ này. Các bác dùng để thái lọc phi lê rất là ngon quá này. Đấy, rất là bén luôn các bạn này. Đó. Dao thì mình là dày và rất là bén luôn và có bao da như này nhá. Đấy. Lên cho em là dao lọc nhá, dao lọc. Đấy, rất là đẹp luôn. Và có một cái bao da như này, các bác có thể đựng đeo vào thắt lưng này, đeo vào thắt lưng như này rất là tiện này để mình đi rừng đi phượt hoặc là các bác có thể sử dụng trực tiếp ở nhà. Lên cho em là dao lọc, giá sẽ là 130.000 nhá. Lên cho em là dao lọc này. Dao lọc giá sẽ là 130k. 130.000 cho một con dao thái lọc như này. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ấm pha trà nhá. Đấy, à, ấm mặt trời nhá, lên cho em là ấm mặt trời. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng ấm rất là tiện ích luôn. Đựng trong một cái hộp như này. Đựng trong một cái hộp vải rất là xịn sò như này. Các bác có thể mua để cho, biếu, tặng, làm quà. Rất là ok cho bác luôn, cho, biếu, tặng, làm quà. Đấy, lên cho em là ấm mặt trời nhá. Giá chỉ có 140 cành thôi. Khi các bác nhận được hàng, đầu tiên nó sẽ là một cái khay bằng tre này. Một cái gắp này. Đấy, một khay bằng tre, một gắp này. Đấy, cái đĩa này của nó thì vào khoảng là 20 sen nhá. Đấy, các bác để vào đây cho em. Một cái đĩa như này, một cái đĩa bằng nhựa như này, màu đen, rất là sang, xịn, mịn cho các bác luôn. Đó.
Tiếp theo thì sẽ có cho bác một cái khăn lau này, một khăn lau như này để các bác lau cốc lau chén này. Đấy. Và tiếp theo thì sẽ có cho bác là một cái chuyên nhá. Con chuyên này thì nó chỉ trong lòng bàn tay thôi bác, anh em các bác nhá. Đấy. Cái chuyên này nó chỉ trong lòng bàn tay thôi. Các bác pha chè khoảng 3 đến 4 người uống là ok. Đấy, người ta gọi là chè tam rượu tứ nhá, chè tam rượu tứ. Khoảng từ 3 đến 4 người uống là ok các bác nhá. Đó, 3 đến 4 người uống là ok thôi. Tiếp theo thì nó sẽ có cho anh em các bác là 6 cái chén này. 6 cái chén như này. Đó. Chất liệu của nó thì hàng đất nung của Nhật nhá. Đấy. Hàng đất nung của Nhật mà các bác biết rồi. Hàng Nhật mà nó là hàng đất nung thì cực kỳ là bền và chắc chắn luôn. Đấy, có 6 chén và kèm thêm một cái hũ để các bác gọi là cái hũ này để các bác đựng chè, thì cái hũ này sẽ pha được khoảng từ 5 đến 7 ấm chè. Đấy. Thì combo cho các bác như này, bao gồm cho các bác là một khay, một giá đỡ. Đấy, một ấm, một hũ và 6 chén luôn. 6 chén như này. Mà cái giá thì cực kỳ là thanh lý luôn nhá, giá cực kỳ thanh lý luôn, chỉ có 140.000 thôi. Đây, chất liệu của nó này. Đấy. Chất liệu của nó là đất nung tự nhiên nhá. Khi các bác uống chè thì rất là đượm chè luôn. Rất đượm chè và có hậu vị luôn các bác nhá. Đấy. Lên cho em là ấm mặt trời nhá. Ấm mặt trời này. Đấy. Ấm mặt trời giá sẽ là 140 cành nhá. 140 cành cho con ấm mặt trời như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái võng dù quân đội Nhật nhá. Võng dù quân đội Nhật. Con này thì nó sản xuất cho quân đội của Nhật, chuyên sử dụng để nó đi trận, đi đánh trận các nhá, hoặc là đi tập binh các nhá. Đấy, rất là gọn gàng luôn, gấp vào nó chỉ bằng gọi là to hơn 2 lần bắp tay như này thôi. Nhưng khi giở ra thì nó rất là to, có dây giết các bác thứ đàng hoàng, có dây dù cho các bác này, dây dù này chịu tải hàng trăm cân luôn. Và nó sẽ là một con võng như này, chiều dài thì tính cả dây thì nó vào khoảng hơn 2 mét, còn nguyên cái thân võng này thì nó vào khoảng là trên 1 mét nhá. Bây giờ đây em sẽ giở ra cho các bác xem này. Đấy. Con này thì giá sẽ là 90.000 nhá, 90.000 cho một con võng dù quân đội như này. Đấy, đây các bác xem này. Rất đẹp luôn. Màu của nó rất là ưa nhìn nhá. Đấy, màu rất đẹp này, banh banh này. Đấy. Và cái chiều ngang của nó thì nó sẽ gì cơ đây? Đấy, chiều ngang của nó thì nó sẽ vào khoảng là 80 cm. Chiều dài của võng thì vào khoảng 1m8 1m9, còn tính cả đầu dây như này thì nó vào khoảng là trên 2 mét nhá, trên 2 mét. Đấy, nó sẽ là một con võng như này, dây đai dây điếc, đan máy trần cực kỳ là kỹ luôn. Đó. Rất là đẹp như này nhá. Bao gồm cho các bác là cả võng cả dây như này. Cả võng cả dây như này, và bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 thôi nhá. 90.000 cho một con võng dù quân đội Nhật như này. Lên cho em là võng dù quân đội Nhật nhá. Giá sẽ là 90k, gấp và rất là gọn luôn. Có cả túi như này nhá, có cả túi như này để các bác mang đi mình sử dụng. Đấy, mang đi du lịch, đi chơi, đi phượt, đi học, đi làm đều ok hết. Đấy, đặc biệt là các bác hay đi công tác này, hoặc là đi di chuyển ngoài đường. Đấy, muốn nghỉ ngơi hoặc là các bác mang đi trên ô tô, lúc nào cần thì mình mắc mình sử dụng. Lên cho em là võng dù quân đội Nhật nhá. Võng dù quân đội Nhật. Võng dù này, quân đội Nhật này. Giá của nó sẽ là 90k nhá, 90.000 cho một cái võng dù như này. Rồi ok. Hello các bác nhá. Hôm nay thì Phạm Bốn lại tiếp tục chương trình, quay trở lại giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác thì đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Hôm nay thì bên shop về ngập tràn các cái mã đồ kim khí để lên trân trọng gửi tới các bác, cũng là khai xuân đầu năm luôn. Chúc các bác một năm mới an khang thịnh vượng, rồi dào sức khỏe, thành công trên bước đường học tập như công tác của mình. Đây là các cái số hotline của bên em, các bác có thể liên hệ này. Em lên cho các bác một số cái mã khò ga này. Khò ga thì bên shop sẽ có cho các bác là 3 mẫu này. Đấy, đầu tiên nó sẽ là có 3 mẫu cơ bản như này. Đó, 3 mẫu cơ bản các bác nhá. Đây, đây nó sẽ là 3 mẫu khò ga của bên em này. Thì đầu tiên em lên cho bác cái khò ga đồng này. Con này thì về nhà các bác phải mồi, nó không tự động đánh lửa. Nhưng mà con này thì nó là dòng khò ga đúc, cho nên là nó rất là chắc và nó bằng đồng hết, đúc rất chắc chắn luôn đó. Và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k cho một con khò ga đồng như này nha, 90k. Đó, lên mã giúp cho em là khò ga đồng, 90.000 một cho một chiếc như này. Đấy, tiếp theo là bên em về cho bác cái khò ga trắng này. Đấy, khò ga trắng dòng này thì cái lõi bên trong tiếp xúc lửa của nó là bằng đồng và dòng đánh lửa tự động. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nha, 50k cho một con khò ga trắng như này. Lên mã giúp cho em là khò ga trắng, giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khò ga đại nhá. Các bác lên cho em là khò ga đại. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 nhá. 120k cho một con khò ga đại như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng to. Đây, cái phần tiếp xúc lửa của nó rất là lớn các bác này. Đấy, tiếp xúc lửa lớn thì rất là to. Con này thì các bác có thể dùng để mình thui gà, thui lợn, thui chân giò, rồi nói chung là rất là đa di năng luôn. Hoặc các bác làm thợ này, hàng đều là hàng của Nhật hết nhá, Japan các bác này. Đó, con này thì sẽ là 120.000. Đấy là các cái mẫu khò ga bên em.
Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái kẹo chuột các bác nhé. Đây nó sẽ là một cái dòng kẹo để khi mà mình sử dụng thì nó rất là tốt luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng nhập khẩu của Thái Lan nhé, hàng nhập khẩu của Thái Lan đây, toàn bộ là chữ Thái hết này. Đấy, toàn bộ chữ Thái hết đây, màu hồng như này rất là thu hút chuột luôn. Chuột nó đến thì nó sẽ ăn cả đàn luôn nhá. Đấy, nó sẽ đến là nó sẽ cả đàn nó ăn vào đây luôn. Đấy thì là nó sẽ một con đến và nó sẽ dụ cả đàn đến ăn luôn thì chết cả đàn luôn. Đấy. Và giá thì chỉ có 30k cho một hộp kẹo chuột như này thôi. 30k nhá. Các bác lên cho em là kẹo chuột này. Đó, kẹo chuột. Giá sẽ là 30k cho một hộp kẹo chuột như này. 30.000. Đó. Chết cả đàn luôn, con này thì cực kỳ là nhạy luôn. Nhiều bác thì chỉ có kêu là nó chết thì nó lại trong gầm tủ gầm giường thì nó hơi khó chịu một chút, nó mùi. Đấy, còn lại là rất là nhạy luôn nhá. 30k cho một kẹo chuột như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bột thông cống này. Đấy. Tết nhất các bác dùng nhiều rồi cái đường ống cống rãnh nhà mình nó tắc nhá thì các bác dùng cái bột này cho em. Đó, đây nó sẽ là một cái dòng bột như này và nó sẽ là dòng bột sủi nhá. Thì các bác cứ đổ vào cái đường ống, đường cống, đường rãnh, chậu rửa mặt, chậu rửa bát, nhà tắm, toilet, tóc tai cái thứ nó đóng cặn ở đây thì các bác rửa cho em. Đấy, sạch luôn. Đấy, lên cho em là bột thông cống nhá. Đấy, bột thông cống. Đây các bác này. Đấy, đây các bác. Cùng xem đồ Nhật Bản nó khác gì cái đồ trôi nổi trên mạng không nhá. Đấy, các bác thấy không? Anh em đấy. Đổ cái bột này lên miệng cống và đổ thêm một ít nước ấm nữa rồi đợi khoảng tầm 30 phút nhá. Nguyên nhân cái cống nhà đấy. Tắm nó hay bị tắc ấy là do giấy rác với cả tóc nó bị mắc kẹt phía dưới lâu ngày nó gây mùi hôi rất là khó chịu. Đấy, các bác thấy không? Kết quả đấy. Này ok luôn nhá. Ngoài ra nó rất là tiện ích nhá. Đó. Nhà anh em nào mà đấy thì khu vực nào tắc các bác cho hết vào cho nha. Đấy. Lên cho là bột thông cống nhá. Giá thì chỉ có 25k cho một hộp như này thôi. 25k một hộp như này nhá. Về nhà các bác đổ trực tiếp lên cho em 260g này. Đó, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Bột thông cống của Nhật nhá. Giá sẽ là 25k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là một số cái đồ kim khí này. Đấy thì nó sẽ có là cà lê đỏ và cà lê bạc này. Đấy, dòng này đều nó là dòng cà lê 8 đầu hết nhá. Đó, cà lê đỏ và cà lê bạc đây. Đấy. Thì đầu tiên em sẽ lên cho các bác là con cà lê bạc này. Cà lê bạc này thì sẽ là 130k nhá. Đấy. 130.000 cho con 8 đầu bạc như này. 8 đầu bạc 130.000. Con này ở đây của nó thì nó sẽ có cho các bác là đầu này là 8 này, 10, 11 và 13. Đấy, còn đầu bên này nó sẽ là 13 đây, 14, 17, 19, 21, 14, 17, 19, 21. Đấy thì con này các bác lên cho em là cà lê 8 đầu bạc nhá. 8 đầu bạc, giá của nó sẽ là 130.000. Còn con này thì nó thông số nó như nhau. Đấy, nhưng mà con này thì nó sẽ có màu đỏ cho nên là em lên là cà lê 8 đầu đỏ nhá. 8 đầu đỏ, giá sẽ là 100k. Đấy, con này sẽ là 100k cho con cà lê 8 đầu đỏ như này. Thì con này các bác dùng nó rất là tiện nhá. Một con cà lê mà mình có tới 8 đầu như này. 1 2 này, 3 này, 4 này, đấy, 5 6 7 8 tức là dùng một chiếc này là bằng 8 chiếc luôn. Đấy, rất nhỏ gọn này, các bác có thể xoay theo kiểu trực tiếp như này hoặc là xoay theo chiều hông như này. Đấy, xoay như này hoặc là xoay theo chiều hông như này cũng được. Đó, nó rất là tiện. Đấy, nó làm nó hếch ra như này thì xoay nó rất là tiện luôn. Đó, con bạc này là 130.000 nhá. Và con đỏ này thì sẽ là 100k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con kìm chết các bác này. Đấy, đây nó sẽ là một con kìm chết của Mỹ này. Hàng của thương hiệu Crosman của Mỹ nhá. Con này thì dùng siêu bền bỉ luôn. Bên shop bán rất là nhiều rồi đây. Đấy, hàng thương hiệu Crosman USA nhá, hàng của Mỹ cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k nhá. 100k cho một em kìm chết Mỹ như này. Đấy, các bác lên cho em là kìm chết Mỹ, giá sẽ là 100.000. Hàng thì hàng thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng, độ mới của nó còn phải khoảng 95%, thép CRV không gì nhá, thép CRV không gì. Hàng này thì nó chưa qua sử dụng cho nên các bác dùng nó rất là sướng. Đấy, đầm tay rất là sướng luôn. Và ưu điểm của con này thì các bác chỉ cần ấn lẫy này là nó tự bật ra luôn. Đó, nó rất là tiện. Lên cho em là kìm chết Mỹ này, thép CRV không gì này, USA này. Đó, USA, hàng của Mỹ. Con này thì giá sẽ là 100.000 cho con kìm chết như này. Tiếp theo thì các bác lên cho em là con tô vít vạn năng nhá, con tô vít vạn năng. Con này thì giá chỉ có 80.000 thôi, 80.000 cho một con tô vít vạn năng như này. Ở cái đầu này thì các bác có thể lắp thêm pin vào đây. Đấy, còn lại thì em cũng không khuyến khích lắm, đa số là mình dùng ban ngày thì cũng không cần phải pin sáng làm gì. Đấy, nó có hệ thống đèn LED đây. Đấy. Và đây thì nó sẽ có 8 cái đầu tô vít nhá. 8 đầu tô vít thì nó sẽ có 4 đầu dẹt và 4 đầu múi thì các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, hàng 8 trong 1 luôn. Đấy, hàng 8 trong 1 luôn. Thì lên mã giúp cho em đó là tô vít vạn năng nhá, tô vít vạn năng đây. Đấy, đầu bên này đầu dẹt này. Đó. Thì các bác dùng đầu nào thì các bác cho cái đầu đấy ra cho em. Đấy. Dẹt từ to đến nhỏ và múi cũng từ to đến nhỏ luôn. Đấy, múi cũng từ to đến nhỏ. Ngoài ra thì nó có một cái siêu phẩm là siêu nhỏ như này. Siêu nhỏ này thì các bác xoáy cái đầu ra cho em này. Đấy, xoáy đầu ra cho em. Đây. Và nó cũng có một đầu dẹt, một đầu tròn thì các bác dùng nó cũng thoải mái. Con này thì giá chỉ có cho cho các bác là 80.000 thôi, 80k. Đấy, lên cho em là tô vít vạn năng nhá, tô vít vạn năng, tô vít vạn năng này, tô vít vạn năng.
tô vít vạn năng, giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá. 80k cho một con tô vít vạn năng như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái tô vít, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là tô vít xanh nhá. Đấy, tô vít xanh đây. Đấy. Thì con này nó cũng rất là đa di năng luôn. Con này thì để các bác dùng để sửa chữa lặt vặt này. Một bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 30 đầu vít như này nhá. 30 đầu vít như này thì rất là tiện luôn. Đó thì các bác có thể lắp vào đây cho em này. Lắp vào đây là mình sử dụng này. Đấy, lắp vào đây mình sử dụng cho em. Đây. Đấy, các bác thấy không? Nó rất là tiện luôn nhá. Đấy, lắp vào đây. Mình thích thay mũi nào thì mình thay mũi vào cho em. Và cái này nó cũng có cho các bác là đủ quyền là nâng lên hạ xuống này. Đấy, cho giãn ra nấc 1 này. Đấy, cho giãn ra nấc 1 hoặc cho sập xuống này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k thôi. 40k cho một cái vít xanh như này nhá. Đấy, 40k cho một cái vít xanh như này. Các bác lên mã giúp cho em là vít xanh nhá. Giá sẽ là 40.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là vít xanh này. Vít xanh, giá của nó sẽ là 40k cho một cái tô vít xanh nha, hộp vít xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa chống trộm nhá, khóa chống trộm. Con này thì rất là tiện luôn. Đó, rất tiện luôn. Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng khóa mà sẽ có cho các bác là đây. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một chiều là khóa thông thường. Đây như này là sẽ là khóa thông thường này. Còn một chiều là nó sẽ lật đảo, các bác đảo cái chiều này đi cho em. Thì cái chức năng còi hú nó sẽ hoạt động nhá. Khi mà trộm nó chạm nhẹ vào thì nó sẽ kêu là 3 tiếng và chạm mạnh thì nó sẽ hú lên như này. Đó. Và nó hú khá là lâu luôn mà các bác phải mở khóa thì nó mới hết nhá. Đấy, hoặc nó sẽ kêu một lúc. Đấy, còn các bác muốn dùng bình thường các bác dùng này cho em. Còn muốn dùng cái chiều chống trộm thì các bác này cho em. Đó, các bác thấy không? Đó. Thì rất là an toàn luôn. Và cái giá thì nó chỉ có vài chục nghìn thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em là khóa chống trộm nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k. Đấy, lên cho em là khóa chống trộm nhá. Khóa chống trộm này. Đó. Khóa chống trộm giá sẽ là 80k một chiếc nhá. 80.000 cho một con khóa chống trộm như này. Giá thì siêu hạt rẻ cho các bác rồi. Giá quá là hạt rẻ rồi, và con này thì các bác sử dụng nó cũng rất là hợp lý thôi, rất hợp lý để mình sử dụng mình chống trộm, rồi nói chung là vừa là khóa cửa khóa nhà vừa chống trộm được luôn, thì nó cũng rất tiện ích. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới quý cô bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn, giá đầu năm giá yêu thương luôn nhá, 80k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khóa Đức nhá. Các bác lên cho em là khóa Đức này. Con này thì sẽ là 150.000 cho cái ổ khóa Đức như này. 150k cho cái ổ khóa Đức như này nhá. Đấy. Đây thì nó sẽ là một cái dòng ổ khóa này, rất là tiện dụng luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Đây. Các bác lắp vào cho em này. Đấy, lắp vào cho em. Đó, sau đó thì mình mở ra này. Đây, hàng khi các bác nhận được thì nó sẽ là một ổ khóa như này. Đấy, ổ khóa Đức này. Hàng made in Germany này. Đó, made in Germany. Đó, vào đây thì nó sẽ là một cái ổ khóa như này. Đó. Hàng rất to luôn, nó phải to bằng ngón tay trỏ của em này, to bằng ngón tay trỏ này. Đó, rất là to luôn nhá. Hàng này thì hàng khủng rồi. Các bác dùng ngoài trời trong nhà thoải mái cho em luôn. Ưu tiên cho các bác là có tới 4 chìa. Hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho bác luôn, 4 chìa, và dòng này là dòng chìa tròn. Thì chìa tròn này thì bên trộm bên Việt Nam mình hoặc bên Tàu thì nó vẫn chưa sản xuất được cái phôi chìa tròn như này. Đó, thì nó có cái chức năng chống trộm rất là tốt luôn. Các bác dùng thoải mái luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái khóa Đức như này. Giá của nó sẽ là 130.000 thôi, 130.000 cho một cái khóa Đức như này. Đấy, chức năng chống trộm giúp cực kỳ là tốt luôn. Đó, chống trộm rất là tốt luôn. Và giá thì chỉ có 130.000 thôi. Đấy, 130.000. Lên mã giúp cho em đó là khóa Đức nhá, khóa Đức. Khóa đồng Đức này, đó. Khóa đồng Đức. Khóa đồng Đức giá sẽ là 130k. 130k một chiếc nhá. Rất là hợp lý cho các bác luôn, 130.000 cho một cái ổ khóa như này, bao gồm cho các bác là một khóa chống trộm chống cắt đầy đủ cho bác luôn. Trộm khóa như này là trộm không thể cắt được nhá. Đấy, chống trộm chống cắt các thứ đầy đủ cho bác luôn. Mà cái giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000 cho một cái ổ khóa như này thì cũng khá là tiện dụng để các bác sử dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày. Đó, khóa đồng Đức 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chống giật nóng lạnh nhá. Chống giật bình nóng lạnh thì con này thì nó quá là hữu ích rồi. Đặc biệt là miền Bắc thì hay dùng bình nóng lạnh, miền Nam thì ít hơn một chút, nhưng miền Bắc thì mùa đông nó lạnh thì các bác phải dùng bình nóng lạnh, mà dùng bình nóng lạnh thì cái khả năng mà bị giật rất là cao, cho nên các bác dùng cái khóa chống trộm này cho em thì cực kỳ là an toàn luôn. Đó, rất là an toàn luôn nhá. Đấy, thì cái chống giật nhá, chống giật này cực kỳ là an toàn luôn. Giá sẽ là 40k cho một chiếc như này nhá. 40k một chiếc như này. Thì các bác mua là mua một đôi thì mình sẽ lắp cả dây nóng cả dây lạnh cho em luôn. Đấy, cái này nó sẽ là bằng sứ này. Bằng sứ thì nó sẽ là chống truyền dẫn điện rất là tốt luôn, và chống giật cực kỳ là an toàn luôn. Đây, em sẽ cho các bác xem video. Đây các bác này. Đây là cặp van chống giật cho bình nóng lạnh. Lắp đặt ở đầu ra nước nóng và lạnh của máy nước nóng. Có thể ngăn chặn rò rỉ điện khi sử dụng máy nước nóng, tránh gây tai nạn điện giật. Việc cài đặt cũng rất đơn giản. Chỉ cần rút nguồn điện, đóng van góc nước lạnh, mở vòi nước nóng để giảm áp suất, tháo ống nước nóng lạnh, lắp đặt van chống điện tại các cửa cấp nước nóng lạnh, sau đó nối ống vào tường chống điện. Bằng cách này,
Ngay cả khi máy nước nóng bị rò rỉ điện, nó sẽ không gây hại cho cơ thể con người. Mặc một cặp, an toàn hơn cho cả nhà, tránh mọi sự cố đáng tiếc xảy ra. Đây là cặp van chống giật cho bình nóng lạnh, lắp đặt ở đầu ra nước nóng và lạnh của máy nước nóng. Có thể ngăn chặn rò rỉ điện khi sử dụng máy nước nóng, tránh gây tai nạn điện giật. Việc cài đặt cũng rất đơn giản. Chỉ cần rút nguồn điện, đóng van góc nước lạnh, mở vòi nước nóng để giảm áp suất, tháo ống nước nóng lạnh, lắp đặt van chống điện tại các cửa cấp nước nóng lạnh, sau đó nối ống vào tường chống điện. Bằng cách này, ngay cả khi máy nước nóng bị rò rỉ điện, nó sẽ không gây hại cho cơ thể con người. Mặc một cặp, an toàn hơn cho cả nhà. Đấy, giá thì bên shop đang gửi các bác cái giá chỉ có 40.000 cho một con như này thôi. Đấy, các bác mua chỉ có mất có 80.000 thôi. Về tháo lắp cũng rất là dễ dàng mà an toàn. Hàng chống giật của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái kìm các bác nhá. Đấy, kìm thì các bác lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá. Bên em gọi nó là kìm đỏ. Đấy, tại vì nó cũng có cả màu xanh, màu đỏ, màu cam như này, màu bạc như này. Nhưng bên em gọi chung nó sẽ là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Đấy, kìm đỏ đa năng. Giá thì chỉ có 100k cho một chiếc kìm này thôi. 100.000 nhá. Đấy, 100k cho một chiếc kìm như này. Con này thì rất tiện dụng luôn. Hàng thì có lò xo đẩy như này thì dùng nó rất là nhàn. Thứ hai nó sẽ có cho các bác là cái phần là tuốt dây này. Đấy, tuốt dây này. Đấy, bấm cốt này, tuốt dây bấm cốt này, cắt dây này, xoắn ốc này, rồi nói chung là vặn dây vặn giếc này. Đấy, và có cả cái phần để các bác làm búa này. Đây, cái phần này làm búa này. Đấy, búa gõ như này, rất là tiện luôn. Kìm thì dài khoảng 21-22 cm, rất tiện dụng, vừa tay. Đấy, hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật đây, thép CLV của Nhật đây. Đó, toàn bộ chữ Nhật hết này, chữ triện của Nhật này. Giá thì chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp cho em là kìm đỏ nhá, giá sẽ là 100.000. Đó, kìm đỏ, giá sẽ là 100k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là ép tỏi nhá. Ép tỏi, con này thì hàng của thương hiệu Winling hay hình người của Đức này. Đấy, Winling hay hình người của Đức như này. Đó, con này thì giá sẽ là 100k cho con ép tỏi như này nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Con này thì siêu tiện dụng luôn. Các bác có thể dùng trực tiếp để mình cho tỏi, cho hành, rồi cho các cái loại củ ở đây. Mình ép ra là xong. Nó rất tiện ích và dễ sử dụng. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cho con ép tỏi như này thôi. Rồi, ok. Hello các bác nha. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nha. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Dưới 200 cộng thêm 130.000 ship nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đấy thì mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái ủng đi mưa. Bắt đầu vào mùa mưa, mùa nồm ẩm các bác nhá. Đấy, thời tiết rất là bẩn thỉu. Mưa ướt át thì các bác sử dụng cái con ủng đi mưa này cho em. Hàng cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Đó. Đây, ví dụ như là em đi đôi giày đây, em có thể xỏ trực tiếp vào được luôn để bảo vệ cho cái đôi giày nó khỏi bẩn quá này. Đấy thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái lẫy chun như này. Lẫy chun này các bác tháo lẫy chun này ra cho em. Mở cái khóa này ra. Đó, và đây thì nó sẽ có một cái ngăn để giữ này. Ngăn này để nó giữ cho các bác là khỏi bị nước này. Đấy, và các bác chỉ cần xỏ vào này cho em xong này. Đấy. Đây nhá. Đấy thì em sẽ xỏ vào thực tế này cho các bác xem luôn. Đấy, xỏ vào sau đó thì các bác đi thôi. Đó, đây em đang xỏ nó ngược chân cho nên là nó hơi bị căng một tí các bác nhá. Đó, sau đó các bác thắt vào cho em, kéo khóa lên là xong. Đấy, thì mình đi rời nó bị cảm ướt hoặc là mưa hoặc là các cái chỗ đường lầy lội là nó rất là sạch sẽ các bạn. Đấy, con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho một cái bộ ủng đi mưa như này nhá. Đấy, 100.000 cho cái bộ ủng đi mưa như này. Đây, em sẽ có một cái video thực tế cho các bác xem luôn cho nó trực quan sinh động các bác này. Đấy, nó sẽ là một cái đội ủng như này, các bác xỏ vào cài khuy vào cho em. Đấy, dùng nước rồi đi mưa đi mét thoải mái luôn, rất là tiện và sạch sẽ nhá. Đấy bác theo đó, đi dời mưa thì rất là ok luôn. Đặc biệt là bác nào hay tham gia giao thông bằng xe máy này, hoặc là đường quê lầy lội, hoặc là khu vực đường nhà mình nhiều chỗ lầy lội thì các bác có thể đi vào để bảo vệ cho cái đôi giày đôi tất của mình. Đó, rất sạch sẽ luôn, về nhà các bác chỉ cần cởi ra cho em là xong. Đó, rất tiện nhá. Giá thì chỉ có 100k thôi. Lên cho em là ủng đi mưa, giá sẽ là 100.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hũ gia vị nhá. Giá thì chỉ có 15k trong cái hũ gia vị như này thôi. Rất sành điệu cho các bác luôn. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một hũ và một cái thìa như này. Cái thìa này thì nó sẽ kèm sẵn ở đây luôn. Đó, các bác đút vào cái nắp này cho em, sau đó thì đậy nắp lại này. Đó. Thì các bác chuyên để đựng mình đựng gia vị, đựng thực phẩm, đựng muối, mắm, mì chính đều ok hết nhá. Giá sẽ là 15k cho một cái hũ gia vị như này. Lên mã giúp cho em đó là hũ gia vị nhá. Đó. Hũ gia vị này, giá của nó sẽ là 15k một chiếc nhá. 15k cho một cái hũ gia vị như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái
hộp 5 mũi khoan tháp nhá. Đấy, hộp 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu này. Đấy. Hộp này thì nó sẽ là hộp 5 mũi khoan tháp hộp nhôm nhá. Đấy, hộp 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu thì đây nó sẽ là 1 2 3 4 5, 5 cây mũi khoan tháp như này kèm một cây lấy dấu này nhá. Các bác dùng nó rất là tiện luôn. Đó. Thì các bác chỉ cần là cây lấy dấu này thì chỉ cần là nhấn này thôi. Là sẽ có dấu đây các bạn này. Đấy, dấu đây nhá, rất là tiện luôn. Đấy, và sẽ có cho các bác là 5 mũi khoan tháp thép gió phủ titan nhá, 1 2 3 4 5. Mũi to nhất của nó thì đường kính của nó sẽ là vào khoảng là 3/2, còn mũi nhỏ nhất thì khoảng là từ đây, đấy nó sẽ là từ 4 đến từ 4 đến 8, 4 12, 4 24. Các bác nhá, rất là nhiều luôn. Con này thì các bác lên cho em hộp 5 mũi khoan hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 180k nhá, 180k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái hộp là mũi khoan đỏ nhá. Đấy, mũi khoan đỏ. Đây, hộp nó màu đỏ này cho nên là lên cho em hộp mũi khoan đỏ. Giá của nó sẽ là 110.000. Hộp này của nó thì sẽ là bao gồm cho các bác là 3 cây lấy dấu và 3 cây vừa là khoan vừa tazogen luôn. Đấy, vừa khoan vừa tazogen luôn. Thì hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 6 mũi. 1 2 3. Đấy, 6 mũi tất cả 3 mũi khoan tháp và 3 mũi tazogen. Đấy, mũi khoan tháp của nó thì là 6 620 này. Đấy, 4 420, 432 và cái này là 412 nhá. Đấy, đầu nhỏ nhất của nó là 4. Đấy, thì nó sẽ là một cái hộp mũi khoan tháp như này. Thì lên cho em là hộp hộp mũi khoan đỏ nhá, hộp mũi khoan đỏ, giá sẽ là 110.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cân treo nhá. Đấy, thì con này nó sẽ có sẵn pin này rồi. Thì cái pin này mà nó hết pin thì các bác ra ngoài hiệu sách mua cho em nhá. Ở ngoài hiệu sách thì cũng bán rất là sẵn thôi. Đó. Và đây thì nó có cái đầu âm dương này các bác, cứ lắp đúng cho em đúng đầu âm dương là được. Sau đó thì các bác đấn cái này vào cho em là xong. Đó, đây. Lắp vào cho em. Đó là nó sẽ lên luôn. Thì các bác dùng để mình cân các cái đồ vật các thứ rất là ok. Đấy. Thì con này cân mắc tối đa của nó là lên tới được 50 cân. Còn nói chung là các bác cứ dùng 10 20 cân, 30 cân là thoải mái các bác. 2 30 cân thoải mái cho em. Đó. Thì con này nó sẽ là tính bằng kg nhá, tính bằng kg. Thì đây, các bác có thể dùng để mình quặc vào mình cân cái nọ kia. Đấy, ví dụ đây em quặc vào em cân cái nồi các bác này. Đấy. Đây. Đấy, quặc vào cân cái nồi cho các bác xem này. Đó, thì các bác muốn cân cái gì thì cân. Đấy, các bác đi câu đi kẹo cân tôm cân cá đều ok hết. Đây, đấy cái nồi này của nó sẽ là 0,45 kg nhá. Đấy, tức là 4 lạng rưỡi cho cái nồi như này. Đó. Và nó sẽ có nhớ trong vòng là mấy giây nó mới tắt nhá. Đấy, 0,45 kg. Đó. Và con này thì nó sẽ có cho các bác là cả cập nhật nhiệt độ luôn. Đấy, 17 độ C này. Miền Bắc đang rất là lạnh này. 17 độ C các bác nhá. Đó. Đây. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là cân này bao nhiêu nhỉ? 70.000 cho một con cân treo như này các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là cân treo, giá sẽ là 70k một chiếc. Đấy, có sẵn pin biết rồi, về nhà các bác chỉ được sử dụng thôi. Đấy, về nhà nếu mà hết pin thì các bác ra ngoài hiệu sách mua giúp cho em. Đó. Lên cho em là cân treo nhá. Đó, cân treo. Giá sẽ là 70k. 70k cho một em cân treo như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là bộ màu cầu vồng. Đấy, bộ này thì bao gồm là 150 chi tiết. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho các bé nhà mình cũng rất là ok thôi. Đó. Rất là ok cho các bác luôn. Đây. Bộ này sẽ bao gồm là 150 chi tiết nhá. Bao gồm màu bột này, màu bột, màu nước, màu sáp, màu chì, đầy đủ các loại màu cho các bác sử dụng luôn. Đó. Màu bột, màu nước, màu sáp, màu chì đầy đủ cho các bác như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là Các bác lên xem là bộ màu cầu vồng nhá. Giá của nó sẽ là 100 tròn à. Giá của nó sẽ là 100.000 tròn các nhá. 100.000 tròn cho một cái bộ màu như này thôi. Đó, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho các bé nhà mình này. Đấy, hoặc là mua làm quà sinh nhật cho các thứ các em rất là ok. Đầy đủ các cái chi tiết như này. Đấy, màu bột, màu nước, màu sáp, màu chì. Lên cho em là màu cầu vồng nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Đấy, 100k cho cái bộ màu cầu vồng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chổi lau bàn bếp nhá. Con này thì giá chỉ có 40 cành thôi. Đấy, và nó sẽ là dòng chổi lau và nó sẽ là tự vắt luôn. Đây nó sẽ có cho các bác là một cái miếng mút lau như này. Đấy, về nhà các bác chỉ cần là đẩy cái này lên này. Đấy, sau đó thì mình sập cái lẫy này vào cho em. Lắp cái lẫy này vào đây. Đấy, lắp cái lẫy này vào. Đây nó sẽ có cái lẫy đây. Các bác chỉ cần sập nó xuống, đẩy cái lẫy này vào là xong.
là mình sử dụng được thôi. Các bác có thể dùng để mình lau bàn, lau bếp, lau kính, lau yếc rất là ok các bác này. Đấy, đây, lau nhá. Đây, ví dụ đây là cái bàn bếp này. Đấy, cửa kính này. Các bác dùng lau này chứ em. Sau đó thì mình lại giặt đi, vắt đi. Đấy, các bác theo, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 40.000 cái chổi lau bàn bếp như này thôi. Lên cho em là chổi lau bàn bếp nhá. Đấy, chổi lau bàn bếp này. Lau bàn bếp giá sẽ là chổi lau bàn bếp giá sẽ là 40k nhá. 40k cho mấy cái bộ chổi lau bàn bếp như này. Đó, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cọ vịt nhá. Đấy, cọ vịt. Con này thì các bác dùng để mình kỳ cọ nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet rồi nói chung là đa di năng luôn. Đó, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho cái chổi cọ vịt như này các bác nhá. Đấy, lên mã giúp em là cọ vịt. Giá sẽ là 60k. Thì đây nó sẽ là một con chổi như này. Có cả miếng dán cho bác luôn, các bác về chỉ việc dán lên tường cho em là xong, nó rất là tiện nhá. Có miếng dán lên tường. Đây là cái đoạn của nó này, về nhà các bác lắp vào này cho em này, lắp vào. Sau đó thì các bác dán lên tường, sau đó thì mình chỉ cần đặt vào này là cho em là xong. Đó. Đặt vào này cho em là xong. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái chổi cọ vịt như này. Giá chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. Các bác lên cho em là cọ vịt nhá. Đấy, cọ vịt giá sẽ là 60k. Đó, cọ vịt này. Giá của nó sẽ là 60k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, đấy các bác dùng để mình đánh kỳ cọ rất là tiện này. Đấy các bác theo, nó rất là hợp lý luôn. Đưa vào hết được các cái khe kẽ này. Đấy, dùng xong thì mình chỉ cần là đặt lên cái khay của nó là xong, nó rất là tiện luôn. Đấy các bác cứ nhận nha, mình kỳ cọ đi. Đó. Đặt lên nó rất là tiện ích nhá. Silicon mềm nhá. Đưa vào hết các ngõ ngách được luôn. Đấy, đánh nó rất là tiện các bác. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho một cái chổi cọ vịt như này. Nhớ, lấy như đồng hồ. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là một cái đồng hồ đeo tay nhá. Đấy, con đồng hồ đeo tay như này. Con này thì khá nhiều chức năng luôn. Đấy, nó sẽ là một con đồng hồ đeo tay nhá, có kèm đốc sạc cho các bác luôn. Đấy, nó sẽ có cho các bác là màu hồng và màu lô này về thì toàn màu hồng các bác nhá. Màu hồng rất là đẹp như này. Mặt của nó sẽ là thân của nó là thân nhôm nhá. Và mặt của nó như này các bác này. Đấy, mặt cảm ứng này. Về nhà các bác bật nguồn lên cho em này. Đấy, bật nguồn lên này. Đấy. Con này thì nó sẽ có chức năng là đo nhịp tim, đo huyết áp cho các bác luôn. Đấy. Hàng này thì từ nước ngoài về cho nên là đa số là 100% là hết pin. Thì về nhà các bác lắp pin, các bác sạc vào cho em. Đó đây, lắp vào như này. Sau đó thì các bác bật nguồn lên nhá. Đấy, con này thì nó hết pin mất rồi. Đấy, hàng thì đa số là hết pin thì về nhà các bác cứ sạc pin vào cho em. Đấy, con này thì bên em sẽ bảo hành cho các bác là lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày. Các bác cứ yên tâm sử dụng. Đấy, con nào nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đây là cái đốc sạc này. Đốc sạc của nó về nhà các bác cắm vào kia con củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Đấy, con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100 trăm mấy nhỉ? Các bác lên cho em là đồng hồ T8 nhá. T8 giá sẽ là 170k nhá. 170.000. Đấy, đo nhịp tim, đo huyết áp các thứ đều ok hết nhá. Đó, và hiển thị màu giờ các thứ rất là đẹp luôn. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác một cái bình tông nhá. Cuối năm Tết nhất đến nơi rồi. Các bác có thể mua để mình sử dụng này, sử dụng như là mình đựng nước này hoặc đựng rượu này. Đấy, nắp của nó là nó theo là thuộc dạng cái dạng là nắp liền như này. Nắp liền như này thì khi các bác sử dụng rất là yên tâm, có rong giếc đàng hoàng và nắp của nó là nắp liền thì các bác không sợ bị mất nắp. Đấy. Dung tích của con này là 2 lít luôn. Các bác có thể dùng để mình đựng nước lọc này, đựng rượu, đựng bia này. Đó, rất là ok. Và nó sẽ có cho các bác là một cái túi da như này. Đấy, một cái túi da rất là xịn sò như này. Thì các bác mang đi du lịch này, đi học đi làm rất là tiện và nó có quai đeo luôn. Có cái quai đeo như này các bác nhá. Túi da có quai đeo như này, rất xịn sò luôn đấy các bác này. Đấy, có quai đeo rất xịn sò luôn. Con này thì giá chỉ có 130 cành thôi. Hàng đẹp, hàng chất lượng. Hàng này thì của CCCP của Nga nhá. Đấy, bình tông của Nga các bác này. Lên cho em là bình tông nhá. Đó, bình tông. Giá sẽ là 130.000. Đấy, lên cho em là bình tông này. Bình tông của Nga nhá. Bình tông Nga. Giá sẽ là 130k. Đó, 130.000 cho con bình tông Nga như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái hút dung dịch, hút rượu bia nhá. Đấy, các bác chỉ cần cắm vào là mình hút thôi. Có đầu đai đĩa đàng hoàng, bóp như này. Các bác không phải hút bằng mồm, nó mất vệ sinh và không an toàn. Đấy, ống của nó đây. Con này thì giá chỉ có 30k thôi. Lên cho em là hút dung dịch nhá.
giá sẽ là 30k cho một cái bộ hút dung dịch như này. Đó, 30.000 cho một cái bộ hút dung dịch như này, rất vừa vặn, xinh xắn để cho các bác sử dụng luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Đây nha, nó sẽ là sử dụng như này các bác này. Đấy, các bác chỉ cần là cắm vào, mình bóp phát là nó sẽ ra thôi. Nó rất là tiện luôn. Thì các bác không phải dùng, ví dụ như dùng các cái vòi truyền thống thì nó cảm giác nó không có an toàn. Đấy, các bác hút xăng, dầu, rượu, bia, nước, ngọt, rồi nói chung là tất cả các thứ đều được. Đó, nó rất là tiện. Đây, bơm xăng này, rất là ngon luôn. Bơm các cái dòng khác đều ok hết nhá. 30.000 thôi, rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không tránh nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra công ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Bên em thì ship code toàn quốc luôn. Đấy, ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán từ 200 trở lên bên em sẽ bao ship. Đầu tiên thì em lên cho bác cái đuôi lò xo nhá. Đây nó sẽ là một cái con đuôi rất là tiện ích này. Đấy, thôi đừng bỏ được cái này không quay. Rất là tiện ích luôn. Rất tiện ích luôn, thì ở đây nó sẽ là một cái đuôi như này, có cả công tắc đóng ngắt này, về xoáy cho em cái đuôi bóng đèn, đuôi E27, tức là bóng phổ thông, bóng nào cũng vừa hết nhá, đuôi E27 như này. Về nhà các bác chỉ cần xoáy vào cho em là xong. Đó, con này có thể điều chỉnh ngắt nghéo này, cắm ở đây cho em. Lên cho em là đuôi lò xo nhá, giá sẽ là 35k nhá. 35k trong cái đuôi lò xo như này. Rất tiện ích luôn, 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái lọ keo dán giày nhá, keo dán giày. Giá sẽ là 20.000 cho một lọ keo dán giày như này nhá. 20.000 đúng không? 15.000 cho một lọ keo dán giày này nhá. Giá rất rẻ luôn các bạn, 15.000 cho một lọ keo dán giày như này. Đấy, thì các bác có thể dùng để mình dán giày, dán dép, dán các cái sản phẩm đồ nhựa, đồ nhiếc cũng ok hết nhá. Đấy, nó sẽ là dòng keo keo trong và nó là dòng keo, nó gọi là nó khô chậm, cho nên là khi mình dán giày, dán dép rất là ok luôn. Đấy, giày dép bị bong chốc các bác dán cái này cho em. Đấy, giày dép thì thường nó cũng hay bị bong rất là nhiều, thì các bác dán này cho em rất là ok luôn. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp và dung tích của nó là 60ml nhá. Lên cho em là keo dán giày, giá sẽ là 15k cho một típ như này nhá. 15.000 cho một típ keo dán giày như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con súng thư giãn nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con súng như này. Các bác dùng để mình thư giãn massage rồi đa di năng luôn. Ở đây thì sẽ là kèm cho các bác là bốn cái đầu massage. Chất liệu của súng thì bên trong là quận dây đồng hết nhá, và có kèm các bác bốn cái đầu massage này, các bác chỉ cần cắm vào cho em xong này. Khi bật thì mình giữ lìn cho em nhé, giữ lì cho em. Đấy, sau đó thì mình tăng cấp độ đây. Nó sẽ có 6 cấp độ tất cả nhé. 6 cấp độ tất cả các bác này. Đấy, con này thì nó hết pin rồi. Đấy, con nào hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em nhé. Đấy, con này thì hàng vận chuyển về nó để lâu nó hết pin rồi nhá. Đây, một cáp sạc này, 4 đầu massage này. Đó, giá thì chỉ có 170 cành thôi. 170 cành cho một con súng massage như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn nhá, súng thư giãn. Giá sẽ là 170.000. Đây, nó hình khẩu súng như này. Đó, hình khẩu súng như này cho nên bên em gọi nó là súng thư giãn nhá. Súng thư giãn. Giá sẽ là 170k. 170k một con. Hàng này thì rung cực kỳ là mạnh luôn. Đấy, nó rung rất là mạnh thì các bác dùng nó rất là đã. Đó, có kèm cáp sạc các thứ đầy đủ hết cho các bác luôn. Đấy, về nhà mình chỉ việc sử dụng thôi. Con nào hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em này. Đấy, đây. Các bác để cho em lên rung 6 cấp độ luôn. Đấy, các bác này. Rất là mạnh luôn. Thì các bác có thể dùng để bắt xa các cái bó cơ này, bắp tay bắp chân các bác này. Đấy, dùng rất là mạnh luôn nhá. Đấy, các bác thấy không? Đấy, và dây của nó thì quận dây đồng, khi bật thì tắt, khi tắt bật thì giữ lì cho em. Còn con nào các bác nhận mà nó hết pin thì các bác sạc pin vào cho em. Hàng thì em bảo hành lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày, các bác cứ sử dụng cho em trong vòng 10 ngày lỗi em đổi mới cho bác. Đây, motor quấn bằng đồng hết này, động cơ không chổi than nhá, 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái găng tay làm vườn nhá. Nó có màu đen, màu xanh, màu ghi, nó có mấy màu như này. Các bác chuyên dùng để mình làm vườn, cuốc đất, nhặt cỏ, trồng rau rồi đa di năng luôn. Thì bên shop bán theo combo nhá. Các bác mua lẻ thì nó sẽ là 4 đôi là 5 đôi 40.000, còn mua một bịch này là 12 đôi là 70.000 thôi. 12 đôi là 70.000. Hàng thì cực kỳ là ôm luôn, chất liệu của nó là sợi của nó là sợi len và dệt của nó dòng dệt 4D. Dệt 4D, dệt 5D cho nên nó cực kỳ là thoáng khí này. Có cái vần cao su non này, các bác cầm nắm khỏi trơn trượt này. Con này thì các bác dùng đa di năng luôn, có thể dùng để mình làm găng tay đi ngoài trời mùa đông này, cho nó khỏi rét này, khỏi băng giá này, hoặc là dùng trực tiếp để mình làm vườn, cuốc đất, nhặt cỏ, làm thợ cơ khí, rồi nói chung là đa di năng được luôn. Một bịch như này bao gồm là 12 đôi nhá. 12 đôi là 70.000. 70k trên 12 đôi luôn. 70k trên 12 đôi nhá, 12 đôi. Đấy, còn lại là mua 5 đôi thì sẽ là 40k nhá. 40.000 trên 5 đôi. Đó, 5 đôi là 40.000. Đó.
Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con cặp lồng điện nhá. Dung tích của nó là 2 lít. Đấy, thì nó sẽ có 2 tầng và có 4 cái âu như này. Bình thường nếu mà bây giờ các bác mua cho em một cái âu inox này, một cái âu inox sáng đẹp như này đã phải mất đi là vào khoảng là 3 đến 40.000 cho một cái âu inox đẹp như này. Đấy, đẹp như này là phải 3 đến 40.000. Thế mà đây bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 180.000 cho một cái bộ như này, bao gồm là 2 tầng nhá, 2 tầng có 4 khay tất cả này. 4 khay 2 tầng, dây cắm điện các thứ đầy đủ, công tắc tắt bật, dùng để nấu cơm, hấp cơm thì nói chung là đa tính năng được hết luôn. Rất là đẹp các bạn. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng rất chất lượng, giá cực tốt luôn. Cái này nó có quai sách như này, các bác dùng để mình mang đi công tác, đi học, đi làm, đi các nơi đều được nhá. Rất là chắc chắn các bạn, cầm nó rất là chắc chắn luôn. Dung tích của nó là 2 lít và công suất là 200W nhá. Cắm cơm, nấu cơm các thứ đều ok hết này. Đây, đây là cái hình minh họa của nó này. Đấy. Cơm rồi ăn lẩu rồi nói chung là đun nấu canh kiếc đều được hết. Giá thì sẽ là 180.000. Lên cho em là cặp lồng điện nhá, cặp lồng cắm điện trực tiếp luôn, cho nên bên em gọi nó là cặp lồng điện. Giá sẽ là 180k. Đó, bỏ tranh mấy cái món này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác Phương. Về cho bác cái nồi chiên ngập dầu nhá, nồi chiên ngập dầu. Đấy, hàng tráng đá như này. Hàng tráng đá này các bác này. Đấy, ba cái món này. Với lại cả cái hô chân luôn. Nồi chiên ngập dầu như này. Đấy. Một con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 trong cái nồi chiên ngập dầu như này. Con này rất là tiện các bác, chiên nem này, chiên tôm này, nói chung là các cái dòng mà cần phải chiên ngập dầu, khoai tây với điếc chiên ngập dầu thì các bác đổ vào đây cho em. Đấy, đường kính của nó là 20 cm, hàng nội địa của Nhật. Đấy, tráng đá chống dính, đường kính 20 cm. Đấy. Đấy, cái vỏ của nó đây các bác này. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn, đường kính 20 cm nhá. Đấy, lên cho em là chảo ngập dầu, chảo chiên ngập dầu nhá. Chảo chiên ngập dầu, chảo chiên ngập dầu, ngập dầu giá sẽ là 100k thôi. 100.000 cho một em như này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng, giá siêu tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá. Đấy, bộ này bao gồm 5 cái. Đấy, có nắp hết nhá, cái nào cũng có nắp của cái đấy luôn. Đấy, cứ một khay một nắp nhá, một khay một nắp. Con to nhất thì đường kính vào khoảng là 18 đến 20 cm. Đấy, còn con nhỏ nhất thì đường kính vào khoảng là 10 cm. Đấy, thì hàng nguyên đai nguyên kiện như này. Về các bác có thể đựng thực phẩm, đựng thức ăn vào đây rất là ok luôn nhá. Đấy. Thì khay nào nắp đấy, cứ khay nào nắp đấy, nó sẽ có cho các bác là 5 khay. 5 cái khay luôn. Đó, các bác đậy như này. Mình bỏ đồ ăn sống, đồ ăn chín bỏ vào tủ lạnh. Đấy, kích thước của nó thì từ 18 đến 10 cm. 18, 16, 14, 12, 10, 5 cái nhá. Bộ 5 khay inox siêu mỏng này. 5 khay inox siêu mỏng. 5 khay inox siêu mỏng giá sẽ là 50k nhá, 50.000. 50.000 cho 50 khay inox siêu mỏng như này. Tính ra chỉ có 10.000 chiếc thôi. Giá rất tốt cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái củ sạc đa năng. Đấy, đây nó sẽ là một cái củ sạc điện thoại đa chức năng như này. Đấy, bao gồm là dây cắm và một cái củ như này. Nó sẽ có cho các bác là hai chân Type C và hai chân sạc nhanh của USB. Đấy, các bác dùng để mình có thể là sạc đa chức năng. Đấy, sạc cắm sạc cho các loại điện thoại. Dòng này thì công suất là 20W của iPhone 14 Pro Max này. Giá sẽ là 80.000 nhá. Bỏ sang kia mài ba khe. 80k. Lên cho em là củ sạc đa năng. Củ sạc đa năng giá sẽ là 80k nhá, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mài dao. Thì đầu tiên nó sẽ là một con mài đầu bếp này. Hàng này nó sẽ là hàng rẻ. Giá thì chỉ có 40.000 thôi nhưng mà mài cũng rất là ngon luôn. 1 2 3. Đấy, nó sẽ có 3 khe như này, các bác mài từ số 1 đến số 3 cho em. Các bác cứ kéo đi kéo lại như này cho em từ 5 đến 10 lần cho một bên, một lỗ. Đấy là sẽ có 3 cái khe này là các bác kéo đi kéo lại cho em là dao nó sẽ bén thôi. Giá thì sẽ là con mài đầu bếp thì con này lên cho em là mài đầu bếp nhá, mài đầu bếp. Mài đầu bếp, con này chuyên dùng cho đầu bếp mà. Mài đầu bếp giá sẽ là 40k một chiếc, 40.000. Còn bên shop sẽ có cho bác một con mài cao cấp hơn. Thì con này các bác lên cho em là mài ba khe. Đấy, mài ba khe. Đấy, hàng của thương hiệu Katashiwa Made in Japan. Đó, con này thì nó sẽ là hàng cao cấp của Nhật và giá sẽ là 130.000. Lên cho em là mài ba khe đỏ nhá, mài ba khe đỏ. Giá sẽ là 100
130k nhá, 130k. 130.000 cho mấy em mày ba khe đỏ như này. 130.000 Katashiwa made in Japan, cũng có ba cái đường mài như này. Đó. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác một cái con máy mài dao. Máy mài dao đây, thì đây nó sẽ là một con máy mài dao để các bác chuyên để mình mài dao bằng máy, nó rất là tiện. Đấy, cắm điện này cho em, bật công tắc lên. Có cả máy mài nhá, cái viên đá này sẽ xoay và đưa dao vào khe này, còn kéo thì các bác đưa vào cái khe trên này kia. Và đây là mài bằng viên đá. Con này thì giá sẽ là 80.000 thôi. 80.000 cho một con máy mài dao như này. Rất tiện luôn. Đó. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm con máy mài dao này thì sẽ là 80k nhá. Con này dùng bằng máy nên là lên cho là máy mài dao. Cái chai xịt chống hôi chân 35.000 một chai. Đấy, thì nó sẽ là thuộc cái dạng 35.000. 35.000 nhá. Đó thì các bác xịt trực tiếp lên phần chân này, hoặc là giày tất các bác bị hôi thì các bác xịt trực tiếp lên tiên. Đấy, ví dụ như là bàn chân này. Đấy, các bác xịt trực tiếp lên tiên. Giày tất hôi các bác xịt trực tiếp lên tiên. Đấy thì nó sẽ khử khuẩn này. Đấy và đánh tan các cái mùi hôi chân rất là tốt luôn. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp. Lên cho em là xịt hôi chân 35k. Xịt hôi chân giá sẽ là 35.000 các bạn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con lọc rác inox này. Cái loại thông thường khi sử dụng ấy, mọi người phải tắc một vài hạt cơm thì nước chảy rất chậm nhá. Còn cái loại này là bằng lưới này, khi mọi người sử dụng thì có lỗ thoát nước nhiều hơn, không bị chảy chậm và tắc nữa nhá. Mua hàng những ngày mà không chảy màu vàng. Đó, đây nó chính là con này các bạn này. Đấy. Thì con này khi mà các bác dùng ấy nó sẽ không bị tắc. Đấy, nó không bị tắc thì các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15k nhá. 15k cho một con lọc rác inox như này. Đấy. Khi mà các bác dùng con lọc rác truyền thống thì nó hay bị tắc và rác nó sẽ động cặn lại đây. Mọi người lọc rác bồn là bát tiện lợi ạ. Cái loại thông thường khi sử dụng ấy, mọi người phải tắc một vài hạt cơm thì nước chảy rất chậm nhá. Còn cái loại này là bằng lưới này, khi mọi người sử dụng thì có lỗ thoát nước nhiều hơn, không bị chảy chậm và tắc nữa nhá. Mua hàng những ngày mà không chảy màu vàng. Đấy, đây, nước nó chảy rất nhanh, không tắc, không bị động bẩn và lấy ra vệ sinh cũng rất là dễ. 15.000 cho cái lọc rác inox như này. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật các mặt hàng, thì em lại lấy video nhanh để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 cộng thêm cho em thêm 30.000 ship nữa nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái khóa đồng Đức này. Đấy. Hàng made in Germany, hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho các bác nhá. Đấy. Thì nó sẽ là một cái dòng khóa mà có tới hẳn 4 chìa luôn, và chìa của nó là chìa tròn, thì hiện tại thì bên Việt Nam mình cũng chưa làm được cái phôi tròn như này, cho nên là tình trạng mà bị mất trộm, mất cắp là sẽ không xảy ra, tại vì là cái chìa tròn này nó rất là khó làm. Đấy, nó không như những cái phôi chìa dẹt nhá. Đó, chìa tròn này thì nó rất là khó để nhân bản phôi. Đấy, nhân bản phôi thì trộm nó cũng rất là khó lấy. Ngoài ra thì nó sẽ là chống cắt nhá. Chống cắt rất là tốt luôn các bạn này. Đấy, chống cắt rất là tốt luôn. Thì khi mà như kìm này vào là nó đưa vào nó không thể cắt được, không thể ngoàm mà được. Đó, và chống chịu với mưa nắng rất là tốt. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000. Các bác lên cho em đó là khóa đồng Đức nhá. Khóa đồng Đức 150k cho một chiếc như này. Đấy, 150.000 cho một chiếc khóa đồng Đức như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là khóa Đức nhá. Đấy, lên cho em là khóa Đức này. Khóa Đức giá của nó sẽ là 150k nhá. 150k cho cái hộp khóa Đức như này các bạn này. 150.000 các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ kim chỉ nhá. Đấy, bộ kim chỉ. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái hộp kim chỉ như này, giá thì chỉ có 25k thôi. Sẽ bao gồm cho các bác đầy đủ các cái chi tiết này, bao gồm này kim này, đấy, rồi kim băng này, rồi một hộp chỉ này và rất là nhiều các cái chi tiết đi kèm luôn. Đấy, có kéo này, rồi có xỏ chỉ này, rồi có đê để cho các bác đeo chống bị đâm kim vào tay này, và rất là nhiều chi tiết đi kèm nữa nhá. Đó, cúc kiếc đàng hoàng đầy đủ cho bác luôn, combo một bộ như này. Lên mã giúp cho em đó là hộp kim chỉ nhá. Hộp kim chỉ giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 cho một hộp kim chỉ như này. Lên cho em là hộp kim chỉ này, hộp kim chỉ giá của nó sẽ là 25k nhá. 25k cho một hộp kim chỉ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thìa của Đức nhá. Đấy, thìa của Đức đây. Một hộp này của nó thì bao gồm 5 chiếc, hàng cực kỳ dày dẫn này. Đấy, inox 304, dày dẫn sáng bóng và rất là đẹp luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Các bác lên mã giúp cho em là thìa Đức nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là
60.000. Đấy, 60.000 cho một hộp tỉa Đức như này. Đấy, 60.000 cho hộp tỉa Đức này bao gồm 5 chiếc này. 1 2 3 4 5. 5 chiếc. Vừa vặn các bác dùng để ăn cơm ăn cháo rất là ok. Đó, lên mã giúp cho em đó là thìa Đức nhá. Đấy, thìa Đức giá của nó sẽ là 60k. 60k trên một hộp bao gồm 5 chiếc nhá. 60.000 trên một hộp bao gồm 5 chiếc cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là chổi cọ bàn ghế nhá. Đây đây nó sẽ là một cái đầu cước như này. Đấy, và rất là dài thì các bác có thể dùng để mình đưa vào mình kỳ cọ bàn ghế rồi các cái chi tiết khác đều là ok hết nhá. Đấy, lên cho em là chổi cọ bàn ghế, giá thì sẽ là chổi cọ bàn ghế này. Đấy, chổi cọ bàn ghế nhá. Chổi cọ bàn ghế. Chổi cọ bàn ghế này. Bàn ghế giá thì chỉ có cho các bác là 35k thôi. 35k trong chiếc chổi cọ bàn ghế như này. Hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Nó dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, các cái chi tiết của nó rất là sắc nét và đẹp luôn. Đó, kỳ cọ bàn ghế như này nhá. Lên cho em là chổi cọ bàn ghế, giá sẽ là 35k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái cam mô hình nhá. Lên cho em là cam mô hình. Đấy, đây nó sẽ là một con camera. Đó, cam mô hình như này, và con này của nó thì thuộc là dòng cảm biến nhá. Đấy, thì ban đêm là nó sẽ lên và ban ngày nó sẽ tự tắt này. Đấy đây các bạn này. Đấy, em chỉ cần che cái mặt cảm biến này đi là nó sẽ lên này, các bác thấy không? Đó, đây. Đấy, các bác thấy không? Rất là tiện luôn nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho một con cam mô hình như này. Đấy, con này sẽ có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu này. Đó, và nó là dòng cảm biến các bác nhá. Đấy, dòng cảm biến. Thì ban đêm thì nó sẽ sáng này. Đấy, các bác thấy không? Đó. Ban đêm thì nó sẽ sáng. Đây, nó cảm biến như này. Đó, thì ban đêm thì nó sẽ sự sáng và nó là cảm biến chuyển động nhá. Có người đi qua thì nó sẽ sáng và người đi thoát đi thì nó lại tắt các bác nhá. Đó. Thì rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho con cam mô hình như này. Đấy. Lên cho em là cam mô hình nhá. Cam mô hình này. Cam mô hình giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho một con cam mô hình như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đuôi lò xo nhá. Đây nó sẽ là một con đuôi lò xo như này các bác này. 35.000 trong cái đuôi lò xo như này. Ngoài ra thì bên shop có bán kèm cả cái bóng 3 màu đây. Các bác lên cho em là bóng 3 màu. Đấy, bóng 3 màu thì các bác xoáy vào đây cho em. Đấy. Nguyên cái đuôi này là sẽ là 35.000 nhá. Đấy, đuôi này sẽ là 35.000 chiếc này. Đuôi này là 35.000 chiếc này. Con bóng 3 màu này thì sẽ là 30.000 nhá. Đấy, các bác có thể cắm trực tiếp vào đây cho em này. Đấy. Cắm trực tiếp đây cho em, bật lên này. Đấy. Thì con này nó sẽ có cho các bác là 3 màu. Đấy, các bác cứ điều chỉnh công tắc như này hoặc là cắm ra rút vào thì nó sẽ tự đảo màu cho các bác. Con này thì rất là sáng, các bác có thể dùng để đọc sách này. Đấy, hoặc làm các công các việc đều ok hết nhá. Công suất của nó là 12W nhá, 12W, rất là sáng luôn. Đấy, chỉ có 12W nhưng mà nó lại rất là sáng thôi nhá. Đó. Giá thì sẽ là 30.000 cho một quả bóng 3 màu như này nhá. Đấy, lên cho em là bóng 3 màu, giá của nó sẽ là 30.000 một quả nhá. 30.000. 30k cho một quả bóng 3 màu như này. Đấy, bóng 3 màu giá sẽ là 30k nhá. Còn cái đuôi lò xo này thì sẽ là 35.000. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có bán cho các bác cái ổ điện xanh này. Đấy, con này có công tắc đóng ngắt này, có 3 chân USB này, 6 ổ cắm này, có công tắc đóng ngắt và có đèn báo nhá. Đấy, công tắc đóng ngắt đàng hoàng, có đèn báo. Đấy, tắt đi này. Đấy, bật lên này. Đấy, có đèn báo đỏ như này. Dây dài khoảng 1m, giá thì sẽ là 55k. Lên mã giúp cho em đó là ổ xanh nhá. Ổ xanh 55k cho một cái ổ xanh như này. Đó, 55k trong chiếc ổ xanh như này nhá. Con này thì rất là tiện dụng luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dòng nước hoa nhá. Nước hoa thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu. Một là mẫu Chanel và hai là mẫu Gucci. Dòng này thì đều bán đồng giá là 130.000 nhá. 130.000 cho một lọ như này. Đấy, 130k cho một lọ như này nhá. Đấy. Thì con Coco Chanel này thì hàng sản xuất ở Pháp các bác này. Đây, Made in Fancy nhá. Made in Fancy, hàng của Pháp nhá. Đó. Hàng này thì bên em ôm lô thanh lý siêu thị cho nên là cái giá nó rất tốt cho các bác luôn nhá. Giá gần như là giá thanh lý thôi. Đấy, chứ còn hàng này nếu mà nguyên bản của nó thì nó rất là đắt nhá. Đấy, rất là đắt luôn, nhưng mà bên em ôm lô thanh lý cho các bác giá rất là tốt luôn. Đây, Made in Fancy này, hàng nguyên đai nguyên kiện như này nhá, full box cho các bác luôn. 130.000. Đấy, còn con Gucci này thì nó sẽ là hàng của Anh nhá. Đây, hàng của Anh này. Đấy, Made in UK này. Đó, nó sẽ là hàng của Anh như này. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu nước hoa như này. Thì một là Chanel, hai là Coco. Giá hai là Gucci nhá. Đấy. Đây thì các bác lên cho em nước hoa Chanel này hoặc là nước hoa Gucci này, đều là 130k cho một lọ như này nhá. 130k cho một lọ nước hoa như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thước rút tự hãm nhá. Đây, thước rút tự hãm này. Đấy, thì nó sẽ có dòng 5m và 7m rưỡi.
các bác muốn lấy loại nào thì lấy loại 5 mét thì lấy, mà lấy loại 7 mét rưỡi thì lấy. Đấy, rút ra nó tự hãm, còn khi các bác nhả vào thì nó sẽ như này. Đấy, nhả từ từ này nó sẽ vào, các bác nhả hết này cũng được. Đấy, con 7 mét rưỡi thì giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k cho con 7 mét rưỡi như này. Đấy, còn con 5 mét thì giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k cho một con 5 mét như này, 40.000 các bác nhá. Đấy, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm, đó là cái dao dọc giấy nhá. Dao dọc giấy đây. Đấy, nếu các bác mua combo từ 3 con trở lên thì sẽ là 30.000, tức là 10.000 một con. Còn mua lẻ thì sẽ là 15.000 một chiếc này nhá. 15.000 trong chiếc dao dọc giấy như này. Rất là tiện ích luôn. Các bác dùng để mình dọc giấy này hoặc làm thợ làm nghề đều ok hết nhá. Đó, giá thì rất là hấp dẫn cho các bác luôn. Lên mã cho em là dao dọc giấy, mua lẻ sẽ là 15.000, mua từ 3 con trở lên thì giá sẽ là 10.000 cho một con. Đó, tiếp theo thì là keo dán giày nhá. Con này chuyên dùng để dán giày. 15.000 cho một típ keo dán giày như này các bác này. Đấy, đây nó sẽ là thuộc dạng keo tan chậm như này. Đấy, keo khô chậm thì các bác dùng để chuyên để dán giày rất là ok. Đấy, chứ không như cái dòng keo 502, khi mà các bác dán vào thì nó khô nhanh, thì nó giòn và nó rất dễ bị bong, nhưng mà cái này dán cực kỳ tốt luôn. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái băng keo điện này. Đấy. Hàng đều là hàng nội địa của Nhật hết nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây. Đấy, đây các bác nhá. Hàng made in Japan hết này. Đó. Đây, made in Japan nhá. Hàng nội địa của Nhật các bác này. Đây, made in Japan. Đó, các bác thấy chưa? Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 10.000 cho một quận nhá. Hàng thì siêu dai này, siêu dai siêu dính luôn. Đó, siêu dai siêu dính luôn, rất là dai này. Siêu dai siêu dính, siêu mỏng và lõi của nó gần như là không có luôn, gần như không có lõi luôn. Đây các bác này. Đấy. Mỗi quận băng dính to như này mà gần như không có lõi luôn. Đây, hàng made in Japan nhá. Con này thì bên shop sẽ bán theo cân, 80.000 một cân nhá. Đấy. Mua cân thì sẽ là 80k này. 80k trên 1 kg nhá. Đấy, còn nửa cân thì sẽ là 40.000, còn mua quận thì bên shop sẽ bán cho các bác là 10.000 quận nhá. 10.000 cho một quận như này. Đó, một quận này sẽ là 10.000 một quận này. Đấy, 10.000 cho một quận như này thì tùy theo các bác nhá, tùy theo các bác. Đó, các bác có thể mua quận cũng được, mua cân cũng được, hoặc là mua nửa cân tùy theo. Đấy, mua quận thì sẽ là 10k cho một quận như này. Rồi ok. Hello các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật các mã hàng. Thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh bị trúng đơn, nhận hàng kiểm tra có ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái thước rút các bác nhá. Thước này thì bên em lên nó là thước móc khóa, nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu trắng và màu vàng như này. Đấy, màu trắng bạc và màu vàng gold như này nhá, hai màu rất là đẹp luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật. Chiều dài của nó là 2m và chiều ngang của nó sẽ là 6mm, tức là nó vào hơn 5mm một tí các bác. Đấy. Và con này thì rất là đẹp, nó có thể quấn tròn như này. Thì các bác có thể mua về để mình sử dụng làm thợ làm nghề làm vặt, khi mà mình cần phải đo nhanh, các bác đeo bằng móc khóa này luôn. Sau đó thì mình thẩm định, mình đo lấy kích cỡ, nó rất là tiện nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. Lên cho em là thước móc khóa nhá. Thước móc khóa, giá của nó sẽ là 50k một chiếc móc, thước móc khóa như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái tô vít V10 nhá. V10. Con V10 này là bao nhiêu? Giá sẽ là 130.000 con V10 như này nhá. 2 này, 4 này, 6, 8, 10 đầu tô vít như này nhá. Ở đây nó sẽ có cho các bác là 10 đầu tô vít to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ, các bác chỉ cần sập vào là mình sử dụng thôi. Đó, sau đó thì mình xoáy này cho em này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Con này thì có xoáy nhanh, có đảo chiều và có xoay 180 độ được luôn nhá. Xoay 180 độ, các bác dùng nó rất là tiện luôn. Đó. Và dùng thì ưu điểm của con này thì nó sẽ có cho các bác là tới 10 đầu vít như này nhá. Rất tiện luôn. Đó. Thì các bác sử dụng nó rất là thích. Đấy. Giá sẽ là 130k. Lên cho em là V10 nhá. Giá sẽ là 130.000. Đó, các bác lên cho em là V10 này. V10 130k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bộ chốt cửa tự động nhá. Đây nó sẽ là dòng chốt cửa. Các bác dùng cho cửa nhà, cửa nhỏ này, cửa tủ này, cửa chuồng trâu, chuồng chó, chuồng mèo các thứ, các cái cửa nhỏ các bác chỉ cần lắp vào, sau đó thì mình đẩy vào nó sẽ sập nhá. Và khi các bác mở ra thì chỉ cần đẩy này nó sẽ ra luôn. Giá sẽ là 40.000. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Đấy, nó rất là đơn giản, về nhà các bác bắt vít vào cho em, sau đó thì mình sập vào thôi. Đấy, cửa chuồng trâu, chuồng bó, chuồng chó, chuồng gà. Đấy, đây các bác này. Cửa tủ, các cái cánh cửa tủ các thứ rất là tiện này. Đấy, chỉ cần sập vào là nó tự đẩy vào nhá. Khi mở ra thì mình kéo tay ra cho em. Còn khi đóng vào thì mình chỉ cần sập vào là nó tự nó sập lấy. Đấy, nó có cái hệ thống lò xo rất là tiện. Giá sẽ là 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn học chống cận nhá. Đây nó sẽ là một con đèn học chống cận siêu tiện ích luôn. Và dòng sử dụng bằng pin, công suất của nó sẽ là
Con này công suất của nó là 10W này. 10W sử dụng từ 2W đến 10W và sử dụng là dây sạc nhá. Đấy đây, sẽ rất là tiện ích như này nhá. Đấy, các bác về chỉ cần bật này cho em là nó sẽ sáng này. Đây, rất sáng luôn nhá. 10W nhưng mà rất là sáng này. Đấy. Nó có sáng trắng, sáng vàng, sáng trung tính. Đấy, rất là tiện luôn. Đó. Và con này thì các bác có thể xoay như này. Đấy, gập lên gập xuống nó rất là tiện ích luôn. Mình dùng để làm đèn đọc sách này hoặc là sử dụng đa chức năng luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác một hộp bút ở đây. Đấy, có một cái hộp bút ở đây các bác nhá. Đấy, các bác chỉ cần đẩy xuống như này thôi. Lắp cho hộp bút này vào rất là tiện luôn. Lên cho em là đèn học chống cận nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 100k cho một em đèn học chống cận như này. Đấy. Lên cho em là đèn học chống cận, giá của nó sẽ là 100 cành các bác. Đấy, 100k cho em đèn học chống cận như này nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Đèn học chống cận này. Đèn học chống cận giá sẽ là 100k một em, 100.000 em như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái viên thả bồn cầu nhá. Đây nó sẽ là một cái dòng viên thả bồn cầu như này. Ở đây thì một hộp này của nó thì sẽ bao gồm là một túi này là 10 viên. Thì các bác dùng các bác thả trực tiếp vào cái bồn cầu nhà mình thôi. Nó rất là tiện luôn. Đó. Mùi thì của nó khá là thơm luôn. Thì các bác thả vào cái bồn cầu thì nó sẽ ra cái nước màu xanh. Đấy thì con này nó rất là nhiều công dụng nhá. Đấy, thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Thứ hai là thơm này. Đấy, và thứ ba là diệt khuẩn nhá. Diệt khuẩn. Giá sẽ là 15k trên một túi. Lên trên là túi thả bồn cầu. Giá sẽ là 15.000 cho một túi thả bồn cầu như này, 15k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tăng đơ 9D nhá, tăng đơ 9D. Con này thì giá siêu tốt luôn. Giá chỉ có 95.000 thôi. Hàng này thì nó rất xuất đi khá là nhiều nước luôn này. Anh, Pháp, Mỹ, Ả Rập rồi châu Âu các bác nhá. Đó. Và giá sẽ là 95.000 và dòng này nó sẽ là một cái dòng siêu đa di năng luôn, siêu đa di năng luôn nhá. Đấy. Ở đây thì combo của nó sẽ có cho các bác là một thân máy như này này. Một thân máy này, đấy, một cái chổi vệ sinh này. Đấy, và một cáp sạc này. Đây. Đấy và đây là cái đầu để cạo râu này. Đấy, cạo râu này các bác này. Đấy, cạo rất là khỏe luôn các bác này. Đấy. Râu đứt xèn xoẹt luôn các bác thấy không? Đây. Đấy. Râu đứt xèn xoẹt luôn các bác. Cạo thì rất là thích luôn, râu đứt xèn xoẹt luôn đây này. Đấy, em mở ra này. Râu đứt đầy trong này các bác này. Đó. Hệ thống lưỡi kép nhá, mỗi cái này là 1 2 6 lưỡi. Mỗi cái này là 6 lưỡi rất tiện luôn. Đó. Thì các bác có thể dùng để mình cạo râu này rồi nó có rất là nhiều chức năng luôn. Đấy. Đây, thì nó sẽ có cho các bác là rất là nhiều chức năng nhá, rất nhiều chức năng trong một cái con máy cạo râu như này luôn. Đấy, ở đây nó sẽ có đầu này thì nó sẽ là ba đầu cho các bác luôn. Tỉa lông mũi này rồi là cắt tóc này, chấn viêm này rồi massage thứ nhá. Đấy, rất là ok cho các bác luôn. Chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật các cái mã hàng thì em lên video nhanh để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Nay thì bên shop có một cái bếp từ Philips nhá. Nó con này thì nó bị vẫn đun nấu bình thường nhưng mà nó bị bọp mất cái đít này. Đấy, tức là con này nó bị bọp mất cái đít này rồi. Đấy, con này thì nó do nó vận chuyển nó bị bọp mất cái đít này thì về nhà các bác có thể mình chế cháo hoặc là mình làm thế nào đấy cho nó phù hợp để mình sử dụng nhá. Đấy, còn là bếp thì em vẫn bao cho các bác là bếp vẫn lên, vẫn đun nấu bình thường. Và có kèm cho các bác một cái nồi thì cái nồi nó cũng bị bọp đít luôn. Nói chung là nó do nó vận chuyển, hàng nó vận chuyển nó bị bọp thì con này bên em sẽ bán thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, giá rất là tốt luôn. Về nhà thì các bác có thể là tháo ra để mình kiểm tra. Đấy. Thì con này cũng không biết là còn sống hay không nữa. Đấy, nói chung là thôi em cũng chả biết là sống hay chết tại vì bây giờ mà em cắm điện rồi nhỡ nó có chập cháy thì nó rất là nguy hiểm. Cho nên là em bán thanh lý. Về nhà các bác cảm thấy ok thì mình có thể mình tự sửa chữa. Đấy. Đây thì em thử cắm điện thử luôn xem nó như nào. Con này thì cắm điện vẫn lên, vẫn sống, nói chung là vẫn đun, vẫn hoạt động bình thường. Đấy thì nó bị vỡ đây, nó vỡ, nó sộc sạch mất cái mên miếc bên trong thì về nhà các bác có thể tháo ra để mình sửa. Và em bán một nửa tiền thôi. Con này đang bán bao nhiêu? 480.000, hôm nay thanh lý nốt cho các bác với giá là 220.000 nhá, 220k. Và con này thì bên em không bao ship nhá. Không bao ship, em bao cho các bác là vẫn sống nhá.
vẫn sống 220.000, yêu cầu các bác chuyển khoản hết nhá. Chuyển khoản hết 220.000, còn lại tiền ship thì 30.000 nữa các bác tự thanh toán. Hoặc là nếu bên em thu ship lên thì nó sẽ là thành 250. Đó, mã sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái gọi là cái thuốc chuyên chuyên diệt dán nhá. Đấy, hộp thuốc dán. Một hộp này của nó thì 12 viên và nó sẽ là dạng viên thuốc sinh học như này. Thì các bác có thể dùng để mình gọi là rất là đa di năng luôn. Các bác có thể để khu vực là phòng ngủ này, phòng tắm này, rồi phòng bếp, phòng biếc, nói chung là chỗ nào mà các bác thấy có nhiều dán thì các bác để vào cho em, tủ quần áo các thứ. Đấy, các bác để vào cho em và nó sẽ là một dạng viên như này, về nhà các bác tháo ra từng viên một cho em. Đấy. Con này thì nó sẽ là hàng cực kỳ là nhạy luôn. Chuyên diệt dán nhá, chuyên diệt dán. Thị phần bán của nó thì nó là số 1 của thằng Nhật Bản rồi. Thị phần bán của nó là số 1 Nhật Bản rồi. Hàng made in Japan luôn. Đấy, thị phần nó số 1 Nhật Bản luôn nhá. Đấy, nó sẽ trị là dán mẹ này, dán con này, tổ này, rồi nói chung là đa di năng luôn. Lên cho em là thuốc dán nhá. Đấy, thuốc dán. Hộp thuốc dán này. Đấy, lên cho em là hộp thuốc dán nhá. Hộp thuốc dán, giá của nó sẽ là 50k trên một hộp như này, bao gồm là 12 viên. Đó, 50k trên hộp 12 viên. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy đuổi đuổi muỗi nhá. Đấy, máy đuổi muỗi. Con này thì nó là, các bác lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi. Chức năng của nó thì vừa làm đèn ngủ, vừa là chức năng là để đuổi muỗi luôn. Đó, vừa làm đèn ngủ, vừa là để đuổi muỗi luôn. Thì nó rất là tiện. Đấy, thì các bác vừa sử dụng làm đèn ngủ, vừa làm đèn đuổi muỗi rất là tiện luôn nhá. Đây là giải pháp hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có 2 chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời mà không phải lo lắng. Đừng để muỗi làm phiền giấc ngủ của bạn, hãy đặt mua đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh ngay hôm nay. Đó, giá thì chỉ có 45k thôi nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn ngủ đuổi muỗi, giá sẽ là 45.000. 45k cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái máy đọc thẻ nhá. Giá sẽ là 90.000. Ở đây thì con này các bác chuyên dùng cho các em nó sử dụng để mình tránh xa điện thoại máy tính bảng, nhưng mà nó vẫn là một cái dòng trò chơi công nghệ, vừa học vừa chơi, chơi mà học mà chơi. Đó, thì nó rất đơn giản thôi. Ở đây thì nó sẽ là 112 cái thẻ với các chủ đề khác nhau. Bật nguồn ở đây lên cho em này. Đấy. Sau đó thì mình chỉ cần nhét thẻ vào này. Mẹ. Mother. Đấy, có cả tiếng Anh cả tiếng Việt luôn nhá. Bố. Father. Đó, cả tiếng Anh cả tiếng Việt luôn, rất là tiện này. Màu cam. Orange. Đó, rất là ngon lành nhá. Thì con máy đọc thẻ này thì một bộ của nó sẽ là 90.000 cho một cái bộ máy đọc thẻ như này. Lên mã giúp cho em đó là máy đọc thẻ nhá, 90k. Đấy, có cả song ngữ tiếng Anh tiếng Việt luôn và rất là nhiều chủ đề. Tới 224 các cái hình ảnh nội dung khác nhau để cho các em nó sáng tạo và lựa chọn nhá. Đây, chủ đề là đồ ăn này, giao thông, động vật, hoa quả này. Đấy, tổng 12 chủ đề khác nhau luôn. Lên cho em là máy đọc thẻ nhá. Máy đọc thẻ, giá sẽ là 90k. 90k cho con máy đọc thẻ như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ rổ vuông này. Thì cái này bên em bán là nhiều rồi, em lên nhanh thôi. Bộ của nó thì sẽ là 90.000 một bộ, sẽ bao gồm cho bác là 3 đôi. 3 đôi như này nhá, 3 đôi. Thì cái bộ to nhất này thì đường kính của nó vào khoảng là 35 cm. Lên cho em là rổ vuông nhá, rổ vuông. Giá sẽ là 90k. Hàng của Việt Nhật này. Đấy, rổ vuông hai lớp, hàng Việt Nhật. Thì nó sẽ có cho các bác là một chậu một rổ, cứ combo một chậu một rổ này nhá. Một chậu một rổ này, tiếp theo một chậu một rổ này. Tiếp theo một chậu một rổ này. Để test cái độ chất lượng cho bác xem nhá. Đây, chất lượng của nhựa thì khỏi phải bàn rồi các bác này. Đấy. Chất lượng nhựa khỏi phải bàn rồi. Về để các bác dùng để mình đựng rau, rửa rau, rồi nói chung là đa di năng luôn. Hàng nhựa xịn cao cấp cho bác luôn, 90.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ chổi này, bộ chổi tự vắt nhá. Đấy, thì về nhà nó sẽ có 3 cái khớp như này, các bác chỉ cần xoáy vào cho em là xong. Và công năng của con này thì nó sẽ là tính năng tự vắt này. Các bác kéo này là nó sẽ tự vắt này, tự xoắn vào nó sẽ tự vắt như này. Đấy, tự vắt như này rất là tiện đấy các bác theo. Đây, xoắn kéo vào này nó vắt kiệt vào luôn. Đấy, thì ưu điểm của con này nó thể xoay 360 độ này, và khi các bác nối vào, nối cán vào thì nó dài khoảng là tầm 1m3, 1m2 đến 1m3, thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đấy, xoay 360 độ và tự vắt luôn, các bác chỉ cần kéo là tự vắt. Khi mà các bác vắt đi là mình cho xà bông, cho xà phòng và cho nước vào, nó dễ vắt hơn nhiều so với cái việc là các bác vắt thủ công như này nhá. Vắt tay không như này thì nó sẽ hơi khó vắt một chút. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là chổi tam giác nhá. Chổi tam giác, giá sẽ là chổi tam giác, giá sẽ là 100k nhá. 100k cho cái chổi tam giác như này. Tiếp theo thì sẽ là một cái bộ quần áo mưa.
hàng của thương hiệu Tú Phong, hàng Việt Nam chất lượng cao, 3 cái huy chương luôn, hàng VIP 1 nhá. Và kích thước của nó là dòng cỡ lớn, cỡ đại đấy. Đây, một bộ nha. Cả quần cả áo luôn, đúng như trên hình người ta mặc nhá. Đó, hàng thì chất liệu của nó sẽ là bằng vải phủ ni lông, cho nên các bác dùng nó rất là bền đẹp. Và bây giờ là đang mùa mưa mùa rét này thì các bác nên mua một bộ như này. Đấy, combo của nó thì nó sẽ là cả quần cả áo cho anh em và các bác luôn nhá. Cả quần cả áo như này. Đấy, cả quần cả áo cho các bác luôn. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là hàng hai lớp nhá, hàng hai lớp nhá, vải và có phủ phủ ni lông, cho nên là dùng nó rất là ấm áp và rất là dai, chứ không bị dạng như là bị mục hoặc là bị ngấm đâu. Đấy, dùng cực kỳ là tiện ích và an toàn luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ quần áo mưa đẹp như này, giá sẽ là 195.000. Con này bây giờ anh em các bác ra cửa hàng mua thì nó tầm khoảng 250-300 nhé, 250-300. Có chỗ thì nó bán cho các bác 250, có bộ chỗ thì nó bán cho các bác là 300. Và bên shop bán cho bác giá chỉ có 195k thôi. Lên theo là bộ quần áo mưa nhé, 195.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con át đảo chiều nhé. Át đảo chiều, con này thì nó sẽ là 63A, hàng nội địa của Nhật. Con này thì chuyên dùng để đảo chiều. Ví dụ như nhà các bác có hai công tơ này, hai công tơ, hai máy, hai công tơ hoặc là một công tơ, một máy phát điện, thì các bác cũng dùng con này cho em rất là ok luôn. Cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 nhá. 110k cho một con át đảo chiều như này, 110.000. Con này thì các bác dùng nó rất là tiện luôn. Đấy, rất là tiện. Đó, và các bác dùng nó cũng rất là hợp lý thôi. Giá chỉ có 110.000 cho con át đảo chiều này thôi. Thì chuyên dùng cho hai công tơ hoặc là một máy phát một công tơ, thì các bác chỉ cần đảo lên như này, nổ máy phát lên và đảo lên cho em xong. Hoặc là không thích thì dùng nửa tháng lại đảo sang cái công tơ 1, dùng nửa tháng lại đảo sang công tơ 2 để hai công tơ đều cấp điện nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ dao nhá. Bộ dao thì nó sẽ là đây. Đấy, đầu tiên thì nó sẽ là một con dao chặt như này nhá, một con dao chặt như này. Đấy, hàng của thương hiệu Seki Japan, Made in Japan. Cân nặng của nó thì vào khoảng là từ 5 đến 7 lạng, từ 5 đến 7 lạng nhá. Giá con này thì sẽ là 180.000, cầm cho anh con dao thái gỗ này. Lên cho em là chặt gỗ nhá. Đấy, lên cho em là chặt gỗ. Giá của nó sẽ là 180k nhá. 180.000 cho con dao chặt gỗ như này. Hàng thương hiệu Seki Japan, Made in Japan con này, hàng cực chất lượng cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác con dao gọt gỗ nhá. Con này thì các bác lên cho em là dao gọt gỗ. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho con dao gọt gỗ như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng siêu bén cho các bác rồi. Đấy, siêu bén các bác nhá. Đây, để em thử test cắt cái dây bóng này xem nhá. Đấy, đây. Cắt dây bóng còn đứt như này là các bác biết chất lượng của dao này các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Khủng khiếp chưa? Đó, đây các bác này. Đấy. Dây bóng là rất là khó đứt mà còn cắt đứt được như này là các bác biết rồi nhá. Đấy, dây bóng thường nó rất là dai luôn. Đó. Thì con này sẽ là 40.000. Các bác lên cho em là dao gọt gỗ nhá. Đấy, lên cho em là gọt gỗ này. Gọt gỗ. Giá sẽ là gọt gỗ, giá sẽ là 40k. Đó, thì em có hai mẫu như vậy, các bác muốn lấy con nào lấy con dao chặt và con dao gọt thì lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái nồi lẩu mini nhá, nồi lẩu mini. Đó, nồi lẩu mini thì ở đây nó sẽ là một cái nồi lẩu như này, 150.000. Ở đây nó sẽ có sẵn cho bác là cáp cắm điện luôn. Đấy, một cái quai cầm như này và điều chỉnh số 1, số 2, rất đơn giản vậy thôi. Sử dụng điện 220V công suất của nó đây. Đấy. 600W điện 220V và dung tích của con này thì nó vào khoảng là vào khoảng tầm 1 lít gì đấy các bác nhá. Tầm 1 lít thì đấy. Đó, nó tầm tầm đấy. Thì các bác dùng để hấp này, rồi ăn lẩu con niếc này hoặc là nấu mì tôm thì quá là tuyệt vời ông mặt trời luôn. Anh em nào mà chế độ độc thân lâu năm thì cứ làm con này về, thả gói mì vào đây thế là xong. Rất đơn giản. Giá thì chỉ 150.000 thôi. Các bác lên cho em là lẩu mini nhá, lẩu mini. Lẩu mini giá sẽ là 150k cho một cái nồi lẩu mini như này. Đấy, con này thì không biết là cái dung tích của nó bao nhiêu nhưng mà chắc chắn là nó vào khoảng trên 1 lít các bạn. Đấy. Nó vào khoảng trên 1 lít gì đấy các bác nhá. Đó, rồi ok. Hello các bác nhá, em lên một số các cái mã đồ thuốc của bên em. Đấy, những cái mã này thì bên em bán rất là nhiều rồi và khách cũng dùng rất là nhiều, rất là ok. Để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Hãy lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đầu tiên thì em lên cho bác đó là cái thuốc trị đau xương khớp nhé. Thuốc đau xương khớp này, con này thì sẽ là 40.000 cho một tiếp như này. Hàng này chuyên trị đau xương khớp nhé. Được chiết xuất từ bọ cạp này, rồi cao hổ này. Các bác dùng thì con này nó rất là đa di năng luôn. Chuyên trị đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh. Đó, và nó là thuộc cái dạng kem trắng nhé. Các bác bôi thì nó khá là nóng luôn và nó chuyên trị đau xương khớp rất là tốt. Còn đau xương khớp này thì nó rất là tiện ích các bác sử dụng. Giá rất là ok cho bác luôn, 40k cho một cái tip trị đau xương khớp như này. Tiếp theo thì
Bên shop về cho bác cái thuốc bôi trĩ nhá. Cái này thì các bác dùng đa di năng luôn cho em. Đó, trĩ nội trĩ ngoại rồi các bác bị co bối trĩ rồi xa bối trĩ các thứ là dùng được hết nhá. Đó, chuyên trị các cái dòng về trĩ, hàng y học cổ truyền rất là tốt cho bác luôn, hàng của thương hiệu Ditami các bác này. Đấy. Con này thì sẽ là 30.000 cho một cái típ thuốc trĩ như này. 30.000 cho một típ thuốc trĩ như này nhá. Đấy, thuốc trĩ này thì bôi khá là hiệu quả luôn. Tiếp theo thì em bên cho bác cái thuốc trị long ben hắc lào nhá. Bác nào chuyên bị long ben hắc lào nấm ngứa. Đấy, vẩy nến acid thì các bác bơi hết vào đây cho em. Con này sử dụng cũng rất là hiệu quả luôn, nó cũng là thuộc dạng típ kembo như này. Đây các bác này. Đấy. Hàng đều là hàng gia truyền cực kỳ là lâu đời luôn các bác nhá. Đấy, em bán thì có những bác là mua cả chục típ, 20 típ với cái thuốc long ben hắc lào này luôn. Đấy. Thì con này dùng cũng rất là hiệu quả luôn nhá. Đấy, lên cho em là thuốc trĩ các bác nhá. Đấy. Thuốc trĩ. Giá thì xin lỗi các bác là hắc lào long ben nhá. Giá sẽ là 25.000. Đấy, chuyên trị hắc lào long ben nấm ngứa vẩy nến các thứ acid các bác bôi khỏi hết cho em các cái bệnh ngoài da nhá. Đây, giá này sẽ là 25.000 cho một cái thuốc hắc lào long ben như này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái lọ dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40.000 cho một lọ như này. Đấy, dung tích của nó sẽ là 100 ml. Các bác chuyên dùng cho em. Con này thì các bác bị đau mỏi vai gáy này. Đấy, cổ tay, cổ chân và vai gáy đốt sống thì các bác dùng con này cho em. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc, made in Korea. Đấy, con này thì dùng rất là tiện luôn. Hàng của Hàn Quốc, dung tích của nó là 100 ml các bác nhá. Đó, hàng nội địa của Hàn Quốc. Con này thì dùng rất là tiện và an toàn. Bác nào chuyên bị đau xương khớp, đau mỏi cổ, đốt sống lưng và vai gáy này. Đấy, khớp gối này, khớp vai này, khuỷu tay này, rồi đốt sống cổ này, đốt sống lưng này, dùng rất là tiện cho em. Hàng nội địa của Hàn Quốc nhá. Đấy, lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc. Đấy, con này chuyên trị cho các bác rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 40.000 cho một típ một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Các bác có thể dùng để mình bôi trực tiếp rất là tốt luôn, hoặc là mùa đông như này thì các bác dùng để mình xoa lên bàn chân trước khi đi ngủ để nó làm nóng bàn chân cũng rất là tốt luôn nhá. Giá sẽ là 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái miếng dán ngải cứu nhá. Giá sẽ là 25.000 cho một hộp như này. Đây, nó sẽ là dòng miếng dán và nó sẽ là dòng miếng dán cao nóng như này. Thì các bác bóc ra sau đó thì mình dán trực tiếp lên các cái phần bắp tay, bắp chân rồi cổ, vai gáy, đặc biệt là cổ nhá. Các bác bị đau nhức cổ thì các bác dán lên cho em. Đây. Đấy, nó chuyên dán lên cổ các bác này. Đấy, chuyên trị để dán lên cổ, vai gáy, đặc biệt là cổ các bác bị đau đốt sống lưng, đốt sống cổ, dán con này cho em rất hiệu quả luôn. Hàng nóng cực kỳ là nóng luôn, nóng siêu dai luôn các bác nhá. Đấy, các bác dùng nó rất là nhạy và được chiết xuất từ ngải cứu và các loại thuốc của Nhật rất là tốt luôn. Giá sẽ là 25.000 nhá. Lên cho em là dán ngải cứu sẽ là 25.000 cho một típ như này, bao gồm là 12 miếng nhá, 12 miếng. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái miếng dán thải độc chân nhá. Các bác lên cho em là dán thải độc chân. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 50 miếng. Thì nếu các bác dùng một lần hai chân thì sẽ là được 25 lần các bạn, 25 lần. Đấy, một hộp này của nó sẽ là 50 miếng nhá. Đấy. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái bịch miếng dán này và một cái bịch thuốc như này. Đấy, 50 gói thuốc và 50 cái miếng dán, các bác về bóc vào cho em, sau đó thì mình dán lên trực tiếp lên các cái phần gan bàn chân. Đấy. Hoặc là nếu mà các bác bị đau bụng hoặc là bị lạnh bụng, các bác cũng có thể dán lên bụng được. Đấy, thì con này dùng nó rất là tiện, đặc biệt là trị cho các bác là thải độc chân rất là tốt luôn. Thì giá sẽ là 40.000 cho một hộp miếng dán thải độc chân như này nhá. Lên cho em là dán thải độc chân, giá sẽ là 40k. Đây, em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Dẫn đến mỏi chân, tê chân do mạch máu không lưu thông được, dẫn đến tình trạng mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến sản phẩm miếng dán thải độc Bắc Kinh, em đã cải thiện được rất nhiều. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre, với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy, đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trông kinh cho mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đấy, thì giá sẽ là 40k cho một cái hộp miếng dán thải độc chân như này, bao gồm là 50 miếng nhá.
giá chỉ bằng một bát phở thôi. Lên mã giúp cho em là dán thải độc chân nhá, dán thải độc chân. Đấy. Các bác đọc đủ tên cho em, nó nhiều bác thì lại đọc là miếng dán ngải cứu cho lại nhầm sang cái này, nó rất là lòng ngoằng nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái chai xịt, thì các bác lên cho em là xịt hôi giày nhá. Đấy các bác, xịt hôi chân này. Đấy. Thì chân các bác đi giày đi tất nhiều nó bị hôi thì các bác dùng cái chai này cho em, lắc đều lên này, sau đó thì mình xịt trực tiếp lên giày tất như này. Đấy thì nó sẽ giúp cho các bác là diệt khuẩn này và khử mùi hôi, chống mùi hôi rất là tốt luôn. Đó thì các bác xịt trực tiếp lên giày tất cho em. Một chai này của nó thì dung tích của nó sẽ là 260ml. Các bác xịt trực tiếp lên phần giày cho em như này, dốc ngược lên mình xịt lên giày cho em. Đó. Lên cho em là xịt hôi chân nhá. Xịt hôi chân. Xịt hôi chân này. Xịt hôi chân giá của nó sẽ là 35k cho một bịch như này thôi, 35k cho một lon như này nhá. Đấy, 35.000 cho một bình xịt hôi chân như này, rất là tiện. Đó thì giày tất này các bác bị hôi các bác xịt trực tiếp lên bàn chân hoặc xịt lên tất hoặc là xịt lên trong vào trong giày nhá. Đây các bác nhá. Chỉ mấy đứa hôi chân mới sử dụng cái bình xịt này thôi chứ gì. Nói bảo ít học thì lấy tự ái. Sự thật thì càng những người sạch sẽ thơm tho thì họ lại càng hay sử dụng những sản phẩm như thế này. Trời thì nắng nóng, ai đi giày dép mà chẳng có mùi. Trai hay gái thì cũng thế. Muốn cho giày dép thơm tho thì cầm cái bình xịt khử mùi giày Nhật Bản này, dốc ngược chai rồi ấn. Với công nghệ AG cộng kết hợp với mùi quải hương sẽ loại bỏ mùi khó chịu trong đôi giày của bạn. Và đương nhiên là có thể xịt trực tiếp vào lòng bàn chân để ức chế khả năng gây mùi. Bạn sẽ cảm thấy khá là mát lạnh. Ngày 2 lần sáng tối thì khoảng 10-15 ngày mới hết. Anh em nào cần nhanh tay bấm cửa hàng. Đấy, rất là tiện luôn các bác nhá. Giá chỉ có 35k trong cái chai xịt hôi chân các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kéo hộp đỏ nhá. Kéo hộp đỏ như này. Giá của nó sẽ là 160.000 cho một chiếc. Hàng của nó thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, này các bác này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác nhá. Đó. Đây. Made in Japan các bác này. Nội địa của Nhật made in Japan luôn. Con này thì giá sẽ là 160.000. Cắt cây cắt cành cực kỳ là ngon luôn. Có lẫy khóa như này nhá và lò xo chữ V nhá. Các bác có thể tháo ra thay thế rất là tiện dụng luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 cho một con kéo hộp đỏ này thôi. Lên cho em là kéo hộp đỏ 160.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đồng hồ nhiệt kế nhá. Thì đây nó sẽ là một con đồng hồ như này. Đấy, con này thì về nhà các bác lắp pin vào cho em. Bên em có kèm sẵn viên pin cho bác rồi, về chỉ việc lắp vào cho em là xong nhá. Đấy, lắp thì các bác lắp cho em là đúng 12 giờ trưa để nó lên 12 giờ là các bác khỏi phải lấy giờ luôn. Đấy, cứ lắp đúng 12 giờ trưa là nó sẽ lên 12 giờ như này nhá. Cập nhật cho các bác cả nhiệt độ cả độ ẩm luôn và lắp cho em đúng 12 giờ trưa nhá. Độ ẩm hôm nay miền Bắc rất là cao, 99%. Đấy, nhiệt độ là 22,3 độ C và đang là 12 giờ. Đấy thì các bác cứ lắp đúng 12 giờ trưa cho em. Con này thì giá sẽ là 90.000 các bác nhá. 90k. Đấy, lên cho em là đồng hồ nhiệt kế, giá sẽ là 90k các bác. Đó, 90k trong con đồng hồ nhiệt kế như này. Rất tiện luôn các bác này. Đó. Tiếp theo nay bên shop còn hai cái đồng hồ kìm đa năng nữa nhá. Đấy. Đồng hồ kìm vạn năng. Con này thì bên shop sẽ thanh lý cho các bác cái giá chỉ có 210.000 thôi. 210.000 cho một con đồng hồ kìm vạn năng như này và bao ship cho các bác luôn. Đây đầu dây này. Đấy, sẵn pin cho bác như này và có kìm để cho các bác dùng để mình đo điện rất là tiện ích luôn. Lên cho em là đồng hồ kìm vạn năng nhá. Còn hai con nữa. Thanh lý nốt cho các bác 210.000 một chiếc. 210.000 cho một chiếc đồng hồ kìm vạn năng như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kèm đánh răng thì nó sẽ có hai mẫu hàng của Nhật và của Hàn nhá. Đấy thì các cái loại thuốc thì em cũng để kèm đánh răng vào cùng cái mục này luôn. Đó, kèm đánh răng của Hàn, hàng made in Korea. Đây, made in Korea các bác nhá. Đây. Made in Korea các bác này, Hàn Quốc 120g, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Giá sẽ là 40.000 cho một típ kem đánh răng của Hàn Quốc như này nhá. Lên theo là kem đánh răng Hàn Quốc 40.000. Tiếp theo là kem đánh răng Nhật chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng, hàng made in Japan 170g. Giá thì sẽ là một típ như này, giá của nó sẽ là 60.000 cho một típ kem đánh răng của Nhật như này. Đây, made in Japan nhá. Đó, 170g. Chuyên trị viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng, dùng rất là tốt luôn. Thì có hai mẫu như vậy, các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Đấy, kem đánh răng Nhật thì sẽ là 60k cho một típ kem đánh răng Nhật như này. 60k. Chuyên trị viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng 60.000. Còn kem đánh răng của Hàn Quốc thì sẽ là 40k nhá. 40k. Rồi, ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Và đây là các cái mã số điện thoại chính của bên em, ba số bao gồm Zalo, Face Zalo và
tin nhắn các bác nhá. Các bác có thể Zalo hoặc là tin nhắn hoặc gọi điện trực tiếp tùy theo nhu cầu mục đích của các bác. Đơn hàng từ 200.000 thì lên bên em sẽ bao ship dưới 200, các bác ưu ái cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa là ok, em sẽ đi đơn. Sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bộ dao sói nhá. Bộ này thì giá thì rất là sinh viên, chỉ có 100.000 cho một bộ dao như thôi. Lên theo là bộ dao sói nhá, giá sẽ là 100.000. Đấy, ở đây thì em sẽ có cho các bác bao gồm cho các bác là rất là nhiều các cái chi tiết luôn. Nó sẽ có cho các bác hẳn tới là 4 con dao nhá, 4 con dao. Đây. Đấy, nó sẽ có cho 2 con mũi nhọn này. Đấy, 2 con mũi nhọn này, rất là bén luôn nhá. Đó, đây. Dòng mũi nhọn này. Dao này thì rất là dài, toàn trên 30 cm, tất các bác có thể dùng để mình bổ hoa quả các thứ đều ok hết nhá, rất là bén luôn. Đó, đây. Đấy, có tới cho các bác là 4 con dao này. 4 con dao. 4 dao. Đấy, 4 dao ok chưa? Đó. Một cái kéo và một cái nạo. Kéo này thì các bác dùng để cắt gà, cắt cá này, khui bia này, mở nắp chai này, kẹp cua ghẹ này, một cái nạo này. Đấy. Combo cho các bác bao gồm cho các bác là 6 món mà giá thì chỉ có 100.000 thôi. Tính ra như vậy là các bác mua đâu đó nó chỉ vào khoảng là 35, 45, 45, 60, 6, 15, 90. 6, 15, 90 như vậy là các bác mua chỉ có mất có 15.000 này. 15.000 chia cho 4 món này. Cộng với lại còn 10.000 mà 10.000 chia cho 6 món nữa. 10.000 chia 6 món nữa là mỗi món mất 1.000 rưỡi nữa. Mỗi món mất 1.000 rưỡi nữa. Đấy. Tức là vào là 16.500 cho một món như này. Đấy, 16.500 cho một món như này. Đấy. 35, 45, 45, 60, 65, 90. Đấy, giá sẽ là 100.000 các bác nhá. 100.000. Rất rẻ cho các bác luôn. Đấy, em cũng không biết tính nhẩm đâu, em chỉ biết tính nhanh thôi. Đấy, giá của nó sẽ là 100.000 nhá, 100.000. Đấy. Lên thêm là dao sói nhá, dao sói. Giá sẽ là 100.000. Đó, rất rẻ mạt các bạn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ đây. Lên mã giúp cho em đây. Em lên tiếp cho bác một con dao các bác dùng để mình thái thái hoa quả, nấu đồ ăn, gọt hoa quả đều được hết. Thì lên thêm là dao lượn sóng nhá. Con này trước đang bán là 40.000. Riêng hôm nay thanh lý cho các bác giá chỉ còn là 20.000 thôi. Bán được con nào chưa? 20.000 cho một con dao lượn sóng như này nhá. Thanh lý lộ xả lỗ cho các bác luôn. Tri ân khách hàng. Lên cho em là dao lượn sóng nhá. Giá sẽ là 20.000. Thanh lý cho các bác. Con này thì chiều dài của nó thì nó sẽ vào khoảng là hơn 20 cm. Đó. Phần bản lưỡi thì vào khoảng 3 cm. Và phần lưỡi thì vào khoảng là trên 10 cm. Đấy, và dao thì khoảng 25 cm. Rất là ngon luôn, dùng để gọt hoa quả ngày Tết ngày nhất, hoặc các bác dùng ngày thường. Các bác thái đu đủ, thái khoai tây rồi các loại rau củ quả mình thái, nó có lượn sóng, có hoa văn thì trông nó cũng đẹp hơn, bắt mắt hơn. Về nhà trồng nó cũng đỡ mắng chửi hơn các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 thôi. Lên cho em là dao lượn sóng, giá sẽ là 20.000 nhá. Tiếp theo thì một cái con siêu phẩm cho anh em các bác dùng để sửa chữa lặt vặt trong gia đình. Đấy. Thì các bác lên cho em là bộ V46. Bộ này bao gồm cho các bác là nôm na nó là vào khoảng là 46 chi tiết. Đấy, còn lại thì nó có thể là nhiều hơn, ít hơn một chút. Thì các bác cũng thông cảm, nó có tất trong này thôi chứ còn em cũng chả thêm chả bớt được. Đấy. Cái giá của nó thì nó rất là rẻ, giá chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000 cho một cái bộ sửa chữa như này. Đấy, hàng sẽ bao gồm cho các bác là một tay công này. Một tay công xoáy nhanh các bác nhá. Con này vừa là tay công vừa giúp xoáy nhanh được luôn. Đây. Các bác có thể lắp trực tiếp các cái đầu vít này vào. Đấy. Có xoáy nhanh, có đảo chiều luôn, rất tiện ích các bác nhá. Đấy, xoáy nhanh, đảo chiều các kiểu con này đều được luôn. Ngoài ra thì các bác có thể sử dụng là một cái con tay nối dài như này, con tay vít như này. Đấy, các bác lắp vào cho em. Mình sử dụng trực tiếp này. Đấy, dùng vít viếc này, rất là ok nhá. 130.000, ối giời ôi luôn các bác nhá. Đó, chỉ có 130.000 thôi. Giá quá rẻ luôn, các bác có thể mua để mình sử dụng sửa chữa lặt vặt trong gia đình nhà mình. Đầu lục giác thì sẽ là từ 4 đến 14 này. Đầu vít thì nó sẽ có là vít cộng vít trừ đầy đủ nhá. Lục giác hoa thị này, tay công tay nối dài này, và có cả tay ngót nghéo cho các bác luôn. Đấy, combo cho các bác. Giá thì sẽ là 130.000. 130.000 cho cái bộ này. Đấy, rất hợp lý thôi các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bộ V46, giá sẽ là 130.000. V46 này, 130.000 đây. Đấy, V46, V46, 130.000, siêu rẻ luôn.
tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái giấy lau kính nhá. Đấy, một túi như này sẽ bao gồm cho bác là 10 chiếc, kích thước của nó là khoảng 35 x 35. Đó, giá thì sẽ là 50.000. Giấy này của nó thì chuyên dùng để lau kính, không để lại vết, thấm nước cực kỳ là tốt luôn. Đấy, chuyên lau kính, lau các cái bề mặt kính như là bếp từ, bếp ga, rồi các cái bề mặt kính như là cửa kính, nói chung là đa di năng luôn, bàn kính, các cái thứ mà liên quan đến đồ bóng, các bác lau là không để lại vết cho em luôn. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị cái giá cực kỳ là tốt luôn. 50.000 cho một bịch này bao gồm 10 chiếc, tính ra chỉ có 5.000 một chiếc thôi nhá. Lên cho em là giấy lau kính, giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đèn quạt nhá. Đèn quạt thì sẽ bao gồm cho các bác là cả đèn cả quạt tổng hợp ở đây luôn. Đó, cả đèn cả quạt tổng hợp ở đây. Thì các bác dùng nó rất là tiện đây, cả đèn cả quạt như này, rất là tiện luôn này. Đấy, kéo lên thì nó sẽ có cho các bác là một cái đèn. Đấy, và các bác có thể bật quạt trực tiếp được luôn. Đấy các bác này. Gió nó kêu ù ù này là các bác biết cái độ mạnh của nó rồi. Đó, dùng được đa di năng, cả đèn cả quạt luôn. Có tấm pin sạc năng lượng mặt trời. Đây, đang sạc này các bác này, đang sạc đây em che cái tấm pin thì nó sẽ tối này, bỏ ra nó sẽ lại sáng này. Đó các bác thấy không? Đây. Đấy, đây nhá, sáng trưng này. Đấy, che đi nó tối này. Đấy. Thì có cáp sạc cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn quạt nhá. Giá chỉ có 100.000 thôi, có đầu cắm sạc này, cắm trực tiếp điện 220V. Cái quạt này các bác có thể dùng chạy liên tục cho em từ 3 đến 5 tiếng nhá. Lên cho em là đèn quạt này, đèn quạt giá sẽ là đèn quạt bão này, đèn quạt bão giá sẽ là 100.000 tròn nhá, 100.000 tròn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái khăn mặt của Hàn Quốc. Một bịch này 10 chiếc em bán combo là từ 3 chiếc trở lên. 20.000 3 chiếc và cả bịch này chỉ có 60.000 thôi cho 10 chiếc luôn. Kích thước của nó sẽ là 30 x 50 nhá, một chiều 30, một chiều 50. Các bác có thể dùng để thứ nhất là dùng để rửa mặt này, thứ hai là các bác dùng để vệ sinh này, lau nhà, lau cửa, lau bát, lau đũa, lau bàn, lau ghế này. Mua cả bịch này luôn mình dùng rất là nhiều chức năng. Tết nhất ăn cơm, ăn nước, ăn cỗ, ăn bàn các bác có thể bỏ ra cho khách mình dùng. Mỗi người một chiếc luôn, rất đẹp, rất tiện ích. Lau vừa sạch vừa vệ sinh. Đấy, bảo vệ môi trường. Lên cho em là khăn mặt nhá. 20.000 là bằng 3 chiếc và 60.000 là sẽ là bằng 10 cái nhá. 60.000 bằng 10 cái. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ 5 đĩa tròn nhá. Đây nó sẽ là 5 cái đĩa tròn như này mà giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. Đấy. 120.000 cho 5 cái đĩa tròn như này. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Bỏ tranh cái đài với cái giấy cái đấy ra đây. Cái giấy lau giày. 120.000 cho 5 cái đĩa tròn như này. Hàng khá là dày dẫn các nhá, khá là dày dẫn chứ không mỏng đâu. Đấy. 120.000 5 chiếc, như vậy là các bác sẽ có cho các bác em chiếc to nhất là 24 cm. Chiếc nhỏ nhất thì nó vào khoảng là 13 14 cm. Đó đây, 5 chiếc như này các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín được hết các bác nhá. Đấy, lên cho em là bộ 5 đĩa tròn nhá, 5 đĩa tròn này. Giá thì cực kỳ hợp lý luôn, chỉ có 120.000 trên 5 cái đĩa như này. 2 năm là 10, như vậy là mất có 12.000 à. Đúng không nhỉ? Mất 20 mấy nghìn đấy. 20 mấy nghìn thôi, 22.000. 24.000 gì đấy các bác nhá. Đấy. Các bác lấy máy tính các bác chia cho nó nhanh, cho nó chính xác ra PPP bao nhiêu luôn, 3, bao nhiêu đấy. Thì em rút toán lắm các bác. Đấy. Thì 5 cái đĩa như này mà giá chỉ có 120.000 thôi. Đấy. 22.500. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con đài FM của Nhật nhá. Đấy. Con này thì hàng đời mới sẽ có thêm cho các bác cái tính năng là đồng hồ luôn nhá. Tính năng đồng hồ và kèm thêm cho các bác là một cái cáp sạc như này. Hàng chạy bằng pin 18650, con này bên em đang bán là 30.000 một viên, có kèm cáp sạc đây. Đấy, rất tiện ích luôn nhá. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đã có sẵn pin rồi, các bác sạc pin mà mình dùng cho em. Mỗi lần sạc thì từ 2 đến 3 tiếng này. Đầu tiên các bác bật nguồn này lên này. Đấy, sau đó thì các bác bắt đầu là để cho em chức năng là đài FM này. Con này nó có thể bắt MP3 rất là ngon luôn nhé. Các bác có thể dò để Bluetooth nhé. Sẽ giảm nguy cơ bị thương cho người ngồi hàng ghế sau lên đến 75%. Quỹ Phòng chống thương vong châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo với sự đồng hành của hãng ô tô Chevrolet khuyến cáo đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ khi đi xe ô tô, bạn nên lắp thêm ghế chuyên dụng cho trẻ dưới 12 tuổi hoặc thấp hơn 135 cm.
luôn để trẻ ngồi ở hàng ghế sau và thắt dây an toàn cho trẻ, đồng thời không để trẻ ở lại một mình trên xe. Đó, đấy thì rất là đơn giản nha. Các bác vừa nãy được nghe đài lại còn vừa được nghe các cái thông tin mà em gửi đến các bác nhá. Đấy, bác nào đi ô tô thì cho các em nó thắt dây an toàn vào nhá. Đó, con này thì giá sẽ là 260 cành. Ở đây các bác về tháo cái cao su thì ra cho em này, cái cao su nó cản pin này. Đấy, là đồng hồ chạy bình thường nhá. Rất đẹp này. Chiều dài thì khoảng 20 cm, chiều cao khoảng là 13 đến 15 cm và chiều rộng khoảng 10 cm. Các cái phần kết nối bao gồm là cắm nghe nhạc này, USB thẻ nhớ này. Đấy, nghe đài này và các bác có thể dò trực tiếp để nghe MP3 và Bluetooth nhá. Nhưng em bán thì chức năng chính là đài thôi, còn em giới thiệu nhắc nhỏ các bác là nghe Bluetooth cũng rất hay, nhưng mà em không có giới thiệu ở đây. Về nhà các bác tự dò, đến lúc các bác nhận đài các bác không dò được các bác lại ý kiến nó mất công. Đấy, nhưng mà nghe hay lắm các bạn. Giá thì sẽ là 260.000, bên em bao ship đến tận nhà, bảo hành lỗi đổi mới trong vòng 10 ngày cho các bác luôn. Sử dụng thoải mái, lỗi cái gì em đổi mới cho bác luôn. Lên cho em là đài FM Nhật nhá, đài FM Nhật này. Giá sẽ là 260 cành. Đấy, em vừa dò tiếng đài nghe nó hay như tiếng đài FM các bạn. Đó. Tiếp theo là bên shop về cho các bác một dòng sản phẩm, đó là cái giấy lau giày nhá. Con này thì em bán rất là nhiều rồi, cuối năm rồi các bác mua về mà dùng. Nó rất là tiện. Đấy, giặt giày nhiều mà giày nồm ẩm như này giặt là hỏng hết giày luôn. Đấy, các bác dùng con giấy này cho em cho nó tiện nhá. Đó. Đây. Đấy, một cái tờ như này. Đấy, một bịch này thì từ 30 đến 40 tờ. Đấy, thấp nhất là được 30 tờ. Đấy, đây ví dụ cái dép nó đang bẩn như này nha, em mô phỏng em đánh đi cho các bác xem này. Đấy. Đây đôi dép Beatit nghìn lỗ của em nhá, rất là bẩn như này, đây em sẽ đánh đi cho các bác xem này. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy. Rất là bẩn luôn nha, các bác có thể xem để tời lại trước và sau video nhá. Đó. Đây. Thì các bác dùng một miếng này cho em này đánh này, sau đó thì nếu mà các bác nào có thời gian thì mình có thể để từ 3 đến 5 phút. Đấy, sau đó các bác đánh lại, còn nếu không các bác có thể đánh hoặc lau đi luôn cũng được. Thực ra thì nếu mà giày vải, giày riếc mà nó bị ướt một tí cũng không ảnh hưởng gì, nó sẽ khô thôi, chứ không phải là các bác ngâm nước, cho nên là cũng rất là ok thôi. Đó, các bác đánh sạch đi như này cho em. Sau đó thì mình dùng khăn khô mình lau đi cho em. Khăn khô mình lau đi cho em. Đó. Thám ra lấy anh cái khăn nào. Lấy cho anh đi. Đấy, dùng khăn khô mình lau đi cho em. Đấy, em mới đánh có khoảng 30 giây thôi nhá mà đã sáng bóng đẹp luôn. Đó. Thì sau đó các bác dùng khăn khô mình lau đi cho em. Đấy, sẽ sạch luôn coi nhá. Đấy, sạch luôn. Đây, đây các bác này. Đó. Thực tế luôn nhá, sử dụng thực tế luôn, không các bác cứ bảo mày cứ đưa video lên nó hiu hiu còn vượn. Đây. Đấy, hai chiếc khác nhau hoàn toàn các bác này. Đây. Đấy nhá, sáng bóng đẹp luôn, các bác thấy chưa? Đó, sạch lên tới 80% luôn. Thì giá sẽ là 20.000 cho một hộp như này. Đấy, lên cho em là giấy lau giày 20k cho một hộp như này nhá. Và mua 3 hộp thì sẽ là 50.000, 3 bịch sẽ là 50.000. Tiếp theo thì cuối năm rồi, các bác dùng cái này để mình đánh tẩy xoong nồi đa di năng cho em luôn. Đấy. Thì đây nó sẽ là một cái dòng tẩy xanh nhá, tẩy xanh để chuyên tẩy xoong nồi các bạn. Con này tiện lắm, về nhà các bác xoong nồi hoặc là vành bánh ô tô, thân ô tô bị bẩn, bị chảy xước các bác đánh lên cho em là hết luôn. Đây. Đây nó sẽ là thuộc cái dạng là kem như này, kem như này các bác bôi cho nó ướt ướt đồ cho nó thì các bác đánh cho xoa lên đều lên, sau đó thì các bác đánh đi cho em là xong. Giá sẽ là 25k nhá. Đấy, lên cho em là tẩy xanh. 25.000 đây, em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá. Như quảng cáo không mọi người, cùng mình thử nhá. Tiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn, thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch. Sau đó dùng cái búi rửa bát và trà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước và đây là kết quả. Uầy, nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Uầy, cái kem tẩy xong đấy, rồi. Đấy, rất là tiện luôn nha. Đấy, cuối năm thì bên shop về cho bác cái lô mũ các bác này. Đấy, mũ nồi rất là đẹp luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá nó là 100.000 các bạn. Đây, các bác có thể mở ra như này. Đấy, em sẽ đội thực tế cho các bác xem luôn nhá. Đó. Con này thì giá rất là có thể đội lên trực tiếp này. Đấy, anh em thấy chưa, các bác thấy không? Nó rất là tuyệt vời luôn. Đây, các bác có thể cho ôm tai hoặc là cho gập lên như này. Đây. Đấy thì cũng gửi lời chào, lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới tới các bác nhé. Đó, đây các bác này. Đó, các bác thấy không? Đây. Em đang tuổi 30 mà em đội vào nó giống như là tuổi 60 luôn các bác nhá. Đó, đây, các bác thấy chưa? Rất chất chơi luôn. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể là mở cái phần này ra, trời rét thì mở cái phần này ra cho em để mình cụp nó xuống này. Đó, các bác thấy không? Rất là tiện luôn nhá, che hết vành tai luôn. Cực kỳ là ấm luôn nhá. Giá thì chỉ có 100.000 cho một con mũ này thôi. Chất liệu của nó thì rất là mềm nhá, da rất là mềm. Đấy, dùng thì rất là thích. Giá cả hợp lý cho các bác sử dụng.
Đây, giá rất hợp lý thôi, chỉ có 100.000 cho con mũ nồi này thôi nhá. Rồi, xin chào các bác.